Bạn chuẩn bị xem từ trường sinh bất tử tu tiên ta liền vô địch tập 21. Trình công tử, ngài rốt cuộc đã đến. Nhìn người tới, đại chu quốc quốc chủ không khỏi đến sắc mặt vui vẻ. Bắc vực trình gia chính là chân chính thế gia đại tộc, cũng là phía sau đại chu quốc chỗ dựa. Không phải lễ đính hôn ư, thế nào còn đánh nhau. Bởi vì ta đến, cố ý an bài. Bất quá, chính xác rất thú vị. Trình Ngọc Thư nhìn một chút ngay tại chiến đấu ba người, nhưng trong lòng tràn ngập tò mò cuối cùng cái kia trong chiến đấu thiếu niên có lẽ do chính mình nhỏ không được mấy tuổi thế nào chiến lực như thế cường hãn trịnh ngọc thư tự cho mình siêu phàm cho rằng tại trong cái bắc vực này thế hệ trẻ tuổi có thể cùng chính mình đánh đồng cũng không nhiều nhưng nhìn thấy trần vân hiên phía sau không khỏi cũng có chút tự thẹn kém người cuối cùng hắn tại trần vân hiên cái tuổi này có thể làm không đến nghênh chiến hai vị siêu phàm cảnh tầng chín cường giả tối đỉnh huống chi hắn mười mấy tuổi cũng không có đột phá đến siêu phàm cảnh tầng 1. Lưu bá, ngươi nói, thiếu niên này sẽ thắng ư. Trình Ngọc Thư cười lấy hỏi. Sau lưng Trình Ngọc Thư lão giả, nghe lời này, lắc đầu. Thiếu niên này khí thế cương mãnh, chiêu thức bá khí mười phần, uy lực to lớn. Nhưng hình như kinh nghiệm chiến đấu cũng không phải cực kỳ phong phú, xem như một cái chỗ thiếu sót. Nhưng nó công pháp chỉ sợ nhất định không phải phàm vật. Bây giờ nhìn lên thắng bại khó phân, nhưng thời gian càng lâu, đối thiếu niên này càng bất lợi, đợi đến hắn kiệt lực thời điểm, liền là lạc bại thời điểm. Lưu Bá quan sát một lúc sau, đem cái nhìn của mình nói ra. "Ân, cùng ta nghĩ cũng là không sai biệt lắm." Trình Ngọc thư gật đầu một cái phía sau, hướng về Đại Chu Quốc quốc chủ nhìn lại, hỏi, "Địch nhân?" "Không sai, người này tên gọi Trần Vân Hiên, là Trần gia hậu nhân." "Trình công tử, hắn thật sẽ bại ư?" Đại Chu Quốc quốc chủ có chút bận tâm mà hỏi. "Đã Lưu Bá nói biết, chắc hẳn không có cái vấn đề lớn gì. Như vậy, vậy ta liền yên tâm." Trình công tử mời ngài thượng tọa. Mặc dù mọi người điểm chú ý đều đặt ở Trần Vân Hiên ba người trên mình, nhưng vẫn là có người chú ý tới Trình Ngọc Thư đến. Người này là ai? Các người biết sao? Không rõ ràng, tại trong đại chu quốc này lại còn có khả năng có người để quốc chủ cung kính như thế. Ngươi nhìn hắn chỗ ngồi. Cái này, liên thượng thanh tông hai vị này thái thượng trưởng lão, chỗ ngồi rõ ràng cũng không bằng hắn. Người này đến tục cùng là ai, địa vị rõ ràng cao như thế. Các ngươi nói, có thể hay không ngay từ đầu, quốc chủ liền biết Trần gia người sẽ đến nháo sự, sớm mời trợ thủ. Nói vậy, coi như là biết, quốc chủ sẽ sợ sợ Trần gia ư? Huống hồ, ai biết Trần gia sẽ xuất hiện như vậy một cái yêu nghiệt. Nói cũng đúng, cái kia người này đến tụt cùng là thân phận như thế nào đây? Mọi người đối trình ngọc thư thân phận đều 10 điểm hiếu kỳ, nhưng cũng bất quá chỉ là nghị luận vài câu phía sau, liền đem ánh mắt lại một lần nữa tập trung đến trong chiến đấu. Một bên khác, trong vương cung Trần Trường An mang theo đại hoàng hai người, một mực đang tìm kiếm thai châu tung tích. Ngươi còn có thể hay không tìm được. Cái này đều bao lâu thời gian, ngươi liền không sợ Trần Vân Hiên tiểu tử kia bị giết. Tìm nửa ngày tìm không thấy, đại hoàng cũng có chút không kiên nhẫn được nữa. Chết đó cũng là mệnh của hắn. Huống hồ, Trần ra nhiều người như vậy đây, chết tại bồi dưỡng một cái chứ. Trần Trường An lờ đễnh nói. Ngoạ tào, ngươi mẹ nó do so ta còn xúc sinh, không đúng, ta không phải xúc sinh, ta là thần thú. Ngươi liền thật một chút cũng không lo lắng tiểu tử kia. Đại hoàng tò mò hỏi. Muốn trưởng thành, hắn cần gặp phải đủ loại khốn cảnh, một cái nho nhỏ đại chu quốc đều không giải quyết được, sau đó như vậy đi ra ngoài sông sáo. Ngươi có thể hay không giúp ta tìm xem thai châu, chớ đóng tâm những thứ vô dụng này. Trần Trường An cũng có chút đau đầu, cái này thai châu coi là thật tại hoàng thất trong tay ư. Thế nào chính mình tìm như vậy nửa ngày, cứ thế cái gì cũng không có tìm tới đây. Ta đã nói rồi, Thứ này không có khí tức, ta căn bản là nhận biết không đến. Muốn tìm được, chỉ có thể dựa vào ngươi chính mình, ta nhiều nhất giúp ngươi ẩn tàng khí tức, không bị người phát hiện. Thật là gặp quỷ, trong vương cung này, tất cả bảo khố đều đã tìm khắp cả. Chẳng lẽ bây giờ đã không tại hoàng thất trên tay? Thứ này cuối cùng đến hoàng thất trên tay có chút ít năm tháng, nếu như không tồn tại, đến cũng không phải không khả năng. Ngươi chẳng lẽ liền không hiếu kỳ một việc ư? Đột nhiên, đại hoàng tại một bên hỏi. Cái gì? cái đồ chơi này bọn hắn hoàng thất muốn đi qua có cái gì dùng có cái gì dùng đúng à cái này thay châu người khác cầm đi hình như thật cũng không có chỗ ích lợi gì loại trừ trần trường an dù ai cũng không cách nào đem thay châu dùng hợp cái kia người khác cầm đi đến cùng dùng tới làm cái gì nghĩ đi nghĩ lại một người một chó đột nhiên nhìn nhau kha 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 đại hoàng nhịn không được tại một bên cười xấu xa lên tức giận đến trần trường an trực tiếp chừng nó một chút ngươi trắng ngốc ta có cái dám dùng, ta mẹ nó cũng không phải ngươi người trần gia. Đại hoàng khinh bỉ nhìn Trần Trường An một chút. Mà nó, nhóm này bất tiếu tử tôn. Bại gia tử. Đây không phải rất bình thường à, ngươi trần gia bây giờ đã qua nhiều đời như vậy. Trong quá trình này, xuất hiện mấy cái bại gia tử rất bình thường, không có khả năng người người đều cùng Trần Chính Nguyên đồng dạng. Nếu không, ngươi trần gia cái này chín cái thai châu cũng sẽ không chỉ còn dư lại một cái đại hoàng tuy là nhìn xem tựa như là tại khuyên bảo nhưng giọng điệu này bên trong lại tràn ngập chế diễu trần trường an ra hỏa này vẫn là bị hậu thế cho hố một lần thật là đại khoái nhân tâm đối mặt đại hoàng chế diễu trần trường an cũng không thể tránh được đây là không có cách nào tránh khỏi sự tình một vạn năm trọn vẹn một vạn năm thời gian phía trước người trần gia là làm sao làm mới có thể để thai châu đánh rơi trần trường an cũng không rõ ràng nhưng tại đại chu quốc mất đi cái kia một cái trong lòng hắn bao nhiêu đã có một chút suy đoán. Trần gia suy tàn, nhu cầu cấp bách tìm tới một chỗ cắm rễ, bọn hắn lựa chọn Đại Chu Quốc. Mới đến, tự nhiên muốn đả thông các phương nhân mạch, hoàng thất là ắt không thể thiếu vòng một. Trần gia có khả năng từ đâu tới đả thông nhân mạch đồ vật, chỉ sợ cũng là không nhiều lắm, đồ vật gì tôn quý nhất. Thai Châu Dù sao cũng là truyền thừa gần vạn năm bảo vật, nói ra tuyệt đối dọa người. Hơn nữa Thai Châu toàn thân óng ánh long lanh, bộ dáng hết sức xinh đẹp, lại không có chút nào khí tức, không cách nào tra xét. Mặc cho ai nhìn thấy thứ này, phản ứng đầu tiên đều sẽ cảm giác đến đây là một cái bảo bối, cần thật tốt nghiên cứu một chút nó tác dụng. Cái này thai châu, tuyệt đối là Trần Gia năm đó chủ động đưa cho Hoàng Thất. Trong Hoàng Thất, loại vật này ban đầu có lẽ sẽ gây nên hứng thú của bọn hắn. Nhưng theo lấy thời gian trôi qua, nghiên cứu không thấu, liền sẽ trở thành vật vô dụng. Xinh đẹp vật vô dụng sẽ làm thế nào? Vương miện, phía sau đỉnh má nó, suối quẩy. Trần Trường An vừa nghĩ tới, nếu như mình thai châu, thật bị gắn ở vương miện hoặc là phía sau đỉnh bên trên, toàn thân đều không thoải mái. Nhưng đây cũng chỉ là trong đó một loại khả năng, có lẽ cũng không tại. Vậy ngươi bây giờ định làm như thế nào? Đại Hoàng hỏi. Ừm, trong cái vương cung này, nữ quyến rất nhiều. Không bằng. Hắc hắc hắc, chúng ta trước gặp gỡ những người này thế nào? Trần Trường An cười xấu xa lấy nói. Hắc hắc hắc, cái ta này ưa thích đi tới. Bạn chuẩn bị xem từ trường sinh bất tử tu tiên ta liền vô địch tập 22. Ẩm, Ẩm, Ẩm. Theo lấy từng đạo phanh phanh âm hưởng lên, trước mặt Trần Trường An đã không biết rõ té xỉu bao nhiêu trong vương cung nữ quyến. Đại Hoàng, ngươi có phải hay không có mau bệnh? Cái này cung nữ ngươi làm tới đây làm gì? Ngươi cảm thấy Đại Chu Quốc Quốc Chủ sẽ đem loại vật này đưa cho một cái cung nữ ư. Nhìn thấy làm không biết mệt, không ngừng vóc người Đại Hoàng, Trần Trường An cảm giác có chút đau đầu. Gia hỏa này, thế nào liền như vậy ưa thích làm loại chuyện này đây. Ngươi biết cái gì, ta đây không phải sợ bị phát hiện ư? Ngươi cũng không nhìn một chút, trong vương cung này, nhiều thiếu nữ quan tâm đều bị ngươi đánh ngất xỉu. Lại nói, ngươi sót nhiều như vậy, đến cùng có hay không có à? Đại hoàng tức giận hỏi. Ừm, trước mắt còn không phát hiện, khả năng cũng không tại những người này trên tay à. Trần Trường An bất đắc dĩ thở dài một hơi dạng này à? Ngươi nói, cái này đánh đều đánh ngất xỉu, đừng lãng phí, đúng hay không? Đại hoàng hướng lấy Trần Trường An cười hắc hắc, biểu tình muốn nhiều hèn mọn có nhiều hèn mọn. Đại hoàng muốn làm gì, Trần Trường An làm sao lại không biết rõ. Tên khốn kiếp này nhét lên bờ mông, Trần Trường An đều biết là làm vẫn là nhão đến. Hồ nháo. Chúng ta là tìm đến Thai Châu, ngươi sao có thể đầy trong đầu đều là loại chuyện này. Không được, tuyệt đối không được. Trần Trường An nghĩa chính ngôn từ nói ngươi nhìn thai châu cũng không có tìm tới cứ đi như thế chẳng phải là lãng phí ư loại chuyện này ta thế nhưng rất nhiều năm đều không có làm qua ngươi liền để ta làm một lần thế nào có còn hay không là huynh đệ đại hoàng buồn bực nói tuy nói là huynh đệ đại hoàng cũng chính xác thật lâu không có làm qua loại chuyện này nhưng để chính mình trơ mắt nhìn nó làm như thế trần trường an vẫn còn có chút không làm được không được không có thương lượng chúng ta tiếp tục đi tìm thai châu Trần Trường An hơi suy tư một phen, vẫn không có đồng ý. A, à, vậy ta không đi, chính ngươi đi à? Đại Hoàng trực tiếp hướng trên mặt đất một nằm sấp, nó cũng tới tính tình. Nhìn thấy Đại Hoàng cái này muốn ăn đòn dáng dấp, Trần Trường An hít sâu một hơi, trở lại yên tĩnh một thoáng chính mình sao động tâm tình. Ta nói Đại Hoàng, đi ra lâu như vậy, sơn chân hải vị ngươi ăn xong ít ư? Ta lúc nào thiếu ngươi ăn, thiếu ngươi uống. Ngươi mẹ nó hôm nay còn muốn ở ngay trước mặt ta ăn thịt người ngươi có phải hay không quá mức điểm? Ngươi còn có tính khí. Đại hoàng tuy là thoạt nhìn là một con chó, nhưng nó bản thể dù sao cũng là kỳ lân, là một đầu hung mãnh thần thú. Ăn người đối với đại hoàng tới nói, cũng không phải cái gì chuyện hiếm lạ, cuối cùng lúc trước liền một cái đem Trần Trường An nuốt. Nếu như không phải Trần Trường An thân thể đặc thù, Trần Trường An đã sớm biến thành đại hoàng ngâm phân. Những cái này nữ quyến đều là đại chu hoàng thất người, ngươi cùng đại chu hoàng thất là địch nhân. Ngươi không phải nói, Đối đãi địch nhân, không cần nhân từ ư. Vậy ta ăn mấy người bọn hắn thế nào? Ta đây là tại giúp ngươi dọn sạch trở ngại. Đại Hoàng tức giận nói. Đây đều là Trần Trường An dạy Trần Vân Hiên đạo lý. Thế nào đến hắn cái này, liền mẹ nó nhỉ không được. Ta người này, thiện tâm, nhỉ không được loại chàng diện này. Ngươi thiện tâm, vậy ngươi còn dạy Trần Vân Hiên chảm thảo trừ căn. Ta dạy là ta dạy, động lòng người cũng không phải ta giết, là Trần Vân Hiên ra tay, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Cái này có khác biệt ư? Không phải là ngươi để hắn đi giết người sao? Không giống nhau, cái này cũng không đồng dạng à, hắn có thể cự tuyệt ta à, nhưng hắn không có, nguyên cớ vẫn là không quan hệ với ta. Trần Trường An, ngươi là thật mẹ nó vô sỉ. Ngươi cũng không phải ngày đầu tiên nhận thức ta. Đại hoàng nhìn xem Trần Trường An một mặt xem thường, tại nhìn về phía trước mặt cái này té xỉu không nổi nữ quyến, nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Nhiều như vậy, đủ ăn một bữa. Thật không thể ăn ta nói đại hoàng sơn chân hải vị ngươi không ăn ngươi ăn các nàng làm cái gì có ăn ngon như vậy ư ừ. ngươi nói một chút các nàng cái này một thân son phấn ngươi liền không sợ mẹ nó ăn chết ngươi trần trường an bất đắc dĩ nói ta thân thể này tuy là không bằng ngươi đó cũng là tương đối kháng tạo làm sao có khả năng ăn chết ta lại nói ta đây không phải thật lâu chưa ăn qua muốn dư vị dư vị ư ừ. ai nói chỉ có thể ăn sơn chân hải vị liền không thể ăn điểm làm làm Ngươi mẹ nó đem cái này gọi làm. Đừng nói nhảm, chúng ta trước đi phía trước nhìn một chút, Vân Hiên tiểu tử này cũng chống đủ lâu. Ân, cũng thật là, tiểu tử này không tệ, có khả năng chống lâu như vậy, nếu là tiền kỳ liền được tốt bồi dưỡng, bây giờ, nói không chắc cũng là tuyệt thế thiên kiêu nhân vật. Đại hoàng đối Trần Vân Hiên đánh giá đặc biệt cao, cuối cùng mặc kệ là nó thực lực bản thân, vẫn là nó kiến thức qua những cái kia thiên kiêu, nó có khả năng nói như vậy, đã 10 điểm khẳng định Trần Vân Hiên thiên phú và tiềm lực. Trần Vân Hiên bây giờ thiếu hụt, bắt đầu từ tiểu không có phong phú tài nguyên đặt vững căn cơ, bằng không 16 tuổi Trần Vân Hiên, tuyệt đối sẽ không chỉ có bây giờ tu vi như vậy. Quá kinh khủng. Cái Trần Vân Hiên này còn là người sao? Đối mặt hai vị siêu phàm cảnh tầng 9 cường giả tối đỉnh, rõ ràng không rơi hạ phong, giữ vững được lâu như vậy. Nghe nói qua thiên tài có khả năng vượt cấp khiêu chiến, nhưng cái này Trần Vân Hiên không khỏi quá thiên tài một chút à. Tại chúng ta đại chú quốc, không, tại toàn bộ bắc vực, các ngươi nghe nói qua dạng này thiên tài ư. Cái này, khả năng là ta thiền cận, chưa từng nghe nói qua. Trần Vân Hiên có khả năng kiên trì đến hiện tại, cái này khiến tất cả mọi người mười điểm bất ngờ. Liễu ra mọi người lúc này càng là ngũ vị tạp trần, nếu như không có cái kia sự tình, nếu như lúc trước trần ra suy tàn phía sau. Liễu ra không có quên ân phụ nghĩa, có phải hay không hết thảy cũng không giống nhau. Chết, hắn nhất định phải chết. Hắn không chết, chúng ta liễu ra ai cũng sống không được. Tuy là hối hận, nhưng liễu gia gia chủ hiện tại càng hy vọng Trần Vân Hiên lập tức chết ngay, chỉ có dạng này, hắn có thể đủ an tâm. Đồng dạng hy vọng Trần Vân Hiên chết, còn có đại chú quốc quốc chủ. Chiến đấu phát triển cho tới bây giờ tình huống, hắn đã có chút tâm hoảng. Vốn cho rằng Trần Vân Hiên chỉ có siêu phàm cảnh tầng một tu vi, căn bản là chống đỡ không được bao lâu, thật không nghĩ đến, tiểu tử này vậy mà như thế kéo dài. Trình công tử, cái này Trần Vân Hiên, nhưng có bại lui trí tượng. Đại chu quốc quốc chủ khẩn trương hỏi. Lưu bá, ngươi tới nói hả? Trình Ngọc Thư thản nhiên nói. Được, thiếu chủ. Cái này Trần Vân Hiên thực lực rất mạnh, thể nội linh khí cũng cực kỳ đầy đủ, có lẽ đây cũng là hắn chiến lực mạnh một trong những nguyên nhân. Nếu như là đồng dạng siêu phàm cảnh tầng 1, liền chỉ sợ sớm đã kiệt lực. Nhưng cái này Trần Vân Hiên thì khác biệt, nhưng cũng sẽ không chống quá lâu, 20 chiều bên trong, sợ là liền sẽ chậm rãi kiệt lực. Lưu bá phân tích nói. 20 chiều bên trong. Nghe nói như thế, Đại Chu Quốc quốc chủ cũng là nới lỏng một hơi, nếu là như vậy, cuộc nháo kịch này cũng cũng nhanh kết thúc. Tiểu tử, thực lực của ngươi rất mạnh, nhưng ngươi đừng tưởng rằng chỉ dựa vào thực lực như vậy, liền có thể muốn làm gì thì làm. Ngươi còn kém xa lắm đây." Ngụy Thiên Phong cùng Võ Nguyên hai người, lúc này trong lòng đều kìm nén một hơi, trước mắt bao người, rõ ràng bị một tên tiểu bối dồn đến loại tình trạng này, đây quả thực là bọn hắn trong đời, mãi mãi cũng không cách nào xóa đi vết nhơ. Phải không? ta không cho là như vậy. Trần Vân Hiên cười lạnh một tiếng, theo sau toàn thân khí thế đột nhiên tăng vọt. Phá cho ta. Biến cố đột nhiên xuất hiện, để tất cả mọi người là biến sắc mặt, liên trình Ngọc Thư cùng lưu bá hai người, cũng là không khỏi đến giật mình. Trong chiến đấu đột phá, tiểu tử này, siêu phàm cảnh tầng 2. Bạn chuẩn bị xem từ trường sinh bất tử tu tiên ta liền vô địch tập 23, trong chiến đấu đột phá. Tiểu tử này quả nhiên là cái yêu nghiệt. Người bình thường thời điểm chiến đấu, Đều muốn toàn thân toàn ý đưa vào trong chiến đấu Hú chi là lấy một địch hai loại tình huống này Căn bản lại không tồn tại còn có tâm tư đi muốn tu luyện Hoặc là tăng lên tu vi cảnh giới của mình Nhưng Trần Vân Hiên đây Không vẻn vẹn chiến đấu không rơi hạ phong Lại còn có khả năng tại thời khắc mấu chốt đột phá Đây quả thực là chưa từng nghe thấy Chưa từng nhìn thấy Lưu bá, loại tình huống này Ngươi gặp qua sao? Trình Ngọc Thư câu mày hỏi Chưa từng thấy hoặc tiểu tử này công pháp có gì đó quái lạ, hoặc hắn nguyên bản liền có thể đột phá đến siêu phàm cảnh tầng 2, chẳng qua là một mực tại áp chế tu vi, không có đột phá. Ta càng nghiêng về hắn áp chế tu vi cảnh giới. Lưu bá biểu tình nghiêm túc nói, áp chế tu vi cảnh giới, Nay ngược lại là cũng có khả năng có thể. Ngụy Thiên Phong cùng Võ Nguyên hai người liếc nhau, trong ánh mắt tràn đầy kiên kỵ cùng lo lắng. Siêu phàm cảnh tầng một thời điểm đều như vậy khó đối phó, đột nhiên Trần Vân Hiên đột phá đến siêu phàm cảnh tầng 2, chẳng phải là càng nan giải. Trần Vân Hiên cảm nhận được tu vi sau khi đột phá trong thân thể tăng vọt lực lượng trên mặt xuất hiện một vòng mỉm cười. Lão tổ nói quả nhiên không sai chiến đấu mới là tăng thực lực lên hữu hiệu nhất mau lẹ nhất phương thức. Trần Vân Hiên nhìn về phía Ngụy Thiên Phong hai người thản nhiên nói trận chiến đấu này có lẽ kết thúc. A à, tiểu tử ngươi ít ăn nói ngông cuồng thật cho là đột phá tầng một phía sau liền có thể nghiền ép hai người chúng ta sao?" Võ Nguyên phẫn nộ nói, "Là thật là giả, một trận chiến liền biết." Trần Vân Hiên cũng không nhiều lời nói nhảm, thân ảnh lóe lên, sau một khắc đã đi tới Ngụy Thiên Phong trước mặt. Trần Vân Hiên đột nhiên xuất hiện, để Ngụy Thiên Phong bất ngờ, còn không có làm ra phản ứng, Trần Vân Hiên một quyền, liền đã đem Ngụy Thiên Phong đánh bay ra ngoài. Dưới một kích, Ngụy Thiên Phong bay ngược mà ra, trong miệng càng là phun ra một ngụm máu tươi. Ngọa Tào, liền đột phá một thoáng mà thôi thực lực biến hóa thế nào sẽ lớn như vậy mà nó ngụy thiên phong rõ ràng liền một quyền đều gánh không được cái này trần vân hiên là dự định nghịch thiên ư cái gì gọi là dự định hắn đã nghịch thiên đáng sợ thật là đáng sợ thiếu niên ngụy thiên phong bị đánh bay cái này khiến tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm biết trần vân hiên yêu nghiệt nhưng chưa từng nghĩ dĩ nhiên đã yêu nghiệt đến tình trạng như thế võ nguyên phản ứng đầu tiên tới hiện tại chuyện muốn làm nhất liền là thoát đi nơi đây muốn đi Ngươi đi qua ta cho phép ư? Võ Nguyên Cương dự định quay người đào tẩu, lại phát hiện Trần Vân Hiên không biết rõ lúc nào đã xuất hiện tại phía sau mình, ngăn lại đường lui. Ta nhận. Chữ thua còn không có nói ra, Trần Vân Hiên lại một lần nữa một quyền vung ra, để võ nguyên rơi vào một cái cùng ngụy thiên phong kết quả giống nhau. Yên tĩnh. Như thiên địa bị động lại đồng dạng yên tĩnh. Ai cũng không nghĩ tới, kết quả cuối cùng lại là Trần Vân Hiên đại hoạch toàn thắng. Kết quả này, đừng nói người khác không nghĩ tới. Trình Ngọc Thư cùng Lưu Bá đồng dạng không nghĩ tới. Nhất là Lưu Bá, lúc này càng là cảm giác sắc mặt nóng lên, mới nói đối phương 20 chiêu phía sau liền sẽ kiệt lực, nhưng hắn dĩ nhiên đột phá. Không vẻn vẹn đột phá, chỉ dựa vào một quyền, vậy mà liền đánh bại Ngụy Thiên Phong cùng Võ Nguyên hai người. Chúng ta thua, từ nay về sau, chúng ta trở lại Thượng Thanh Tông, một bước sẽ không rời đi. Các ngươi trần ra, thắng, nhận thua. Thượng Thanh Tông hai vị thái thượng trưởng lão nhận thua, đồng thời lựa chọn cả đời không rời đi Thượng Thanh Tông một bước. Trần Vân Hiên một người, liền để trong Đại Chu Quốc đệ nhất tông môn thúc thủ vô sách. Trước đó, nếu là có người nói như vậy, nhất định sẽ bị xem như người điên, là người si nói mộng. Nhưng một màn này, liền chân chân thật thật phát sinh tại trước mặt mọi người. Chuyện cười. Các ngươi thua, liền muốn đi. Nếu là ta thua, các ngươi sẽ để ta rời đi ư? Thật cho là ta còn trẻ vô chi sao? Hôm nay, các ngươi ai cũng đừng nghĩ đi. Bản này cũng không phải là luận bàn, mà là sinh tử chi chiến, đã phân cao thấp cũng quyết sinh tử. Nào có thua phía sau, nói mấy câu liền muốn rời đi đạo lý. Ngươi, ngươi chớ có khinh người quá đáng. Võ Nguyên hai người phẫn nộ nhìn về phía Trần Vân Hiên. khi người quá đáng? Ngươi lấy siêu phàm cảnh tầng 9 đỉnh phong tu vi ra tay với ta sự tình, có bao giờ nghĩ tới khinh người quá đáng? Như thực lực của ta không tốt, bây giờ cũng sớm đã trở thành một cỗ thi thể. Sống đến từng tuổi này, chẳng lẽ còn không hiểu Thế giới này, bất quá chỉ là ngươi giết ta, ta giết ngươi mà thôi. Hôm nay ta tới đây, liền cũng sớm đã làm xong bị các ngươi giết, hoặc là giết tính toán của các ngươi. Nghe được Trần Vân Hiên lời nói, mọi người tuy là cảm thấy có đạo lý, nhưng cũng cảm thấy hắn làm không khỏi quá mức một chút. Giữa chúng ta, làm sao có khả năng giống như cái này lớn ân oán? Chẳng lẽ liền không có nửa phần khả năng hòa giải ư? Ngụy Thiên Phong cau mày nói. Vốn không ân oán, nhưng cơ duyên xảo hợp, chạy tới mặt đối lập huống hồ ngươi thượng thanh tông phái người tiến về yến quy thành đối ta trần gia xuất thủ chuyện này thật cho là ta trần gia sẽ làm cái gì cũng không có xảy ra ư ừ. hà thượng thanh tông phái người tiến về yến quy thành đối trần gia xuất thủ chuyện này đừng nói bốn phía xem náo nhiệt một mặt kinh ngạc ngụy thiên phong cùng võ nguyên hai người cũng là một mặt mộng bức bởi vì tại hôm nay phía trước bọn hắn căn bản liền cái gì cũng không biết ai thượng thanh tông là ai làm loại này chuyện ngu xuẩn Ngụy Thiên Phong phẫn nộ quát: "Đúng, là ta." Tam trưởng lão lúc này sắc mặt đỏ rực, nguyên bản không có ý định thừa nhận, nhưng nghĩ lại, biết chuyện này cũng không chỉ chính mình một người, chính mình nói ra, dù sao cũng tốt hơn bị người khác nói ra tới. "Ngươi, ai bảo ngươi làm như thế?" Ngụy Thiên Phong thấy là con của mình, lập tức tức giận đến trong cơn giận dữ. "Ta đây không phải. Đủ rồi. Là ai còn có trọng yếu không? Kết quả cũng giống nhau." Trần Vân Hiên cũng không muốn nghe những người này nói nhảm, coi như nói được rõ ràng, hỏi minh bạch lại như thế nào. Hòa giải sự tình, tuyệt đối không thể. Trình công tử, cầu ngài, nhất định phải cứu lấy chúng ta à. Bất kể nói thế nào, chúng ta Đại Chu quốc cũng là các ngài phụ thuộc, ngài không thể nhìn chúng ta xảy ra chuyện, có đúng hay không? Đại Chu quốc quốc chủ vội vàng hướng Trình Ngọc thư cầu cứu. Trình Ngọc thư nhìn một chút Đại Chu quốc quốc chủ, tuồng vui này nhìn tuy là còn không tệ, nhưng thân phận của mình Trung quy không thích hợp khoanh tay đứng nhìn. Thôi, xem ở các ngươi vũ ra những năm này thành thật bản phận phân thượng giúp ngươi một cái. Trình Ngọc Thư nói xong sau đó liền đứng dậy hướng về Trần Vân Hiên nhìn đi qua. Trần Vân Hiên đúng không? Ngươi rất không tệ. Ta gọi Trình Ngọc Thư, Bắc vực trình gia thiếu chủ. Ngươi có thể nghe qua. Trình Ngọc Thư khí định thần nhàn một bộ thái độ bề trên. Bắc vực trình gia, cái này dĩ nhiên là Bắc vực trình gia người. Khó trách quốc chủ sẽ đối đãi như vậy đây cũng không phải bình thường người à. Tất cả mọi người là một mặt chấn kinh, trọn vẹn không nghĩ tới Trình Ngọc Thư thân phận vậy mà như thế cao quý. Tại Bắc Vực, Trình ra thế nhưng thế lực bá chủ đồng dạng tồn tại. Không có ngay qua. Thật đơn giản ba chữ, để tất cả mọi người là hít vào một ngụm khí lạnh. Cái này Trần Vân Hiên không khỏi quá mức cuồng vọng à. Đối mặt Trình ra thiếu chủ, lại còn dám như thế nói lớn không ngượng. Không có ngay qua, ngươi cũng đến khách khí một chút à nhưng Trần Vân Hiên là thật cho tới bây giờ đều chưa nghe nói qua cái gì trình ra. Đại Chu Quốc hắn biết đến cũng không nhiều, huống chi là bác vực. Ha ha ha, là cái người thú vị. Vậy ngươi bây giờ hẳn nghe nói qua à? Cho ta một bộ mặt, chuyện hôm nay, đến đây coi như thôi. Từ nay về sau, ngươi chính là ta trình ra bằng hữu. Hoa gia nên giải không nên kết, nhiều cái bằng hữu, trung quy không phải chuyện xấu, ngươi cứ nói đi. Trình Ngọc Thư cười lấy hỏi. Xứng đáng là trình gia thiếu chủ, quả nhiên có lồng ngực. Khi phách này, cái này độ lượng quả nhiên là làm người kính nể. Nguyên Lai, like, đây mới là thế gia trong đệ tử phong phạm à, hôm nay gặp mặt, quả nhiên không tầm thường. Đúng vậy à, hai người so sánh, luôn cảm giác cái này Trần Vân Hiên không khỏi xúc động không phóng khoáng một chút. Bốn phía mọi người nghị luận, Trần Vân Hiên nghe được, Trình Ngọc Thư tự nhiên cũng nghe đạt được. Cái trước không có chút nào ba động, cái sau cũng là trong lòng vui thích. Trần Vân Hiên nhìn Trình Ngọc Thư một chút, thản nhiên nói, ta cảm thấy không được tốt lắm. Lời này vừa nói ra, Trình Ngọc Thư biến sắc mặt. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Tiểu tử, ngươi coi là thật không muốn sống sao. Ta đoán, ta không chết được. a à, vậy ngươi liền đoán sai. Lưu bá. Được, thiếu chủ. Bạn chuẩn bị xem từ trường sinh bất tử tu tiên ta liền vô địch tập 24. Đại chu quốc quốc chủ trong tầm cung, Trần Trường An cùng đại hoàng hai cái, ngồi tại một cái trước khai trà, nhìn kỹ phía trên đồ vật không nhúc nhích. Ngươi nói, có phải hay không vật này? Đại hoàng nhìn hồi lâu phía sau hỏi một câu. Ta cảm thấy không phải, nhất định không phải." Trần Trường An ngữ khí kiên quyết nói. "Nhưng ta thế nào cảm giác, khá giống chính là đen một điểm." Đại hoàng lắc đầu, phủ định Trần Trường An cách nhìn. "Ta muốn giết người." Trần Trường An cả người đều tản ra nồng đậm oán khí. "Giết ai?" Toàn bộ chém. "Cái kia không đến mức" ngươi trước tiên có thể đi đem các ngươi trần ra cái kia hậu đại mộ phần bới, tiếp đó tại đem đại chu quốc vị này quốc chủ chém. Nếu là chưa hết giận, ngươi cũng có thể đem hắn diệt môn. Toàn bộ chém không đáng, người khác là vô tội. Đại hoàng tại một bên nhìn có chút hả hê nói. Im miệng. Liên quan ta cái rắm lại mẹ nó không phải ta làm. Đại hoàng tức giận nói. Nghiệp trướng. Nghiệp trướng à. Trần Trường An lúc này là khóc không ra nước mắt, suy nghĩ rất nhiều loại khả năng, hết lần này tới lần khác xuất hiện bết bát nhất một loại. Tin tốt lành là Thai Châu tìm được. Tin tức xấu là Trần Trường An hối hận tìm được. Thai Châu chính xác ngay tại Hoàng Thất trong tay, hơn nữa ngay tại bây giờ cái này đại chu quốc quốc chủ trên tay. Nhưng như vậy trọng yếu một vật, hắn không nghiên cứu, không tặng người, rõ ràng mỗi ngày cầm tại trên tay thưởng thức. Cái này Thai Châu đều mẹ nó nhanh để hắn bàn bao tương. Thai Châu phía trên lại đen lại giàu, nhìn Trần Trường An một trận buồn nôn, cái này mẹ nó thế nào dung hợp, trông thấy liền ác tâm. Thật không muốn. Cái này đối ngươi có thể rất trọng yếu, huống hồ, cũng không phải để ngươi ăn hết, ngươi sợ cái gì. Đại hoàng có chút lờ đễnh nói. Ngược lại tại đại hoàng nhìn tới, cái đồ chơi này lại không ăn, bẩn một điểm lại làm sao. Ngươi biết cái gì gọi là ác tâm ư? Ừm, không biết rõ. Được, ta cùng ngươi nói không đến, ngươi một cái ba ba đều ăn đồ vật. Trần Trường An, không cho ngươi vu oan ta, ta lúc nào nếm qua ba ba. Ngươi ăn người thời điểm, trong bụng bọn hắn ba ba kéo sạch sẽ ư. Cái này, còn nói ngươi chưa ăn qua ba ba. Dường như, có chút đạo lý, nguyên lai ta nếm qua ba ba. Đại hoàng cẩn thận hồi tưởng lên, hình như muốn dư vị một thoáng, cái này ba ba đến tột cùng là mùi vị gì. Ừm, tiêu hóa quá nhanh, dường như không nhớ đến vốn là mùi vị như thế nào rồi. Đại hoàng một bên nói, rõ ràng còn một bên vươn đầu lưỡi liếm liếm. Quẹ, Ngươi thật mẹ nó ác tâm. Trần Trường An cũng có chút không chịu nổi, hít sâu một hơi, không tại cùng đại hoàng tán gẫu nhạt, mà là nghĩ đến trên bàn trà Thai Châu nhìn đi qua. Má nó, liều. Trần Trường An theo nhìn thấy Thai Châu một khắc này, thân thể liền sinh ra mãnh liệt phản ứng, không ngừng mà thúc giục hắn, nhanh lên một chút cùng Thai Châu dung hợp. Nếu như không phải cái này Thai Châu bây giờ tạo hình quá tươi mát, Trần Trường An cũng sớm đã cầm lên dung hợp. Đem Thai Châu cầm tại trên tay, Thai Châu cũng có phản ứng, hóa thành một đạo lại đen lại giàu ánh sáng nhưng lần này cũng không có chui vào đến trong mi tâm của trần trường an mà là tiến vào trái tim vị trí hô cảm giác thân thể cực kỳ dễ chịu lại có thể hấp thu linh khí nhìn tới muốn tiếp tục tu luyện nhất định phải đem còn lại bảy khỏa thai châu toàn bộ tìm tới trần trường an cười lấy nói được rồi đi nhanh một chút à chậm thêm đi một hồi trần vân hiên tiểu tử kia muốn không chịu nổi đại hoàng tại một bên thúc giục nói một mực giúp đỡ Trần Trường An tìm thai châu, bên ngoài trận kia vở kịch đều không có cơ hội quan sát quan sát. Ẩm. Lưu bá lần nữa một trưởng đem Trần Vân Hiên đẩy lùi, trong mắt theo nguyên bản lãnh đạm cũng bắt đầu có một chút biến hóa. Tiểu tử này thật không sợ chết ư, biết rõ không phải là đối thủ, hết lần này tới lần khác một mực sông về trước. Ngươi rất không tệ, bất luận là thiên phú hay là thực lực, đều viễn siêu người trong cùng thế hệ. Nhưng ngươi hành động như vậy, đến tột cùng là vì cái gì? Biết rõ không địch lại, vì sao còn muốn tiếp tục?" Lưu Bá hỏi ra trong lòng mình nghi hoặc. Trần Vân Hiên lau đi khóe miệng máu tươi, nhìn về phía Lưu Bá đột nhiên cười lên. Coi như không địch lại lại như thế nào? Chạy trốn không phải lựa chọn của ta, nhận thua càng không phải là lựa chọn của ta. Thực lực của ngươi chính xác so với ta mạnh hơn, nhưng không đại biểu bởi vì dạng này, ta liền sẽ buông tha. Chỉ cần ta không chết, liền sẽ một mực chiến xuống dưới, chiến đến cuối cùng một hơi mới thôi." Trần Vân Hiên lời nói để không ít người đều kính nể không thôi, tu luyện giả, lẽ ra nên như vậy. Nếu là không có dũng cảm tiến tới quyết tâm, làm sao có thể xông ra một phiến thiên địa. Đáng tiếc, Lưu Bá lúc này cũng là động lên tâm chắc ẩn, dạng này thiên tài, thật không nên vẫn lạc tại nơi này. Nhưng thiếu chủ có mệnh, hắn cũng không thể lưu thủ. Hy vọng ngươi sẽ không hối hận quyết định của ngày hôm nay à. Lời còn chưa dứt, Lưu Bá xuất thủ lần nữa, một kích này, Lưu Bá không có bất kỳ lưu thủ dự định trực tiếp kết thúc trận tranh đấu này. Nhìn thấy Lưu Bá xuất thủ, Trần Vân Hiên lại đột nhiên nhắm mắt lại. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người là một mặt không hiểu, vừa mới không còn nói sẽ không bỏ qua ư. Vậy bây giờ làm như vậy lại là vì sao? Đã bất lực, chờ chết ư. Người khác không hiểu, Lưu Bá đồng dạng cũng là cho mày, không rõ ràng Trần Vân Hiên đến cùng tại làm cái gì. Ngay tại Lưu Bá công kích gần trong gang tấc thời điểm, đột nhiên một cỗ cường đại khí tức theo trong thân thể của Trần Vân Hiên bắn ra cảm nhận được cỗ này khí tức cường đại, Lưu Bá cũng là biến sắc mặt, vội vã đổi công làm thủ. Ừm. Làm sao có khả năng? Trần Vân Hiên đến cùng làm cái gì? Trời ạ, à, hắn lại muốn nghịch thiên ư? Người này, thế nhưng thần thông cảnh à? Không thể tưởng tượng nổi, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Trước mắt bao người, Lưu Bá rõ ràng bị Trần Vân Hiên thể nội bắn ra khí tức trực tiếp đẩy lui. Cái này lại một lần nữa đổi mới bọn hắn đối với Trần Vân Hiên thực lực nhận thức thậm chí là đã trải qua bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Cái này mẹ nó vẫn là siêu phàm cảnh ư. Đốn ngộ. Tiểu tử này dĩ nhiên đốn ngộ. Không vẻn vẹn có khả năng trong chiến đấu đột phá tu vi, rõ ràng còn có thể đốn ngộ. Hắn. Đốn ngộ, đây là bao nhiêu người tha thiết ước mơ sự tình, có thể loại chuyện này cần chính là ngộ tính, là cơ duyên. Nào có người trong chiến đấu đột nhiên liền đốn ngộ. Tiểu tử này ngộ tính đến tột cùng cao bao nhiêu. Mà vừa mới lưu bá sở dĩ có thể bị đẩy lui, liền là bởi vì Trần Vân Hiên mới vừa tiến vào trạng thái đốn ngộ, trong thân thể bắn ra năng lượng đi qua cường đại. Nhưng cỗ lực lượng này cũng sẽ không một mực tồn tại, nói cách khác, bây giờ trạng thái đốn ngộ phía dưới Trần Vân Hiên, liền là một con dê đợi làm thịt. Đáng tiếc, đốn ngộ một lần nói nghe thì dễ, nhưng mà tại loại hoàn cảnh này phía dưới, không khác nào tự tìm cái chết. Lưu Bá bất đắc dĩ thở dài một hơi. Cái này tiếng thở dài bên trong, hoặc nhiều hoặc ít cũng có một chút thèm muốn, hắn cuối cùng cả đời chưa bao giờ có đốn ngộ xảy ra chuyện như vậy thiếu chủ đốn ngộ thời điểm nếu là ở đứng ngoài quan sát nhẹ nhẹ, đối với tu luyện của ngươi cũng có chỗ tốt không bằng lưu bà y tứ rất rõ ràng loại tình huống này nếu như trình ngọc thư có khả năng thật tốt cảm ngộ một phen nói không chắc đối con đường tu luyện của hắn có chỗ tốt cũng có không muốn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn dự định nghe được lưu bá lời nói trình ngọc thư cũng là trao mày ngắn ngủi do dự phía sau quyết định giải quyết dứt khoát để tránh đêm dài lắm mộng Lưu Bá, cái này Trần Vân Hiên quá yêu nghiệt, không thể cho hắn cơ hội. Giết. Trình Ngọc Thư trầm giọng nói. Trình Ngọc Thư lời nói để không ít người đều là nới lỏng một hơi. Bọn hắn sợ Trình Ngọc Thư đồng ý xuống tới, đến lúc đó Trần Vân Hiên đốn ngộ phía sau tới một cái tuyệt địa phản kích. Cái này ta đã biết. Lưu Bá gật đầu bất đắc dĩ, nhìn về phía Trần Vân Hiên ánh mắt cũng 10 điểm phức tạp. Thật là thật là đáng tiếc. Bắc vực bao nhiêu năm mới có thể đủ xuất hiện như vậy một vị yêu nghiệt. Không nghĩ tới, hôm nay dĩ nhiên sẽ chết trên tay ta. Ngươi còn không có giết tư cách của hắn. Thanh âm đột nhiên xuất hiện, để mọi người sững sờ, sau một khắc, Trần Trường An mang theo Đại Hoàng xuất hiện tại Trần Vân Hiên phía trước, ngăn lại muốn xuất thủ Lưu Bá. Cái này, đây cũng là người nào? Cũng là người Trần gia. Bạn chuẩn bị xem từ Trường Sinh Bất Tử tu tiên ta liền vô địch tập 25, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Trần Trường An cùng Đại Hoàng cuối cùng xuất hiện. Nhìn thấy một người này một chó vẻ mặt của mọi người đều hết sức đặc sắc. Cuối cùng dạng này phối hợp, thế nhưng không thấy nhiều. Là hắn. Là hắn. Lúc này, Liễu Thừa Phong cùng Liễu Mộng Nguyên hai người sắc mặt đều biến. Cái này chẳng phải là ngày đó bọn hắn tại Trần Gia nhìn thấy cái vị kia Trần Gia Lão Tổ ư. Hắn tới. Hắn dĩ nhiên cũng cùng đi theo. Là ai? Hắn là ai? Liễu Gia Gia Chủ trầm giọng hỏi. Ngày đó tại Trần Gia, hắn liền là trong miệng Trần Chính Nguyên Lão Tổ. Trần Trường An. Liễu Thừa Phong âm thanh rất lớn, không biết có phải hay không là bởi vì quá mức sợ hãi, hai câu này, cơ hồ là dùng gào thét phương thức kêu đi ra. Trần gia lão tổ. Tình huống như thế nào? Trần gia còn có lão tổ. Ngoạ tào, ta nhớ ra rồi, năm đó Trần gia đi tới Đại Chu Quốc phía sau, Trần gia người đã từng nói, Trần gia dường như chính xác có một vị lão tổ, là bị cường giả mang đi. Đúng đúng đúng, ta nhớ ra rồi, lúc ấy mọi người kỳ thực cũng không hề để ý, tưởng rằng Trần gia nói khoác, nếu như thật có dạng này một vị lão tổ, trần gia thế nào sẽ tới chúng ta cái này? Chẳng lẽ nói, cái này một vị coi là thật liền là trần gia lão tổ? Nhưng hắn nên kỷ nhìn lên, dường như so Trần Vân Hiên không lớn hơn mấy tuổi hà. Hơn nữa cái này tu vi, ngưng nguyên cảnh tầng 1. Trần gia lão tổ hiện thân, đây chính là một cái 10 điểm kinh bạo tin tức, tất cả mọi người tại quan sát Trần Trường An càng không ngừng nghị luận. Trịnh Ngọc Thư lúc này cũng có chút đầu óc mơ hồ, cái này Trần gia thế nào còn xuất hiện một cái lão tổ. Nhìn lên, hình như cũng không được tốt lắm ư. Loại trừ tướng mạo anh Tuấn quá mức một chút, luôn cảm giác không còn gì khác, theo trên người đối phương không phát hiện được bất kỳ uy hiếp gì. Trần Trường An cũng không để ý tới người khác đang nói cái gì, mà là hướng về Trần Vân Hiên nhìn đi qua. Trần Vân Hiên biểu hiện, để hắn cũng cảm giác được kinh hỉ. Nguyên cớ để Trần Vân Hiên một mình đối mặt, một mặt là Trần Trường An muốn đi tìm Thai Châu, nhưng cái này cũng không hề là chân chính nguyên nhân. Trần Vân Hiên muốn chân chính trưởng thành, nhất định phải đi một mình đối mặt đủ loại nguy cơ. Tôi luyện cho tới bây giờ đều không phải chỉ là nói suông, là cần tiến hành thực tiễn. Các vị xin lỗi. Ta cái này trần ra hậu bối, khả năng cần lãng phí các ngươi một chút thời gian. Nếu như mọi người không vội lời nói, chờ một chút. Trần Trường An cười nhạt nói. Ngươi là trần gia lão tổ. Lưu bá nhìn về phía Trần Trường An, cau mày, nhất thời ở giữa không biết rõ phải làm thế nào ứng đối. Thế nào? có vấn đề ư?" Trần Trường An cười lấy hỏi. Nhìn thấy Trần Trường An như vậy mây trôi nước chảy, trọn vẹn không có đem bọn hắn những người này để vào mắt, Lưu Bá cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có thể nghĩ đến Trình Ngọc Thư nhìn lại. Trình Ngọc Thư hiện tại cũng cảm giác đầu óc có chút không đủ dùng. Chính mình là mẹ nó đại biểu trình ra tới làm khách, tại sao muốn để chính mình đối mặt những cái này phá sự? Đại Chu quốc quốc chủ không quan tâm Trần Trường An đến cùng thế nào, toàn tâm đều đặt ở đại hoàng trên mình miệng nói tiếng người chó vậy nhất định liền là cái kia miệng nói tiếng người chó làm thế nào mình rốt cuộc phải làm gì dựa trình ra không được trình ra chỉ sợ là không đáng tin cậy đại chu quốc quốc chủ nhìn một chút trình ngọc thư phát hiện nét mặt của đối phương cũng là không ổn không thể các loại tuyệt đối không thể tiếp tục chờ đợi bây giờ cục diện đã đến không chết không thôi tình trạng đại chu quốc quốc chủ không muốn tiếp tục ngồi chờ chết đã trình ra đã không đáng tin cậy vậy cũng chỉ có thể dựa chính mình. Phân phó, để phía ngoài 20 vạn đại quân hành động. Trước hết nghĩ biện pháp xử lý Trần Vân Hiên, tiếp đó đối cái kia Trần Gia Lão tổ cùng chó vàng động thủ. Mặc kệ bọn hắn dùng biện pháp gì, cùng nhau tiến lên, ta cũng không tin, hắn có khả năng đồng thời đem cái này 200.000 người đều giết. Đại Chu quốc quốc chủ bất đắc dĩ, chỉ có thể lựa chọn chiến thuật biển người. 200.000 người cùng nhau tiến lên, mặc dù ngươi có thông thiên bản sự, ngươi còn có thể miểu sát 200.000 người sao coi như giết không chết cái này Trần gia lão tổ, tìm cơ hội đem Trần Vân Hiên giết, cũng coi là không thua thiệt. Nếu không, hoàng thất nhiều người như vậy, liền đến tìm cái chết vô nghĩa. Lưu bá, chúng ta đi thôi. Đột nhiên, Trình Ngọc Thư một câu, để đại chu quốc quốc chủ càng thêm kiên định cá chết lưới rách trái tim. Cái này Trình Ngọc Thư, quả nhiên không có ý định tại quản cái này nhàn sự. Cuối cùng đối với Trình gia mà nói, không cần thiết trêu chọc quá lớn phiền toái, hoàng thất diệt, bọn hắn tùy thời đều có thể đủ nâng đỡ người mới trở thành đại chu quốc chủ nhân. Trịnh Ngọc Thư cùng Lưu Bá rời đi, để không khí hiện trường biến đến càng căng thẳng hơn. Đại Hoàng nhìn một chút Trần Trường An, hỏi, ngươi liền như vậy để bọn hắn đi. Không phải đây, bọn hắn là Vân Hiên đối thủ, lưu cho Vân Hiên tự mình giải quyết. Thực lực của ta quá mạnh, xuất thủ không thích hợp. Trần Trường An cười lấy nói. Nghe nói như thế, Đại Hoàng trong mắt lóe lên vẻ khinh bỉ. Thực lực ngươi quá mạnh, tuy là ngươi chiến lực nghịch thiên nhưng trần trường an cuối cùng vừa mới tu luyện tu vi chỉ có ngưng nguyên cảnh tầng một luận chiến lực còn không phải cái kia lưu bá đối thủ hắn chỉ là không chết được mà thôi các ngươi nhìn thấy không nhìn thấy ngoạ tào chó vàng nói chuyện ảo giác nhất định là ảo giác chó làm sao lại nói chuyện chẳng lẽ là biến dị có đạo lý con chó này là đầu biến dị chó đại hoàng miệng nói tiếng người để tất cả mọi người là trợn mắt hốc mồm thậm chí rất nhiều người chọn vẹn liền không có đem đại hoàng hướng yêu thú cấp cao phương hướng đi muốn. Cuối cùng bọn hắn trong nhận thức biết, chọn vẹn không có loại tồn tại này. Đây chính là trong truyền thuyết, người không biết không sợ. Ta mặc kệ ngươi là cái gì trần gia lão tổ, vẫn là chỉ có ngưng nguyên cảnh tầng một tu vi lừa đảo. Càng không quan tâm bên cạnh ngươi đi theo con chó này, đến cùng vì cái gì có khả năng miệng nói tiếng người. Chuyện hôm nay, ta hoàng thất nhất định sẽ không để ngươi đạt được, để các ngươi cười lấy rời đi. Coi như là chết, cũng muốn kéo lấy các ngươi đệm lưng. Đại Chu quốc quốc chủ đột nhiên tiếng gào thét, để tất cả mọi người đều có chút ít bất ngờ. Trình ra người đều đi, hắn thế nào ngược lại thì kiên cường lên. Chẳng lẽ? Không được, cái này quốc chủ chỉ sợ là muốn đồng quy vu tận. Mà nó, thật tốt lễ đính hôn, làm sao lại phát triển thành cái dạng này? Đi, để tránh tai bay và gió, nhanh lên một chút rời đi nơi thị phi này. Không sai, tranh thủ thời gian đi, lại không đi tới không kịp. Tân khách lúc này mới nhớ tới thoát đi nơi này, nhưng bây giờ bọn hắn đã không có cơ hội này. Bên ngoài vương cung hai mươi vạn đại quân cũng sớm đã chờ xuất phát, chỉ chờ quốc chủ phát động mệnh lệnh, bọn hắn liền sẽ hành động. Hắn dường như nhìn có chút không nổi người. Đại hoàng nhìn xem Trần Trường An cười lấy nói, ta cảm thấy hắn xem thường tựa như là ngươi. Trần Trường An không quan tâm nói, ân, dường như có chút đạo lý. Bất quá trước đó đã nói, ta cũng sẽ không tùy tiện ra tay nguyên cớ việc này vẫn là dựa vào ngươi chính mình à đại hoàng hiện tại trọn vẹn liền là muốn thật tốt xem kịch thú vị như vậy sự tình tự mình ra tay chẳng phải là có chút nhàm chán vậy liền ta tới đi bất quá ngươi trước giúp ta duy trì một thoáng trật tự đừng để bọn hắn quấy rối ta nhìn một chút cái này khỏa thứ hai thai châu hiệu quả như thế nào trần trường an cười lấy nói không có vấn đề trần trường an mỉm cười theo sau vận chuyển công pháp trong khoảnh khắc phụ cận linh khí như sóng chiều đồng dạng lần nữa hướng về trong thân thể của trần trường an vào tới chuyện gì xảy ra cái này linh khí này thế nào đột nhiên biến mất không thấy là hắn hắn vậy mà tại tu luyện cái gì thật tại tu luyện chẳng lẽ nói hắn thật chỉ có ngưng nguyên cảnh tầng một tu vi sao bây giờ nhìn tới chỉ sợ là dạng này chỉ bất quá hắn cái này hấp thu linh khí tốc độ cũng quá nhanh à tại sao ta cảm giác như vậy trong nháy mắt toàn bộ kinh thành linh khí đều biến mất không gặp. Khủng bố. Yêu nghiệt, lại là một cái yêu nghiệt. Bạn chuẩn bị xem từ trường sinh bất tử tu tiên ta liền vô địch tập 26. Trần Trường An biểu hiện, tại rất nhiều người trong mắt, còn không bằng Trần Vân Hiên tới trói sáng. Cuối cùng Trần Vân Hiên thế nhưng bằng vào siêu phàm cảnh tầng 1 tầng 2 tu vi, đại sát tứ phương, thậm chí coi như cùng thần thông cảnh cường giả, cũng có thể chiến đấu chốc lát. Phần này thực lực, quả thực để người kinh ngạc. Có thể trái lại Trần Trường An đây. Ngư nguyên cảnh tầng 1. Tuy là hấp thu linh khí tốc độ tương đối nhanh, nhưng cuối cùng chỉ là ngưng nguyên cảnh tầng 1, chỉ thế thôi. Đại Chu quốc quốc chủ đám người lúc này lại là trong lòng vui vẻ. Có cơ hội, nhất định có cơ hội. Mọi người không muốn cho hắn thời gian. Thừa cơ hội này, cùng tiến lên. Đại Chu quốc quốc chủ trầm giọng nói. Phản ứng đầu tiên liền là Ngụy Thiên Phong cùng Võ Nguyên hai cái này siêu phàm cảnh tầng 9 cường giả tối đỉnh. Cuối cùng Trình Ngọc thư rời đi về sau, bây giờ nơi này thực lực tối cường liền là hai người bọn họ. Ngươi giết Trần Vân Hiên, một cái khác giao cho ta. Ngụy Thiên Phong nhìn xem Võ Nguyên nói. Tốt, một chỗ động thủ, giải quyết đi hai người kia, nguy cơ có thể giải. Võ Nguyên trầm giọng nói. Động thủ. Dứt lời, hai người liền hướng về Trần Trường An cùng Trần Vân Hiên vọt tới. Đại Hoàng thậm chí đều lười đến nhìn hai người này một chút, nhàn nhã nằm trên mặt đất, trong đầu đang nghĩ, một hồi ăn chút gì tốt đây. Người. Tính toán, người có ba ba, sau đó cũng không tiếp tục ăn. Trần Trường An câu nói kia, quả thực cũng cho nó làm ra tới không ít tâm tư để ý bóng mở. a à, không đúng. Người có ba ba, động vật cũng có ba ba, yêu thú cũng có ba ba. Cái kia, sau đó cái gì đều không thể ăn. Ngoạ tào vô tình. Ẩm, Ẩm. Theo lấy hai tiếng nổ mạnh, đại hoàng cuối cùng ngưng chính mình liên quan tới ba ba suy nghĩ. Cái này, cái này sao có thể? Vì sao lại dạng này? Ngụy Thiên Phong cùng Võ Nguyên hai người lúc này đều là một mặt mộng bức, rõ ràng là cơ hội ngàn năm một thở, vì sao lại thất bại? Vì cái gì liền thân đều vào không được? Vừa mới xảy ra chuyện gì? Không quá thấy rõ, tựa như là bị đẩy lùi, là bị đẩy lùi, nhưng đến cùng là bị cái gì bắn bay? Cái này, ta mẹ nó làm sao biết? Kỳ quái, quả nhiên là kỳ quái. Tất cả mọi người là một mặt mộng bức, cái này khiến đại hoàng trong lòng tràn ngập xem thường. Đây rốt cuộc là cái cái gì địa phương rách nát? Đại Chu Quốc cũng quá rơi ở phía sau à? Liền cái kết giới cũng đều không hiểu. Liền không có một người biết thứ này ư. Đối với Đại Hoàng tới nói, bố trí một đạo kết giới, quả thực là mười điểm chuyện dễ dàng, cuối cùng đối phó những người này, ở trong mắt nó, đó chính là sâu kiến. Giả thần giả quỷ, ta cũng không tin, trên đời này thật có như vậy tà môn sự tình. Cung tiễn thủ chuẩn bị. Vạn tên cùng bắn. Đại Chu Quốc quốc chủ ra lệnh một tiếng, cung tiễn thủ xếp thành trận hình nhắm ngay trần trường an cùng trần vân hiên hai người chỗ tồn tại khu vực tiến hành bao trùm thức xạ kích thả siêu 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 từng đạo mũi tên hướng về trần trường an hai người bay đi nhưng đều không ngoại lệ toàn bộ đều bị kết giới ngăn cách tại bên ngoài chết tiệt tiếp tục thả theo lấy mũi tên không ngừng mà đánh tới trần trường an tu vi cũng đã bắt đầu không ngừng mà tăng lên ngoạ tào ngưng nguyên cảnh tầng hai chờ một chút cái này tầng 3. Vừa mới nửa ngày không có động tĩnh, thế nào đột nhiên, tăng lên nhanh như vậy. Ngoạ tào, tầng 4. Ta trời, tại sao có thể như vậy? Ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua như vậy tăng cao tu vi. Ngũ trọng, liền ngũ trọng. Tại khi nói chuyện, Trần Trường An tu vi một đường trèo lên, trực tiếp tăng lên tới ngưng nguyên cảnh tầng 5. Theo Trần Trường An đột phá đến ngưng nguyên cảnh tầng 2 phía sau, cũng bất quá mười mấy hít thở ở giữa, vậy mà liền nhảy lên tới ngưng nguyên cảnh tầng 5. Hơn nữa, không có chút nào dừng lại ý tứ. Tiểu tử này, thế nào thôn phệ linh khí tốc độ biến đến càng nghịch thiên. So sánh ngày đó tại Yến Quy Thành tới nói, nhanh đâu chỉ gấp trăm lần, sợ là nghìn lần vạn lần. Người ngoài có lẽ còn không có gì phát giác, nhưng đại hoàng lực cảm giác cực mạnh, thời gian ngắn như vậy bên trong, Trần Trường An rõ ràng đem chọn cái đại chu quốc linh khí rút sạch. Chứ không nói toàn bộ đại chu quốc linh khí có bao nhiêu, vẻn vẹn là cái tốc độ này, sợ là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả. Nhanh, mau ngăn cản hắn. Các ngươi đều thất thần làm gì? Không muốn chết, các ngươi còn không tranh thủ thời gian một chỗ động thủ. Nhìn xem Trần Trường An tu vi không ngừng trèo lên, đại chu quốc quốc chủ phẫn nộ gào lên. Không chỉ là đối cái này 20 vạn đại quân, đồng dạng cũng là đối Ngụy Thiên Phong cùng Võ Nguyên, càng có liễu ra, tất cả cùng chính mình đứng ở mặt trận thống nhất người. Không tệ, không thể để hắn tiếp tục đột phá xuống dưới. Mọi người cùng nhau xông lên. Xông. Mọi người dùng hết tất cả thủ đoạn, mục đích chỉ có một cái, đánh giết Trần Trường An cùng Trần Vân Hiên. Nhưng mà mặc kệ bọn hắn cố gắng như thế nào đều là phí công, đại hoàng chỗ bố trí kết giới, căn bản cũng không phải là bọn hắn những người này có khả năng xông phá. Ai, vô dụng, cần gì chứ? Đại hoàng nhàm chán lật một cái thân, phảng phất tại nhìn xem một đám hề, không ngừng ở trước mặt mình nhảy loạn. Ngưng nguyên cảnh tầng 9 Tu vi của hắn đột phá đến ngưng nguyên cảnh tầng 9. Quá nhanh, đây cũng quá nhanh à. Chân khí cảnh, đột phá đến chân khí cảnh. Ngọa tào, tu luyện là như vậy tu luyện ư, đột phá liền là dễ dàng như vậy. Ta không muốn tu luyện. Ta cũng vậy, cái này mẹ nó khoảng cách cũng quá lớn à. Chẳng lẽ, đây mới là tu luyện chính xác mở ra phương thức ư. Không ít người nhìn thấy Trần Trường An đột phá, cũng bắt đầu hoài nghi nhân sinh, gặp qua đột phá, có thể mẹ nó ai từng thấy như vậy đột phá. Lại kẹp lại, làm Trần Trường An tu vi đột phá đến chân khí cảnh tầng một thời điểm, không ngạc nhiên chút nào, tu vi của hắn lại một lần nữa bị kẹt lại. kết thúc. đại hoàng tò mò hỏi. ân. kết thúc. đại chu quốc linh khí thiếu một chút. trước đó chuẩn bị điểm linh thạch liền tốt. trần trường an thản nhiên nói. hà. thiếu một chút. đây là cái gì ý tứ? không phải đã đầy đủ ngươi lần này đột phá ư? đại hoàng tò mò hỏi. không nói ra được cảm giác. nói như thế nào đây? cảnh giới đến cũng kẹp lại. nhưng thân thể liền là đồ chứa cảnh giới đến miệng bình nhưng trong bình có lẽ có thể tiếp nhận càng nhiều thế nhưng linh khí còn không chờ ta hấp thu xong cảnh giới đột phá trước cuối cùng dẫn đến trong thùng linh khí không có bị rót đầy nếu như là người bình thường lời nói coi như cảnh giới đột phá sau này cũng đồng dạng có thể hấp thu linh khí hết lần này tới lần khác cảnh giới của ta giống như là một cái công tắc đến cảnh giới trực tiếp đóng lại hấp thu linh khí cửa chính rất bất đắc dĩ trần trường an bất đắc dĩ thở dài một hơi liên tựa như ăn đồ vật thoáng cái kẹt ở cổ họng vị trí ngươi chưa ăn no nhưng mà đồ ăn không nổi nữa thẻ gắt gao loại người như ngươi tình huống thật chưa nghe nói qua bất quá phát sinh ở trên thân ngươi sự tình nhiều không hợp thói thường đều không tính không hợp thói thường đại hoàng không sao cả nói có lẽ vậy trần trường an gật đầu một cái theo sau hướng về bên ngoài kết giới những cái kia không ngừng xông tới địch nhân thật là cố chấp à đại hoàng đem kết giới mở ra à ta vừa vặn thử xem Thực lực hôm nay như thế nào? Trần Trường An cười nhạt nói. Ta cũng thật tò mò. Đại Hoàng cười hắc hắc, theo sau hơi chuyển động ý nghĩ một chút, kết giới nháy mắt mở ra. Làm kết giới mở ra một khắc này, mọi người chỉ cảm thấy một cỗ cường đại khí tức theo trong thân thể của Trần Trường An bắn ra. Do xoay sở không kịp, toàn bộ bị đẩy lui mấy chục mét. Hắn không phải thật sự khí cảnh tầng một ư. Thế nào sẽ có cường đại như vậy khí thế? Hắn đột phá kết thúc. Cơ hội tới, mọi người bên trên. Trần Trường An nhìn mọi người một chút, thản nhiên nói, cuộc nháo kịch này nên kết thúc. Bạn chuẩn bị xem từ trường sinh bất tử tu tiên ta liền vô địch tập 27, kiếm khí ngang dọc 3 vạn dặm, một kiếm quang lạnh 19 châu. Trần Trường An lấy chỉ đời kiếm, ngón tay vung lên, một đạo kiếm khí như bài sơn đảo hải đồng dạng, hướng về mọi người vào tới. Kiếm khí những nơi đi qua, tất cỏ không mọc. Mọi người chỉ cảm thấy một đạo kiếm quang hiện lên, sau một khắc, Hình như toàn bộ thế giới đều biến đến yên tĩnh trở lại. Tập trung nhìn vào, thi thể đầy đất, chỉ là một đạo kiếm khí, vậy mà liền giống như uy lực này. Ẩm. Ừ. Đại Chu quốc quốc chủ trực tiếp quỳ xuống, thua, thua một cách thảm hại. Ai có thể nghĩ đến, Trần Trường An thực lực dĩ nhiên thật như vậy nghịch thiên. Nhân số nhiều, có đôi khi thật không hẳn có tác dụng. Trần Trường An nhìn xem Đại Chu quốc quốc chủ thản nhiên nói, trong vương cung sân bãi có hạn, đủ khả năng xông tới tướng sĩ cũng bất quá mấy vạn đông đúc. Mặc dù như thế, Trần Trường An một kiếm này cũng đầy đủ kinh diễm. Một kiếm chém địch mấy vạn, hắn còn là người sao. Đại Chu quốc quốc chủ hiện tại rất rõ ràng, coi như mình lại thế nào mệnh lệnh, bên ngoài những cái kia tướng sĩ cũng sẽ không xông tới. Đi vào liền là chịu chết, ai sẽ muốn chết. Nhân số nhiều hơn nữa, đơn giản liền là để Trần Trường An nhiều vung mấy lần ngón tay thôi. Ta muốn biết, ngươi đến tục cùng là ai. Để ta cái chết rõ ràng đại chu quốc quốc chủ nhìn xem trần trường an hỏi nguyện vọng này không thỏa mãn được ngươi trần trường an cũng không nhiều lời nói nhảm trực tiếp xuất thủ đem những người còn lại toàn bộ đánh giết một chàng lễ đính hôn biến thành toàn bộ đại chu quốc tai nạn thượng thanh tông hai vị thái thượng trưởng lão tăng thêm rất nhiều trưởng lão cùng đệ tử toàn bộ bị diệt hoàng thất không người còn sống liễu ra hủy diệt mà những tân khách kia tuy là cũng không chết hết nhưng cũng không ít người bị cái này tai bay vạ gió giải quyết đi đây hết thảy phía sau, Trần Vân Hiên vậy mới từ từ mở mắt. Khi thấy trước mắt một màn này phía sau, không khỏi đến cũng là sững sờ. Cái này, chết hết. Lão tổ, ngài xuất thủ. Trần Vân Hiên nhìn về phía Trần Trường An có chút xấu hổ. Rõ ràng đã nói giao cho mình xử lý, không nghĩ tới cuối cùng vẫn là làm phiền Trần Trường An xuất thủ. Trong chiến đấu đốn ngộ, đó cũng không phải chuyện gì tốt. Lần này là có ta ở đây, bằng không, mệnh của ngươi liền bỏ ở nơi này. Đốn ngộ là chuyện tốt, thế nhưng tại sinh tử chi chiến thời điểm đốn ngộ, chỉ sợ cũng coi là chuyện khác. Lão tổ dạy phải, ta sau đó sẽ tận lực khống chế." Trần Vân Hiên xấu hổ nói. Tận lực khống chế? Tiểu tử ngươi còn có thể khống chế đốn ngộ?" Đại hoàng cũng có chút kinh ngạc. "Ta cảm giác có lẽ có thể." Trần Vân Hiên nghiêm túc gật đầu một cái. Má nó, yêu nghiệt. Dù cho là đại hoàng cấp bậc như vậy tồn tại, cũng không khỏi sổ một câu nói tục. Trần Vân Hiên yêu nghiệt mức độ, không chút nào tất những cái được gọi là thiên kiêu kém, thậm chí càng hơn một bậc. Ta liền buồn bực. Yêu nghiệt như thế người, vì cái gì 16 tuổi phía trước thường thường không có gì lạ? Tiểu tử ngươi phía trước đều làm gì? Đại hoàng không hiểu hỏi. Nghe được đại hoàng lời nói, Trần Vân Hiên cũng có chút lúng túng, cười khổ nói, đại hoàng tiền bối, ta phía trước cũng cực kỳ cố gắng à, khả năng là đột nhiên khai khiếu à. Đột nhiên khai khiếu? Cái này cũng là có khả năng có thể Trần Vân Hiên tại Yến Quy thành loại kia địa phương nhỏ, muốn tài nguyên không tài nguyên, tranh công pháp không công pháp, bị mai một cũng là bình thường. Nếu như không phải Trần Trường An trở về, e rằng Trần Vân Hiên hiện tại còn cùng ngày trước không có gì khác biệt. Lần này đốn ngộ, thu hoạch như thế nào? Trần Trường An hỏi. Hồi lão tổ lời nói, lần này đốn ngộ, cảm giác tu vi cảnh giới càng củng cố. Tuy là cũng không có tăng cao tu vi, nhưng cảm giác thực lực so phía trước càng mạnh. Hơn nữa, ta lĩnh ngộ ý cảnh Ý cảnh Tại siêu phàm cảnh cảnh giới lĩnh ngộ ý cảnh, tuy là cũng có người có khả năng làm đến, nhưng Trần Vân Hiên kỳ thực chân chính nghiêm túc bắt đầu thời gian tu luyện không hề dài. Lĩnh ngộ cái gì ý cảnh? Người tu luyện là thái thượng bá thể quyết, đi là dũng cảm tiến tới bá khí con đường. Ý cảnh này, e rằng cùng cái này bá chữ, thoát không khỏi liên quan à. Trần Trường An hỏi. Chính như lão tổ nói, ta lĩnh ngộ ý cảnh, xông ra liền là bá khí. Có khả năng đem bá khí bao trùm toàn thân, cũng có thể khí tức ngoại phóng. Đối tự thân chiến lực tăng lên có rất lớn trợ giúp. Trần Vân Hiên có chút kích động nói, trên đời ý cảnh ngàn ngàn vạn, Trần Vân Hiên ý cảnh như thế này, hình như độc thuộc tại chính hắn, tối thiểu, Trần Trường An chưa từng có nghe nói qua dạng này ý cảnh. Ý cảnh này, có danh tự ư? Ta muốn vì ý cảnh này đặt tên, Thiên nhất ý cảnh. Thiên nhất ý cảnh, thiên hạ đệ nhất, chỉ ta độc tôn ư. Tuy là cũng không phải đặc biệt tốt, nhưng cũng không tệ. Đi thôi, chuyện nơi đây kết thúc. Chúng ta cũng có lẽ đi tìm Trần Chính Nguyên bọn hắn hội hợp. Trần Trường An thản nhiên nói. Được. Chờ một chút. Không thích hợp. Đang muốn lúc rời đi, Đại Hoàng đột nhiên gọi lại Trần Trường An hai người. Trần Trường An khẽ trao mày, Đại Hoàng xuất hiện loại này biểu tình khiếp sợ, cũng thật là không thấy nhiều. Trần Trường An đang muốn hỏi thăm thời điểm, đồng dạng cũng phát hiện dị tượng. Trần Trường An cùng Trần Vân Hiên hai người ngẩng đầu nhìn tới, phát hiện không biết rõ chừng nào thì bắt đầu, toàn bộ bầu trời tựa hồ cũng đã bị một cỗ năng lượng bao vây. Một đạo thất thải quang mang ở trong bầu trời như ẩn như hiện. Thiên địa dị tượng. Đại hoàng, là có chuyện đại sự gì sắp xảy ra ư? Trần Trường An cau mày hỏi. Loại tình huống này, Trần Trường An còn là lần đầu tiên gặp phải, cực kỳ hiển nhiên, Đại hoàng cũng là lần đầu tiên. Không rõ ràng, nhưng ta cảm giác, cỗ năng lượng này rất khủng bố. Đại hoàng biểu tình nghiêm túc nói. Rất khủng bố. Vân Tiêu Phong, Mục Vân Giao lúc này cũng vừa vặn đi tới Vân Tiêu Phong phụ cận. Lấy Mục Vân Giao thực lực, chọn vẹn hao tốn hơn 10 ngày thời gian mới chạy tới, đủ để có thể khẳng định, cái này Vân Tiêu Phong khoảng cách Đại Chu Quốc có bao xa. Lúc này Vân Tiêu Phong ngoại vi, cũng không phải là chỉ có Mục Vân Giao một người, hình như rất nhiều thế lực người, đều an bài người, lưu tâm quan sát đến Vân Tiêu Phong nhất cử nhất động. Mà Vân Tiêu Phong trên đỉnh núi, năng lượng ba động càng rõ ràng hơn, trong bầu trời cái kia như ẩn như hiện thất thải quang mang, bắt đầu từ nơi đây phát ra. Vân Tiêu Phong dị động, chẳng lẽ trong truyền thuyết nhân bảng cuối cùng muốn mở ra ư? Không rõ ràng, loại chuyện này ta cũng là lần đầu tiên nghe nói, nhưng bất kể như thế nào, chúng ta đến nhiệm vụ hoàn thành. Không tệ, chúng ta trở về phục mệnh à. Đi. Vân Tiêu Phong dị động, tất cả thế lực phái tới người toàn bộ chọn rời đi. Nhìn thấy những người này rời đi, Mục Vân Giao cũng là lắc đầu, nhìn lên, năm đó những cái kia người trong cùng thế hệ, e rằng còn lưu tại cái thế giới này không nhiều lắm. Bằng không mà nói, thế nào sẽ làm như vậy ngu xuẩn sự tình? Nhân bảng mở ra, người người có thể thấy được, nơi nào còn cần bọn hắn tại nơi này trông coi, cần bọn hắn trở về phục mệnh. Nếu là nhân bảng thật mở ra, còn không chờ bọn hắn trở về, người trong thiên hạ liền đã toàn bộ mọi người đều biết. Đi một chuyến ủng công, sớm biết nhanh như vậy liền mở ra, còn không bằng không được. Mục Vân Giao nhìn xem Vân Tiêu Phong đỉnh núi thất thải quang mang trong ánh mắt cũng là xuất hiện một chút hồi ức. Đi qua vài vạn năm, cái này thiên địa nhân tam bảng, rốt cục vẫn là muốn tái hiện nhân gian. Chỉ là không biết rõ lần này sẽ cho cái này thái huyền giới, mang đến dạng gì biến cố. Ngay tại mục vân giao suy tư thời điểm, nhân bảng đột nhiên theo vân tiêu phong đỉnh núi phóng lên tận trời, hướng về không trung bay đi. Nhân bảng, cuối cùng muốn mở ra. Bạn chuẩn bị xem từ trường sinh bất tử tu tiên ta liền vô địch tập 28. Lúc này, toàn bộ thái huyền giới ánh mắt mọi người đều tập trung vào trên bầu trời. Nhân bảng bay đến không trung phía sau, giống như là họa quyển chậm rãi mở ra. Tựa hồ muốn toàn bộ bầu trời trọn vẹn phủ kín đồng dạng, nhưng cái này mở ra trong bảng đơn, lại trống không một chữ. Cái này, đây là tình huống như thế nào? Các người ai biết? Không rõ ràng, cho tới bây giờ chưa từng thấy loại tình huống này. Không phải là xảy ra đại sự gì à? Nói nhảm, cái này còn phải hỏi sao? Nhất định là có việc lớn phát sinh à? Nhất thời ở giữa, toàn bộ thái huyền giới người đều đang nghị luận, cuối cùng chân chính có khả năng biết nhân bảng tồn tại, biết nó tác dụng người cũng không nhiều. Không nghĩ tới, đi qua lâu như vậy, thiên địa nhân tam bảng rốt cục vẫn là xuất hiện. Nhân bảng mở ra, liền là lại một lần nữa luân hồi. Lần này, lại có ai có khả năng trổ hết tài năng, lại có ai sẽ rút khỏi lịch sử sân khấu đây. Lúc này, Đại Chu Quốc trong vương cung, Trần Trường A nhìn xem trong bầu trời cái này trải rộng ra nhân bảng, nghi ngờ nhìn hướng đại hoàng đại hoàng ngươi gặp qua không có đây là cái gì trần trường an hỏi chưa từng thấy nhưng mà cảm giác thật không đơn giản nói nhảm đồ đần đều biết không đơn giản gặp đại hoàng cũng không biết trần trường an cũng không có tiếp tục truy vấn mà là chờ lấy trên bầu trời cái này dị tượng phải chăng còn có cái khác biến hóa sau một lát trên nhân bảng bắt đầu hiện ra từng hàng chữ nhỏ chữ không lớn lại tại trong trời cao nhưng kỳ quái là mặc kệ là tu luyện giả vẫn là người thường đều nhìn đến nhất thành nhị sở. Liền như kiểu chữ này liền phiêu phù ở trước mắt đồng dạng, chỉ cần nhìn bầu trời, liền nhất định có thể nhìn thấy phía trên này viết là cái gì. Nhân bảng mở ra. Thứ này nguyên lai gọi nhân bảng. Nhân bảng là cái gì? Có chỗ lợi gì ư? Hẳn là một cái bảng đơn à, về phần đến cùng là cái gì, không rõ ràng. Đừng nói nữa, phía dưới có quy tắc, chính mình nhìn. Nhân bảng mở ra, quy tắc như sau: phan Thái Huyền giới không đủ 30 tuổi người không bàn phải chăng tu luyện giả đều có thể tham gia. Giai đoạn thứ nhất lấy tu vi cao thấp tiến hành bài danh. Trong vòng 3 năm, cách mỗi một năm, đổi mới một lần bảng đơn biến hóa, 3 năm phía sau, xác định cuối cùng lên bảng danh sách, chúng tuyển người 500 người. Lên bảng người, có thể đến thiên đạo quà tặng. Thiên đạo quà tặng. Dĩ nhiên lên bảng phía sau, có thể đạt được thiên đạo quà tặng. Ban thưởng này, đủ để cho hết thảy mọi người điên cuồng. Coi như là phía trước đã có chỗ nghe một chút thiên tri kiêu tử, lúc này nhìn thấy quy tắc thời điểm, cũng không khỏi có chút cảm xúc bành trướng, nhiệt huyết sôi trào. Giai đoạn thứ nhất, chẳng lẽ còn có giai đoạn thứ hai? Lần trước nhân bảng, nhưng không có phức tạp như vậy. Nhân bảng quy tắc xuất hiện phía sau, mục phân giao cũng là cao mày. Nàng trải qua lần trước thiên địa nhân tam bảng, nhân bảng chỉ là tiến hành hải tuyển, nói cách khác, tuyển chọn 500 cái thiên phú xuất chúng nhất thế hệ trẻ tuổi, sau đó tiến hành địa bảng tuyển chọn. Nhưng lúc này đây, xuất hiện giai đoạn thứ nhất bốn chữ này, Liên nói rõ, làm cái này 500 người được tuyển ra phía sau, e rằng còn có giai đoạn thứ hai bình chọn. A, à, đằng sau lại có chữ viết xuất hiện. Đúng, là bảng đơn. Bảng đơn này không phải một năm đổi mới một lần ư? Thế nào hiện tại liền xuất hiện bảng đơn? Ta đã biết, nhất định là dựa theo trước mắt chúng ta cái này thái huyền giới thế hệ trẻ tuổi thiên tài, tiến hành bước đầu phán định cùng bài danh. Qua kích thích, ta muốn thấy một chút, cái này trẻ tuổi đồng lứa người thứ nhất, đến tục cùng đạt tới dạng gì thực lực không đủ 30 tuổi, coi như là tại thiên tài, cũng có một cái hạn độ à, sẽ không quá bất hợp lý. Đi ra, ngọa tàu, trực tiếp theo hạng nhất bắt đầu xuất hiện. Mọi người nghị luận thời điểm, phát hiện cái này công bố danh sách, cái thứ nhất xuất hiện, rõ ràng liền là hạng nhất. Hạng nhất, nhiếp hạo thiên, tuổi tác, 29 tuổi, tu vi, hóa thần cảnh tầng 1, hóa thần cảnh, 29 tuổi hóa thần cảnh. Hóa thần cảnh là tu vi gì? Cái này, ta chưa nghe nói qua à ta biết cảnh giới tối cao chỉ là thần thông cảnh. Thật đáng sợ, thế giới bên ngoài nhất định rất nguy hiểm à. Cùng ngươi có cái giám quan hệ, ngươi có thể ra ngoài thế nào? Lại, ta cảm khái một chút không được sao? Được được được, ngươi tiếp tục cảm khái à. Làm hạng nhất xuất hiện phía sau, tất cả mọi người bắt đầu nghị luận. Nhiếp hạo thiên lúc này nhìn thấy nhân bảng bảng đơn công bố, trên mặt xuất hiện tự hào thần tình. Quả nhiên, thế hệ trẻ tuổi người thứ nhất, trừ ta ra không còn có thể là ai khác. Nhếp Hạo Thiên đắc ý nói, đáng giận, rõ ràng đều là hóa thần cảnh tầng 1, dựa vào cái gì là hắn có thể đủ xếp hàng thứ nhất. Chết tiệt, ta không phục. Hạng 2, Dạ Bắc Minh, tuổi tác, 29 tuổi. Tu Vi, hóa thần cảnh tầng 1. Hạng 3, Cổ Phượng Giao, tuổi tác, 29 tuổi. Tu Vi, hóa thần cảnh tầng 1. Hạng 4, theo lấy bảng đơn từng cái công bố, mọi người phát hiện, 5 người đứng đầu, dĩ nhiên toàn bộ đều là hóa thần cảnh tầng 1. Ở độ tuổi này, cái này tu vi, để thái huyền giới không ít người làm sự khiếp sợ. Đồng thời cũng để cho bọn hắn ý thức được cái gì mới gọi là khoảng cách. Hóa thần cảnh, đây là rất nhiều người cuối cùng cả đời đều không đạt được độ cao, nhưng lại bị những người tuổi trẻ này, tại 30 tuổi phía trước liền đạt tới. Lão tổ, ta, ta cũng lên bảng, bất quá thứ hạng này. Trần Vân Hiên cuối cùng tại trên bảng đơn phát hiện thứ hạng của mình, nhưng thật sự là quá thấp. Rõ ràng xếp tới mấy ngàn tên phía sau, cái này khiến Trần Vân Hiên bao nhiêu nhận lấy một chút đả kích. Thái huyền giới rất lớn, ngươi 16 tuổi liền có thể đạt tới siêu phàm cảnh, kỳ thực đã rất tốt. Người khác so ngươi, chẳng qua là chiếm cứ tuổi tác ưu thế. Ngươi bây giờ siêu phàm cảnh, nếu như cho ngươi thời gian mười mấy năm, ngươi lại lại là dạng gì tu vi. Không muốn nhụt chí, ngươi còn có thời gian ba năm. Nghe được Trần Trường An lời nói, Trần Vân Hiên hít sâu một hơi, trở lại yên tĩnh một thoáng tâm tình của mình. Lão Tổ nói đúng, còn có thời gian 3 năm, bọn hắn cũng bất quá là so ta tu luyện sớm mấy năm thôi. Cái này nhân bảng bảng đơn, ta lại muốn tranh một chuyến. Nhìn thấy Trần Vân Hiên cũng không nhận được ảnh hưởng quá lớn, Trần Trường An vừa ý gật đầu một cái. Chỉ tiếc, thứ này cùng chính mình chú định vô duyên, cuối cùng tuổi của hắn thật sự là quá lớn một điểm. Đại Hoàng, ngươi còn nhìn cái gì đấy? Gặp Đại Hoàng không nhúc nhích nhìn kỹ bảng đơn nhìn, Trần Trường An hiếu kỳ hỏi một câu. Ta đang nghĩ, bảng đơn này, sẽ không đem không đủ 30 tuổi người danh tự, toàn bộ đều viết lên à. Cái này đến viết bao nhiêu? Thái huyền giới không đủ 30 tuổi người, sợ là không ít. Hà, hiện tại xếp tới bao nhiêu? 300 triệu 9785 vạn 7,653. Vậy mới nhiều lớn một chút thời gian, thế nào xuất hiện nhiều như vậy danh tự? Trần Trường An cũng là ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện danh sách này đằng sau xuất hiện tốc độ đặc biệt nhanh, không sai biệt lắm thời gian một cái nháy mắt, liền có trên trăm cái danh tự xuất hiện. 10 ức, đột phá đến 10 ức. Nhiều người như vậy, đây cũng quá biến thái à. Trời ơi, nhiều người như vậy, cuối cùng cũng chỉ lựa chọn 500 người. Cái này không phải ngàn dặm mới tìm được một, đây quả thực là nghìn vạn dặm chọn một à. Đến lúc này, mọi người mới rốt cục đối thái huyền giới nhân khẩu, có hiểu rõ nhất định. Không đủ 30 tuổi người, vậy mà liền đạt tới nhiều như vậy. Toàn bộ người gộp lại đây, vậy sẽ có bao nhiêu? Nhưng mà con số này cũng không có đình chỉ, Phảng phất toàn bộ bầu trời, đều muốn bị danh sách chiếm cứ đồng dạng. Này lại sẽ không quá bất hợp lý. Ngươi nhìn, hiện tại liền mấy tuổi tiểu hài danh tự đều xuất hiện. Cái này nhân bảng sẽ không cảm thấy, những tiểu hài này có khả năng lợi dụng thời gian 3 năm, liền đạt tới chúng tuyển tư cách à. Ngươi biết cái gì, cái này nhân bảng chính là thiên đạo biến hóa, quy tắc như vậy. Nguyên cớ, trong quy tắc, tất cả mọi người danh tự đều sẽ xuất hiện. Mặc kệ đối phương cuối cùng đến tụt cùng phải chăng có khả năng lên bảng. Không sai, đúng là như thế. Ngoạ Tào, kết thúc rồi à? Đây có phải hay không là kết thúc? Tựa như là không có tiếp tục xuất hiện tên mới. 28 ức, lại có hơn 28 ức người. Đây là một cái khủng bố số lượng, nhưng đây là đem không đủ 30 tuổi người đều tăng thêm lên, thậm chí bao gồm một chút trẻ sơ sinh. Không còn. Cái này, nhân bảng thế nào biến mất không thấy? làm bảng đơn trọn vẹn công bố sau khi hoàn thành, nhân bảng ở trong bầu trời đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Ta hiểu được, tiếp một lần xuất hiện, hẳn là sau một năm, bảng đơn đổi mới. Bạn chuẩn bị xem từ trường sinh bất tử tu tiên ta liền vô địch tập 29, nhân bảng biến mất không thấy gì nữa, liền như cho tới bây giờ đều chưa từng xuất hiện qua đồng dạng. Nhưng bây giờ toàn bộ thái huyền giới đều bởi vì nhân bảng mở ra, xa vào đến trong điên cuồng. Thiên đạo quà tặng, đây chính là thiên đạo quà tặng coi như không cách nào tranh đoạt trước 10 danh ngạch, trước 100, dù cho là hạng thứ 500, cũng là lựa chọn tốt. Trần Trường An ngược lại cũng không có quá để ý cái này nhân bảng mở ra, cuối cùng cùng chính mình quan hệ cũng không lớn. Rời đi Đại Chu Quốc Kinh Thành phía sau, Trần Trường An bọn hắn đi tới cùng Trần Chính Nguyên lúc trước ước định cẩn thận địa điểm hội hợp. Lão Tổ, Ngài đã tới. Hôm qua nhân bảng mở ra, không biết rõ Lão Tổ Ngài nhưng biết cái này nhân bảng đến tuột cùng là cái gì. Tại Trần Chính Nguyên tâm lý, trần trường an thế nhưng sống vạn năm siêu cấp cường giả cái này nhân bảng người khác không biết hắn không có khả năng không biết rõ à nhân bảng liền là một cái thiên đạo biến thành bảng đơn ân sau đó thì sao cái gì tiếp đó các ngươi biết bao nhiêu ta liền biết bao nhiêu ta cũng là lần đầu tiên gặp phải loại tình huống này lão tổ lại cũng không biết trần trường an gật đầu một cái cũng không có làm bộ bịa chuyện không cần thiết mọi người vẫn là nói chính sự à đại chu quốc sự tình đã giải quyết mà cái địa phương kia đã không thích hợp Trần Gia. Tiếp xuống, Trần Gia việc cần phải làm chỉ có một cái, trước trở thành bắc vực đệ nhất gia tộc à. Bắc vực đệ nhất gia tộc. Nhiệm vụ này đối bọn hắn tới nói, có thể thực có chút không đơn giản. Tuy là Trần Gia thực lực hôm nay tăng lên rất nhanh, nhưng tại Đại Chu Quốc vẫn được, phóng nhãn toàn bộ bắc vực, vậy thì có chút ít không đáng chú ý. Trần Vân Hiên thấy mọi người đều có chút khẩn trương, thế là cười lấy nói, yên tâm, có ta ở đây, ta nhất định sẽ làm cho Trần gia trở thành bắc vực đệ nhất gia tộc. Trần Chính Nguyên nhìn kỹ Nhi Tử xem xét cẩn thận một phen, cái này kinh thành đi một chuyến phía sau, hắn cảm giác Trần Vân Hiên biến. Biến đến cực kỳ không giống nhau. Bây giờ thành thục không ít, khí thế cũng thay đổi đến càng kinh người, cho người áp lực cũng rất lớn. Vân Hiên, ngươi có nhiệm vụ của ngươi. Ân, lão tổ, ta có nhiệm vụ gì? Trần Vân Hiên không hiểu hỏi. Nhiệm vụ của ngươi, liền là tại trong vòng một năm, trở thành bắc vực người thứ nhất. Nhớ kỹ, là bác vực người thứ nhất, mà không phải bác vực thế hệ trẻ tuổi người thứ nhất. Trần Trường An lời nói, để Trần Vân Hiên ngây ngẩn cả người. Trong vòng một năm, trở thành bác vực người thứ nhất. Bác vực người mạnh nhất là thần thông cảnh tầng 9 đỉnh phong. Chẳng phải là nói, chính mình muốn tại trong vòng một năm, đem tu vi tăng lên tới thần thông cảnh, chiến lực càng là muốn vượt qua thần thông cảnh tầng 9 đỉnh phong. Trần Vân Hiên cảm giác áp lực không nhỏ, tuy nói mình bây giờ tăng lên tốc độ rất nhanh, nhưng đến cảnh giới nhất định phía sau, tăng lên liền sẽ có chỗ hạ xuống. Một năm đạt tới thần thông cảnh, quả thật có chút độ khó. Lão tổ yên tâm, ta nhất định sẽ tại trong vòng một năm, trở thành bắc vực người thứ nhất. Tuyệt đối sẽ không để lão tổ thất vọng. Trần Vân Hiên ánh mắt kiên định nói. Rất tốt, chờ ngươi trở thành bắc vực người thứ nhất phía sau, ngươi tiếp xuống muốn đi con đường, liền không tại bốn vực bên trong, mà là Trung Thiên Vực. Trung Thiên Vực. Đã từng, Trần ra ngay tại Trung Thiên Vực, có thể nói, bốn vực bất quá là thái huyền giới ngoại vi đất nghèo, trung thiên vực người là căn bản liền chướng mắt, cũng sẽ không đi một chỗ. Trung thiên vực mới là thiên địa linh khí hội tụ vị trí, cũng là cường giả xuất hiện lớp lớp địa phương. Tại trong mắt Trần Vân Hiên, Bắc vực rất lớn, nhưng cùng trung thiên vực đem so sánh lên, Bắc vực bất quá chỉ là một góc băng sơn thôi. Muốn trở thành cường giả chân chính, nhất định phải tiến về trung thiên vực sông sáo. Trần Vân Hiên nghiêm túc nhìn Trần Trường An một chút, trong lòng có một loại dự cảm không tốt. Lão tổ, ngài, là muốn rời đi ư? Trần Trường An đột nhiên nói nhiều lời như vậy, hơn nữa cho Trần gia cùng chính mình cũng làm an bài, cái này rõ ràng là chuẩn bị rời đi dấu hiệu. Lời này vừa nói ra, Trần Chính Nguyên mấy người cũng biến cực kỳ trương lên. Lão tổ mới trở về không bao lâu, chẳng lẽ liền lại muốn rời đi sao? Không sai, ta phải đi. Trần Trường An cũng không có phủ nhận, mà là gật đầu thừa nhận xuống tới. Trần Trường An có khả năng lưu tại nơi này lâu như vậy, kỳ thực đã vượt ra khỏi hắn kế hoạch ban đầu. Dựa theo Trần Trường An dự định, rời đi mục vân giao phía sau là mang theo đại hoàng du lịch nhân gian, tiêu giao khoái hoạt. Nguyên cớ trở lại Trần Gia, đơn giản là nhìn một chút đã từng Trần Gia huyết mạch, bây giờ qua như thế nào. Không nghĩ tới biết thai châu sự tình, lại phát sinh sau này một loạt tình huống. Bây giờ đều đã xử lý không sai biệt lắm, Trần Trường An cũng chuẩn bị rời đi. Một bên du hí cuộc đời, một bên tìm kiếm thai châu tung tích lão tổ ngài còn trở lại không trần chính nguyên không bỏ mà hỏi có lẽ có một ngày chúng ta có thể tại trung thiên vực trùng phùng luôn có gặp lại một ngày này đây là hai cái hóa thần đan ngươi giữ đi không phải vạn bất đắc dĩ tình huống phía dưới không muốn phục dụng đan này trừ phi trần ra đến sinh tử tồn vong thời khắc trên tay của trần trường an hóa thần đan có thể làm cho một người tu vi nháy mắt đột phá đến hóa thần cảnh không bàn đối phương phải chăng có tu vi nhưng khuyết điểm chính là cuối cùng cả đời chỉ có thể lưu lại tại hóa thần cảnh hơn nữa hắn thực lực kém xa tít tắp một bước một cái dấu chân tu luyện tới hóa thần cảnh người thứ này chỉ có thể tại vạn bất đắc dĩ tình huống phía dưới dùng tới bảo mệnh đa tạ lão tổ quà tặng bất kể nói thế nào các ngươi cùng ta đồng xuất nhất mạch coi như là đưa các ngươi sắp chia tay lễ vật sau này con đường liền muốn dựa vào các ngươi chính mình đừng quên đã từng trần ra cũng phong quang qua, các ngươi, không kém bất kỳ ai. Được, lão tổ. Sơn thủy có tương phùng. Các vị, chúng ta trung thiên vực gặp. Trần Trường An nhìn xem mọi người nhàn nhạt, nhạt cười một tiếng, theo sau mang theo đại hoàng quay người rời đi. Nhìn xem Trần Trường An bóng lưng rời đi, trần ra tất cả mọi người là ngũ vị tạp trần. Có lẽ theo Trần Trường An xuất hiện một khắc này phía sau, bọn hắn tìm được chủ kiến, tìm được dựa vào. Biết Trần Trường An sẽ không một mực lưu tại Trần Gia, lại không nghĩ qua, Thế mà lại rời đi nhanh như vậy. Trần Vân Hiên nhìn kỹ Trần Trường An bóng lưng rời đi, trong lòng âm thầm thề, chính mình. Nhất định phải tiến về trung thiên vực, nhất định phải biến thành cường giả. Không chỉ là làm nhân bảng, cũng không chỉ là làm trở nên nổi bật. Quan trọng hơn chính là, không muốn để lão tổ thất vọng. Ta chắc chắn dẫn dắt Trần ra, đạt tới cao độ trước đó chưa từng có. Ta tuyệt đối sẽ không cô phụ lão tổ bồi dưỡng. Lão tổ, chúng ta nhất định sẽ gặp lại. Hô! Hít sâu một hơi, Trần Vân Hiên ánh mắt lần nữa biến đến kiên định. "Phụ thân, chúng ta cũng nên đi, tiếp xuống một năm này, ta chỉ sợ sẽ không lưu tại Trần gia. Ta muốn dùng một năm này thời gian, xưng bá Bắc vực." Trần Vân Hiên trầm giọng nói. "Tốt, ngươi yên tâm đi à, gia tộc bên này có ta đây, huống hồ còn có lão tổ lưu lại hóa thần đan, ngươi không cần có bất kỳ nỗi lo về sau. Nhớ kỹ, chớ có cho Trần gia mất mặt, càng không thể đủ cho lão tổ mất mặt." Ta tin tưởng ngươi nhất định làm được. Được, phụ thân." Trần Vân Hiên nặng nề gật đầu phía sau, cũng không quay đầu lại quay người rời đi. "Chúng ta cũng nên cố gắng." "Được, gia chủ." Bạn chuẩn bị xem từ trường sinh bất tử tu tiên ta liền vô địch tập 30. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ một mực lưu tại Trần gia, chờ lấy Trần gia lớn mạnh, Trần Vân Hiên trưởng thành đây. Hiện tại liền đi, ngươi yên tâm Trần Vân Hiên tiểu tử kia. Đây chính là ngươi Trần gia hậu bối bên trong." Tuyệt đối yêu nghiệt tài năng à. Nghe được đại hoàng lời nói, Trần Trường An thản nhiên nói, Trần Vân Hiên có con đường của mình muốn đi. Hắn cần một mình đi đối mặt, đi trưởng xuất thành. Coi như thật chết yểu, đó cũng là mệnh của hắn. Huống hồ, một mực lưu tại Trần gia, quá không thú vị. Vẫn là phía ngoài thế gian phồn hoa tốt. Đại hoàng bất đắc dĩ lắc đầu, còn tưởng rằng lần này trở lại Trần gia phía sau, Trần Trường An tiểu tử này tính cách có chỗ chuyển biến. Không nghĩ tới chân trước rời đi trần ra, chân sau liền trở về chân ngã. Vậy chúng ta đi đâu? Đại hoàng tò mò hỏi. Trung thiên vực, lang gia Lang gia Cái tên này đại hoàng cảm giác có chút quen thuộc, hình như dường như tại địa phương nào nghe nói qua. Nhưng nó có thể khẳng định, chính mình cùng Trần Trường An đã từng trộm đi đi ra du ngoạn quá trình bên trong, tuyệt đối không có đi qua nơi này. Đúng rồi. Nếu như ta không có nhớ lầm, lâm tướng liễu tiểu tử kia, quê nhà liền là lang gia à? đại hoàng đột nhiên hỏi ân lang gia lâm gia liền là lâm tướng liễu tiểu tử kia gia tộc đã nhiều năm như vậy không biết rõ hắn phải chăng còn lưu tại lâm gia vẫn là đi những địa phương khác bất quá hắn hôm nay cũng đã lăn lộn thành lão tổ tông cấp bậc này à cuối cùng qua ngàn năm thời gian lâm tướng liễu cũng không còn là năm đó trần trường an gặp phải thời điểm người tuổi trẻ ngươi là muốn muốn đi tìm lâm tướng liễu tiểu tử kia nói ôn chuyện đại hoàng tò mò hỏi phải cũng không phải Lang gia có thể so sánh Bắc vực lớn hơn nhiều, chủ nhân ta muốn mục đích vẫn là Thái Châu. Trần Trường An nguyên cớ lựa chọn Lang gia nơi này, một mặt là không đi qua, muốn đi đi một vòng, một mặt khác, dĩ nhiên chính là Thái Châu. Ngươi có Thái Châu tin tức. Đại hoàng có chút kinh ngạc nhìn về phía Trần Trường An. Cái này Thái Châu tin tức, loại trừ Đại Chu quốc hoàng thất cái này một khỏa bên ngoài, Trần Trường An lại từ địa phương nào đạt được tin tức? Chẳng lẽ nói, hắn hiện tại đã có thể cảm ứng được thai châu đại khái vị trí sao nghe được đại hoàng lời nói trần trường an lắc đầu đạo không có tin tức bất quá ta lật xem qua trần gia tộc ký trần gia loại này vạn năm trước liền tồn tại gia tộc tự nhiên sẽ có tộc ký vật như vậy tồn tại mỗi một đời tộc trưởng đều muốn đem chính mình cuộc đời cùng nhậm chức tộc trưởng trong quá trình này phát sinh trọng yếu sự tình ghi chép lại mục đích đúng là làm lưu cho hậu nhân xem như cho bọn hắn gia tăng một chút kinh nghiệm đã từng phạm qua sai lầm không cần phạm. Hoặc là đã từng gặp phải phiền toái là như thế nào giải quyết, để bọn hắn cũng có chút hiểu biết, để tránh gặp được loại chuyện như vậy thời điểm, không biết rõ ứng đối ra sao. Ngươi trần gia tộc ký bên trong, ghi chép thai châu mất đi tình huống cụ thể. Cũng không có. Không có. Vậy làm sao ngươi biết là tại lang gia nơi này? Phỏng đoán. Trần Trường An thông qua nhìn tộc ký, phát hiện tại Trần Gia đi tới phía trước Bắc Vực, sinh hoạt tại lang gia nơi này tuy là cũng không có rõ ràng ghi chép liên quan tới thai châu sự tình nhưng vẫn là có khả năng phát hiện một chút đầu mối trần gia tại giai đoạn này bị người ham muốn phát sinh tranh đấu trần gia tổn thất nặng nề là theo lang gia bị người trục xuất về phần đến cùng phát sinh cái gì phía trên cũng không có rõ ràng ghi chép kỳ thực loại tình huống này có chút cổ quái dựa theo tộc ký ghi chép phương thức chuyện trọng yếu như vậy là nhất định cần phải nhớ nam xuống cũng có thể để trần gia hậu nhân phía sau bọn hắn tại lang gia đã từng địch nhân là ai cho nên các ngươi trần gia tại lang gia khả năng có cừu nhân nhưng vẫn là không có thai châu tin tức à đại hoàng không hiểu hỏi đại ca ngươi động não được hay không ta sinh ra thời điểm lại không có thai châu ta vì sao phải động não đây là chuyện của ngươi đại hoàng khinh bỉ nói tộc ký phía trên nói là bởi vì có người ham muốn trần gia bảo bối cho nên mới sinh ra tranh đấu trần gia suy tàn đến lang gia loại địa phương này còn có bảo bối gì? Đời đời kiếp kiếp truyền xuống tới bảo bối, phải liền một cái thai châu ư. Trần Trường An tức giận nói. Không phải, những người này có bệnh à. Cái kia thai châu có cái dám dùng à, bọn hắn cái này cũng muốn cướp. Điên rồi. Đại hoàng đối với những người này hành động 10 điểm không hiểu, thai châu thứ này, không thể lượng ba động, không có bất kỳ khí tức. Tối thiểu trước mắt mà nói, đại hoàng không biết rõ người khác cầm tới cái này thai châu có khả năng dùng tới làm cái gì liền vì thứ như vậy cùng trần gia động thủ đây không phải đầu óc có bệnh ư nhân tính như vậy thứ này trần gia tổ truyền bảo bối hơn nữa truyền mấy ngàn năm nếu như là ngươi tại không biết rõ thứ này là thai châu phía trước ngươi sẽ nghĩ như thế nào tất nhiên có người sẽ cảm thấy đây là một kiện không thể có nhiều bảo bối bằng không trần gia sẽ không truyền thừa cái này nhiều năm trần gia liệu sẽ nhận nhưng cũng đến người khác tin tưởng mới được nguyên cớ cuối cùng bọn hắn liền sẽ xuất thủ trước đem đồ vật đoạt lấy đi lại nói. Coi như cuối cùng phát hiện đồ vật vô dụng, nhưng đối Trần Gia đả kích đã tạo thành. Cái này, nói lấy nói lấy, Trần Trường An đột nhiên nhướng mày. Trần Gia qua nhiều năm như vậy, một mực tại đi xuống dốc, cái kia mẹ nó sẽ không tất cả đều là bởi vì thai châu nguyên nhân à. Một mực bị ham muốn, một mực bị nhầm vào. Tộc nhân chết cái này đến cái khác, cuối cùng luân lạc tới Bắc vực Đại Chu Quốc loại này địa phương rách nát. Nếu thật là dạng này, cái kia mẹ nó chính mình không được trần ra tội nhân thiên cổ. Tại sao không nói? Ngươi phân tích rất có đạo lý à? Gặp Trần Trường An cho mày, đại hoàng đồng dạng nghi ngờ nhíu mày. Không có gì. Nguyên cớ, cái này lang ra nhất định cần muốn đi. Hơn nữa ta hoài nghi, năm đó đối trần ra xuất thủ, sợ không chỉ một gia tộc hoặc là một cái thế lực. Cũng chính vì vậy, trần ra cái kia một đời tộc trưởng mới không có đem chuyện này cái kia ghi chép tại tộc ký bên trong. Lo lắng hậu nhân có người muốn phục thù, sẽ để Trần ra lần nữa xa vào đến chỗ vạn kiếp bất phục. Nghe được Trần Trường An phân tích, Đại Hoàng cảm thấy đặc biệt có đạo lý, có thể một cái duy nhất để nó không hiểu địa phương là. Vì sao mỗi lần chỉ ném một cái? Nếu như muốn cướp, không phải có lẽ đều cướp đi ư? Liên quan tới vấn đề này, Trần Trường An cũng suy nghĩ qua, nhưng nguyên nhân cụ thể cũng không có một cái cụ thể đáp án. Khả năng là Trần Trường An lão cha, năm đó phòng ngừa chu đáo, đem chín khỏa thai châu đều là đơn độc cất giữ. Một mặt khác, cũng khả năng là những cái kia ham muốn thay châu người, căn bản là không biết rõ có chín khỏa đông đúc, cướp được một cái phía sau, liền cho rằng đắc thủ rời đi. Về phần đến tột cùng là nguyên nhân gì, một điểm này đã không trọng yếu. Đi thôi, nơi đây khoảng cách lang ra cũng không gần. Đại hoàng, biến lớn điểm, không phải cưỡi không thoải mái. Hà, lại mẹ nó cưỡi chó. Ngươi không phải đều đã có thể tu luyện à, chính mình đi. Tốc độ chậm. Ngươi mẹ nó vội vã đầu thai à, nếu như có thể mà nói cũng là không phải không được ta đi ngươi nhị đại gia ngươi mẹ nó đại hoàng lốp bốp mắng một đống lớn trần trường an chỉ là lẳng lặng nhìn đối phương một chút cũng không tức giận mắng xong ư dễ chịu ư ngươi nói sư phụ ta làm gì ta ta nếu là đại gia ngài ngồi xong ta liền xuất phát vừa nghe đến mục phân giao đại hoàng lập tức trở mặt một mặt nịnh nọt nụ cười dường như vừa mới mắng người không phải hắn như vậy đúng vậy chúng ta đi. Ngài liền nhìn tốt à. Trung thiên vực, thiên cơ các, các chủ, vừa mới chuyển đến tin tức, Trần Trường An hình như rời đi bắc vực. Trần Vân Hiên bây giờ tại bắc vực một mình sông sáo. Rời đi. Vong thiên cơ không nghĩ tới, Trần Trường An đi nhanh như vậy, cuối cùng cái này nhân bảng vừa mới xuất hiện, theo lý thuyết, có lẽ lưu tại bắc vực bồi dưỡng Trần Vân Hiên mới đúng. Tốt, ta đã biết. Để chúng ta đến người tiếp tục đi theo Trần Vân Hiên. Nhớ kỹ, nếu như Trần Vân Hiên gặp được nguy cơ sinh tử, nhất định phải xuất thủ tương trợ. Được, các chủ. Cái kia Trần Trường An bên đó đây. Trần Trường An, cách xa hắn một chút, bên cạnh hắn đại hoàng không thể coi thường. Được. Bạn chuẩn bị xem từ Trường Sinh Bất Tử tu tiên ta liền vô địch tập 31, Lang gia, Vân xuyên, đại hoàng, ngươi có phải hay không cố tình? Ta không có a, à, ngươi cũng không thể oan uổng ta. Còn nói ngươi hay không? trần trường an nhìn xem đại hoàng ánh mắt tràn ngập oán niệm tên khốn kiếp này tuyệt đối là cố tình trả thù chính mình bảy ngày sơ sơ bảy ngày thời gian đại hoàng tên khốn kiếp này tốc độ toàn bộ triển khai lại không có cho chính mình tiến hành phòng hộ trần trường an thân thể gánh vác được thế nhưng quần áo này làm sao có khả năng gánh vác được đại hoàng tốc độ chính ngươi thế nào không cố gắng chiếu cố chính mình một điểm đây ai nha ta quên ngươi mới vừa vặn tu luyện yếu cực kỳ sai lầm rồi là ta sai lầm rồi đại hoàng áng trừng minh bạch giả bộ hồ đồ một mặt cười bỉ ổi nhìn xem trần trường an được ngươi cho ta trở lấy trần trường an cũng không có để ý tới đại hoàng đang chuẩn bị đổi lên một bộ quần áo thời điểm đột nhiên nghe được quát to một tiếng trần trường an vương bát đản cuối cùng để ta tìm tới ngươi hà cái quỷ gì vừa tới lăng gia liền gặp phải người quen chẳng lẽ là lâm tướng liễu không đúng lâm tướng liễu đối chính mình không có lớn như vậy oán khí mới đúng Trần Trường An cùng Đại Hoàng đều là một mặt hiếu kỳ, xuôi theo phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại, phát hiện chỗ không xa, một cái ăn mày, chính giữa mặt đầy oán hận nhìn kỹ Trần Trường An. Ăn mày? Ngoạ tào, ta biết ăn mày ư? Vào giờ khác này, Trần Trường An trong đầu hận không thể đem chính mình đã qua ký ức đều lật một lần, nhưng Thủy Trung không có tìm được tìm đúng chỗ người kia. Đại Hoàng, ngươi nhận sao? Trần Trường An hỏi. Cái này, nhìn xem có chút quen mặt, không nhớ nổi đại hoàng lắc đầu ăn mày là một người trung niên dáng dấp mặt đen như đất mặc càng là rách rách dưới dưới một lời khó nói hết nhưng trần trường an phát hiện mình bây giờ cái này mặc dường như mẹ nó cùng cái này ăn mày đụng áo ăn mày mặt đầy oán hận hướng về trần trường an đi tới nhìn thấy trần trường an bây giờ ăn mặc ánh mắt phảng phất tràn ngập hưng phấn vui vẻ trần trường an cùng đại hoàng hai cái cũng là nhìn chòng chọc, chọc vào đối phương dù sao có thể kêu lên chính mình danh tự người thật không nhiều dường như ở đâu gặp qua ân ta cũng cảm giác có chút ảnh hưởng cái này không phải là ngoạ tào huyền vô đạo người mẹ nó chính là huyền vô đạo đột nhiên trần trường an cùng đại hoàng đều là trừng mắt trọn vẹn không nghĩ tới trước mặt cái này ăn mày dĩ nhiên là huyền vô đạo huyền vô đạo cũng không phải là lang ra người hơn nữa cùng trần trường an quen biết là tại ba năm trước năm đó huyền vô đạo thế nhưng hăng hái được khen là thời kỳ đó thế hệ trẻ tuổi người thứ nhất tiền đồ vô lượng. Lúc trước Trần Trường An gặp phải Huyền Vô Đạo thời điểm, chính là hắn thanh danh cường thịnh kỳ hạn, mới có 50 tuổi, tu vi liền đạt tới động hư cảnh đỉnh phong. Này làm sao đảo mắt 3.000 năm, người cũ còn sống, lại hóa thân thành xin đây. Thời gian quá lâu, Trần Trường An nhất thời ở giữa cũng có chút không nghĩ ra, cái này Huyền Vô Đạo đối chính mình oán hận, đến tột cùng từ đâu mà tới đây. Giữa hai người, hình như cũng không có cái gì ân oán à. Ngoạ tào, ngươi dù sao cũng là một đời thiên kiêu, ngươi hiện tại đây là đang làm gì? Thể nghiệm nhân gian khó khăn, phẩm bất đồng nhân sinh. Trần Trường An một mặt kinh ngạc biểu tình. Nhìn thấy Trần Trường An biểu tình, huyền vô đạo triệt để nổi giận. Quên, hắn rõ ràng mẹ nó quên. Thua thiệt chính mình cái này ba ngàn năm nay, khổ khổ giữ lời hứa, tên khốn kiếp này rõ ràng đem chuyện năm đó quên. Ta có thể biến thành hôm nay dạng này, còn không phải nhờ ngươi ban tặng. Trần Trường An, ngươi hại đến ta thật khổ. Huyền vô đạo oán niệm, còn thiếu hóa thành thực chất trực tiếp bóp chết trần trường an chờ một chút điều này cùng ta có quan hệ gì ta lại lời nói còn chưa nói xong trần trường an đột nhiên sững sờ một cái lạ lẫm lại quen thuộc ký ức đột nhiên xuất hiện tại trong đầu ngoạ tào việc này còn giống như thật cùng chính mình có quan hệ đại hoàng càng là nhịn không được tại một bên cầm lấy vuốt chó che miệng cười trộm nó cũng muốn lên ba ngàn năm ngươi biết cái này ba ngàn năm ta tìm ngươi tìm có nhiều vất vả ư ma nó, lão tử không cần tiếp tục phải làm cái này phá an mày. Ta tự do. Huyền vô đạo ngửa mặt lên trời thét dài, hình như cái này ba ngàn năm ủy khuất, đều muốn vào giờ khắc này phóng xuất ra. Cái này ăn mày thật đáng thương, đều đã dạng này, rõ ràng còn điên rồi. Ai nói không phải, ngươi nhìn hai cái này ăn mày, tình cảm còn rất tốt, cho chuyện nên nhiều vui vẻ. Ai, đều là người đáng thương, ngươi nhìn, bọn hắn đều dạng này còn nuôi một con chó, nói rõ là thiện tâm người. Đúng, chính mình cũng chán nản đến tận đây chó vàng ngược lại nuôi sạch sẽ chính xác là thiện tâm người tính toán cho bọn hắn ít tiền để bọn hắn ăn bữa ngon à ta thấy được người qua đường đối thoại để trần trường an cùng huyền vô đạo thậm chí là đại hoàng đều trầm mặc thật coi bọn họ là thành ăn mày muốn nói cái này huyền vô đạo quả thật là hàng thật giá thật ăn mày trần trường an đây trần trường an cũng không cho rằng chính mình là ăn mày chỉ bất quá quần áo phá một điểm mà thôi Đáng hận nhất vẫn là đại hoàng, nghe được người ngoài nghị luận phía sau, trực tiếp quay người đi đến một bên, đầu cong lên, phảng phất lại nói, chính mình không biết hai người kia. Xéo đi, ta như ăn mày ư? Các ngươi ánh mắt gì? Huyền Vô Đạo tức giận nói. Nghe nói như thế, mọi người phảng phất là nhìn đồ đần đồng dạng nhìn xem Huyền Vô Đạo, ánh mắt kia phảng phất tại nói, chẳng lẽ không giống ư? Huyền Vô Đạo nguyên bản còn thật ngạnh khí, nhưng cẩn thận tưởng tượng, chính mình không phải ăn mày ai là ăn mày. Đi 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 đừng ở cái này mất mặt. Mà nó, lão tử ném đi ba ngàn năm người. Những năm này, ta đều là trốn tránh người quen, sợ bị người quen biết nhìn thấy. Huyền vô đạo vội vã thúc giục Trần Trường An rời đi nơi này, hiện tại đã tìm được Trần Trường An, hắn cũng không cần lại tiếp tục làm ăn mày. Được, tìm một chỗ thật tốt rửa, thay quần áo khác à. Ta biết một chỗ, chỗ kia không tệ, ta nhìn chằm chằm thật lâu rồi, liền là không có tiền đi. Lần này ngươi mời khách ta mời khách liền ta mời khách, đại gia có tiền. Trần Trường An bất đắc dĩ lắc đầu, theo sau liền bị huyền vô đạo mang đến thanh lâu. Hoán hoa lâu. Cái này mẹ nó liền là ngươi nhìn chằm chằm thật lâu địa phương. Trần Trường An một mặt vẻ mặt bất đắc dĩ. Nói nhảm, nơi này thật tốt à. Tiểu tử ngươi đừng nói đã nhiều năm như vậy, không đi qua thanh lâu. Ta cùng ngươi nói, ta mấy năm nay, đi qua địa phương không ít, tích lũy chút ít ngân lượng phía sau, đều tiêu vào thanh lâu huyền vô đạo một mặt đắc ý biểu tình ngoạ tào tên khốn kiếp này những năm này đến cùng đi bao nhiêu thanh lâu ngươi tu vi này còn cần tích lũy chút ít ngân lượng lại đi ư trần trường an tò mò hỏi ngươi cứ nói đi còn không chỉ a à đều là bởi vì ngươi huyền vô đạo tức giận nói trần trường an cũng là cười hắc hắc năm đó đụng phải huyền vô đạo tên khốn kiếp này ngạo cực kỳ cho rằng chính mình vô địch thiên hạ trần trường an mới đầu cũng không thế nào cuối cùng sắp chia tay thời điểm, huyền vô đạo nhất định muốn cùng Trần Trường An luận bàn một phen. Trần Trường An liền cùng hắn đánh một cái cược. Trần Trường An cho huyền vô đạo thời gian một nén nhang, chính mình đứng đấy không động, nếu như huyền vô đạo có khả năng thương tổn đến chính mình mảy may, đó chính là hắn thua. Nếu như huyền vô đạo thua, lần tiếp theo trông thấy phía trước mình, muốn một mực làm ăn mày, hành khất sống qua ngày. Kết quả sau cùng, liền là huyền vô đạo liều mạng công kích Trần Trường An thời gian một nén nhang, Trần Trường An không mất một sợi lông ta nói, đây chính là ba ngàn năm, nếu là ngươi một mực tìm không thấy ta, vẫn hành khất sống qua ngày. Trần Trường An tò mò hỏi. Nói nhảm, nam tử hán đại trưởng phu, đỉnh thiên lập địa, lời hứa ngàn vàng, có thể nào làm trái lời hứa của mình? Quả nhiên đại trưởng phu đây. Đừng nói nhảm, mời ta tiêu sái tiêu sái. Được, đi thôi. Trần Trường An bất đắc dĩ lắc đầu, ngược lại chính mình cũng không đi qua thanh lâu, vừa vặn đi xem một chút. Dừng lại dừng lại, các ngươi cũng không nhìn một chút đây là địa phương nào hai cái ăn mày còn muốn tới cha chúng ta hoán hoa lâu hai người vừa tới cửa ra vào liền bị gã sai vặt cho ngăn lại cuối cùng hai người lối ăn mặc này còn mang theo một con chó quả thực có chút không đành lòng nhìn thẳng nói lời vô dụng làm gì phía trước dẫn đường trần trường an cũng không chơi liều trực tiếp ném ra mấy đĩnh vàng cuối cùng cái đồ chơi này không có gì dùng liền là nhân sinh bình thường sống thông dụng tiền tệ đối với tu luyện giả mà nói linh thạch mới phải Nha, tiểu nhân vừa mới có mắt như mù, mắt vụng về, mắt vụng về. Hai vị ta, mời vào bên trong. Bạn chuẩn bị xem từ trường sinh bất tử tu tiên ta liền vô địch tập 32. Buồn cười, quả thực buồn cười. Đây là ta biết hoán hoa lâu ư. Thế nào hiện tại người nào đều có thể đủ đi vào. Ăn mày đều có thể vào. Đem chúng ta cái khác khách nhân làm cái gì. Ai nói không phải, đẳng cấp đều biến thấp, sau đó cũng không tới nữa. Mất hứng, quả nhiên là mất hứng không khí nơi này đều đã bị nhiễm bẩn tanh rình khó ngửi tanh rình khó ngửi hà trần trường an hai người mang theo đại hoàng mới tiến vào trong hoán hoa lâu liền đưa tới không ít người xem thường cùng khiêu khích trong mắt bọn họ cái này hoán hoa lâu mặc dù là trăng gió nơi trốn nhưng cũng không phải là cái gì người đều có thể đủ tới địa phương ăn mày tới chẳng phải là kéo xuống thân phận của bọn hắn ngươi tới ta tới huyền vô đạo nhìn trần trường an một chút biểu tình ngược lại nhì không ra hỉ nộ ta tới đi loại chuyện nhỏ nhặt này không cần thiết gặp máu trần trường an cười nhạt một tiếng theo sau hướng về người khác nhìn đi qua các ngươi thân phận gì ta ba không chờ đối phương trả lời trần trường an trực tiếp đem một mai thỏi vàng ném tới trên người đối phương ngươi ba 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 theo lấy từng mai từng mai thỏi vàng ném ra nguyên bản còn có chút phẫn nộ người lúc này sắc mặt cũng đều biến có tiền quá mẹ nó có tiền đây mới thật sự là lấy tiền nệ người à. Ta không có gì thân phận, không có thân phận gì, đại gia ngài cao quý nhất, ngài cao quý nhất. Đúng đúng đúng, thơm, quá thơm, sau so cái này hoán hoa lâu cô nương đều muốn thơm. Ta liền nói, hai vị này xem xét liền là khí chất xuất chúng, khí vũ hiên ngang, chúng ta không kịp, chúng ta không kịp à. Mọi người một bên nói, một bên cúi đầu bắt đầu nhặt thỏi vàng, nhìn một bên gã sai vặt cũng là 10 điểm trông mà thèm. Ngươi chiêu này, không tệ, ta thế nào không nghĩ tới đây. Huyền vô đạo không nghĩ tới Trần Trường An biện pháp giải quyết thì ra là như vậy, bất quá quả thật có chút ý tứ. Ngươi nghĩ ra thì thế nào? Ngươi có tiền sao? Trần Trường An khinh bỉ hỏi. Cái này, ngươi từ đâu tới nhiều tiền như vậy? Huyền vô đạo cũng thật tò mò, đối với tu luyện giả mà nói, cái đồ chơi này liền là rác rưởi, nơi nào có linh thạch chân quý. Đồng dạng tu luyện giả, chủ yếu sẽ không giữ chữ quá nhiều vàng bạc loại này tầm thường vật, nhưng Trần Trường An liền không giống với lúc trước, không chỉ có, hơn nữa còn không ít. Liền vừa mới lấy ra tới nện người, liền đạt tới bên trên vạn lượng hoàng kim. Sống đến lâu, hàng tồn tự nhiên là nhiều một chút. Đại hoàng hết ăn lại nằm, ngươi cũng biết, cũng không phải địa phương nào đều dùng linh thạch tới làm thông dụng tiền tệ. Nguyên cơ cái này thỏi vàng, ta liền tích chữ không ít. Thô sơ giản lược phòng trừng một thoáng, tính toán, ta cũng nhớ không rõ, ngược lại liền là rất nhiều. Nhớ không rõ, đây rốt cuộc đến có bao nhiêu một bên gã sai vật nghe tới cũng là trợn mắt hốc mồm bây giờ người có tiền này đến tột cùng thế nào ưa thích ăn mày ăn mặc liền ưa thích bị người xem thường tiếp đó tới cái kinh thiên đảo ngược ư hỏa kế tới hai gian thượng đẳng bao xương chuẩn bị chút ít nước nóng liền tốt chúng ta phải thật tốt rõ ràng một phen đúng vậy hai vị ta mời lên lầu đây chính là vị tài thần gia gã sai vật nào dám lãnh đạm liên vội vàng đem hai người mời đến trên lầu tốt nhất trong bao xương đơn giản rõ ràng một phen phía sau trần trường an cùng huyền vô đạo hai người tất cả đều đổi lại sạch sẽ quần áo dễ chịu thông khoái ba ngàn năm không như vậy sạch sẽ qua huyền vô đạo cười lớn nói trần trường an cùng đại hoàng khinh bỉ nhìn huyền vô đạo một chút trong ánh mắt tràn đầy ghét bỏ thật bẩn để ngươi làm ăn mày lại không để ngươi không tắm rửa hà không tắm rửa Ngươi cái này ba ngàn năm, sẽ không một mực không có tắm rửa à? Trần Trường An kinh ngạc hỏi. Làm ăn mày, liền muốn có làm ăn mày bộ dáng. Tắm rửa quá sạch sẽ, cái kia có bội dự tính ban đầu. Huyền vô đạo một mặt đắc ý nói. Vậy ngươi nói, ăn mày tẩy không tắm rửa đây. Ân, cái này, ăn mày, muốn tắm rửa ư. Huyền vô đạo bị Trần Trường An nói sững sờ, chính mình cũng xa vào đến trong mê mang, cái này ăn mày đến cùng. Tẩy không tắm rửa ăn mày cũng là người, bọn hắn chỉ là nghèo, nhưng nếu như có cơ hội, dù sao vẫn là muốn tắm rửa à. Ngươi nhiều năm như vậy, đi nhiều như vậy thanh lâu, một lần không rửa qua. Ngoạ tào, những người kia rõ ràng cái này cũng tiếp đãi. Kiếm tiền không muốn mệnh. Trần Trường An ngẫm lại đều cảm giác có chút ác tâm. Nói cái gì đây, ta cũng không phải người thường, trên mình có thể bẩn đến địa phương nào đi, chỉ bất quá một mực không tắm rửa, có chút hoài niệm thôi. Được rồi, tẩy cũng tẩy, có phải hay không hẳn là khoái hoạt vui vẻ. Huyền vô đạo cười lấy nói. Khoái hoạt khoái hoạt. Trần Trường An gật đầu bất đắc dĩ, theo sau giao cho huyền vô đạo toàn quyền xử lý, cuối cùng tới thanh lâu loại chuyện này, hắn cũng là lần đầu tiên. Huyền vô đạo đầy đủ hiện ra cái gì gọi là thanh lâu lão luyện, gọi là một cái thuần thục. Trực tiếp để gã sai vặt đem cái này hoán hoa lâu tốt nhất cô nương tất cả đều kêu tới. Ngươi không cần nhìn ta, ta mời ngươi, ngươi xin tùy ý. Gặp huyền vô đạo nhìn mình, Trần Trường An trực tiếp lắc đầu, những người này ở đây trong mắt của hắn, bất quá là to mỡ tầm thường phấn, thật không hiểu rõ Huyền Vô Đạo nhân vật như vậy, thế nào sẽ thích thành lầu. Vậy ta cũng sẽ không khách khí. Ngươi, còn có ngươi, mấy người các ngươi, đều lưu lại tới. Đúng rồi, Đại hoàng, ngươi có muốn hay không? Nếu không nói Huyền Vô Đạo người này có thể, loại thời điểm này, rõ ràng còn có thể nghĩ đến Đại hoàng. Mà Đại hoàng lúc này dĩ nhiên xuất hiện nhân nhó biểu tình, phảng phất có chút ít ngượng ngùng nhìn một chút Trần Trường An, lại nhìn một chút huyền vô đạo, cuối cùng chậm rãi nâng lên vô chó. Được, hiểu, đây chính là muốn y tư chứ. Cái kia, ngươi, đi qua chiếu cố một chút ta đại hoàng huynh đệ. Ân, đại hoàng ngươi ý gì? Huyền vô đạo cho đại hoàng chọn lựa một cái nhìn lên không tệ cô nương phía sau, phát hiện cái này đại hoàng dĩ nhiên lắc đầu. Tại loại địa phương này, Trần Trường An không cho đại hoàng tùy tiện mở miệng nói chuyện, tiểu tử này hiện tại cũng là nín quá sức chỉ thấy đại hoàng lại nâng lên chính mình vuốt chó lắc đầu. Ta biết nó ý tứ gì? Nó muốn năm cái. Cái gì? Năm cái. Huyền vô đạo vậy mới phản ứng lại, nguyên lai thanh này chân dơ lên, không phải nói muốn một cái, mà là năm cái. Tốt tốt tốt, đại hoàng huynh đệ, xứng đáng là người trong đồng đạo. Các ngươi năm cái, đi thật tốt phục thị ta đại hoàng huynh đệ, yên tâm, tiền ít không được các ngươi. Tuy nói hầu hạ chó loại chuyện lặt vặt này cũng là một lần đầu, Thế nhưng mấy cái cô nương cũng không cảm thấy có vấn đề gì. Cuối cùng hầu hạ chó, có thể so sánh hầu hạ người tốt hơn nhiều. Tối thiểu cái này chó, sẽ không động thủ động cước à. Rượu ngon thức ăn ngon, hết thảy cho ta mang lên. Đừng đau lòng tiền, đại gia có tiền. Huyền vô đạo giống như là cái kia nhà giàu mới nổi đồng dạng, hình như muốn đem cái này 3.000 năm ủy khuất, một trận này tất cả đều ăn trở về. Đại hoàng tại một bên cũng là vui vẻ híp híp mắt, không nghĩ tới, nó dung nhập còn rất nhanh, liên cung huyền vô đạo một chỗ thông đồng làm bậy. Lão Trần, ngươi thật không đến. Huyền vô đạo tò mò hỏi. Các ngươi tiếp tục, ta nhìn một chút liền tốt. Trần Trường An lắc đầu. Được, vậy ta như là mặc kệ ngươi. Trần Trường An bất đắc dĩ lắc đầu, huyền vô đạo nhân vật như vậy, nghĩ không ra cũng có cái này biến chất một ngày. Có lẽ, bản tính như vậy, đã từng bị chính hắn ẩn giấu đi lên à. Khách quan xin lỗi, nô ra tới chậm. Một đạo thanh lãnh âm thanh truyền đến, Trần Trường An không khỏi đến cũng là nhìn một chút. Người tới một thân quần dài trắng, mười điểm thanh nhã, xài lấy đồ trang sức trang nhã, nhìn xem cùng thanh lâu loại địa phương này đến có chút không hợp nhau. Nữ tử này tuy nói không tính là tuyệt sắc chi tư, nhưng nhìn lên, lại thuận mắt không ít. Nha, hai vị khách quan hôm nay thật là có phúc lớn à. Đây chính là chúng ta hoán hoa lâu tiêu khôi tiên mà. Trong ngày thường cũng không phải cái gì người đều thấy. Bên trong một cái nữ tử giới thiệu, bất quá trong giọng nói, thế nhưng không thế nào thân thiện. Hoa khôi, có chút ý tứ. Bạn chuẩn bị xem từ trường sinh bất tử tu tiên ta liền vô địch tập 33. Trần Trường An cùng huyền vô đạo cũng nhìn ra được, cái này tiêu khôi tiên, cũng không phải người thường. Nàng là một cái tu luyện giả, chỉ bất quá tu vi đồng dạng. Mặc dù như thế, nàng cũng không có tất yếu lưu lạc tại cái này mới đúng. Tiên nhi nhìn thấy Trần Trường An phía sau rõ ràng cũng là xứng sở bởi vì nàng nghe được là, tới hai cái tính cách cổ quái kẻ có tiền, trang phục ăn mày đóng vai nhưng trần trường an tướng mạo cái này mặc và khí chất nơi nào cùng ăn mày có khả năng liên hệ mà đến biết đánh đàn trần trường an gặp trên tay của tiên nhi ôm lấy cầm thế là hỏi một câu khách quan chúng ta tiên nhi thế nhưng bán nghệ không bán thân đây này lại có một nữ tử lối ra trêu chọc cái này khiến huyền vô đạo nhớ mày không vui nhìn đối phương một chút huyền vô đạo là ai khí thế của hắn há lại những cái này thanh lâu cô nương có khả năng chống đỡ bất quá là đơn giản một chút, liền hù dọa đến mấy người không còn dám nói hưu nói vượn, trong lòng cũng biết, hôm nay tới đây cũng không phải là người thường, tuyệt đối không thể đắc tội. Tiểu nữ tử kia liền bêu xấu. Tiên nhi gặp Trần Trường An hai người, hình như cũng không giống là trong ngày thường những cái kia đang đồ tử, không khỏi đến nới lỏng một hơi. Đi đến một bên, đem cổ cầm xếp tốt phía sau, mảnh khảnh ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve dây đàn, theo sau, êm tai động lòng người tiếng đàn, liền truyền vào đến Trần Trường An hai người trong lỗ tai tiếng đàn dịu dàng kéo dài rung động lòng người nhưng cái này dịu dàng tiếng đàn bên trong lại tựa hồ như lộ ra nhàn nhạt, nhạt yêu thương tuy là tiên nhi đã cực lực ẩn giấu đi ý cảnh như thế này nhưng vẫn là bị trần trường an cùng huyền vô đạo đã hiểu hai người cũng là liếc nhau một cái cô nương này là cái có cố sự người tiểu nữ cầm nghệ không tinh còn mời hai vị khách quan thử lỗi gâu 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 há xin lỗi là ba vị gặp đại hoàng không cao hứng kêu hai tiếng tiên nhi cũng là cảm thấy có chút thú vị lần đầu nghe nói bên trên thanh lâu mang chó thậm chí còn cho chó tìm mấy cái cô nương tiêu từ hướng mặt trời mở người cuối cùng đi về phía trước không vì chuyện cũ lo lắng chỉ nguyện quãng đời còn lại cười người không nên sống ở đi qua trần trường an một câu để tiên nhi toàn thân chấn động nàng không nghĩ tới trần trường an dĩ nhiên đã hiểu lão trần thật sự có tài à ngươi đây cũng hiểu ta phía trước đi dạo thanh lâu nhìn những cái kia chua thư sinh liền tới tức giận mẹ rất có thể chứa ta còn mẹ nó sẽ không trần trường an bất đắc dĩ nhìn huyền vô đạo một chút tên khốn kiếp này sống nhiều năm như vậy đến cùng đều làm gì ngươi sẽ không trần trường an hỏi sẽ không biết cái đồ chơi này làm gì có thể tăng cao tu vi ư có thể gia tăng tốc độ tu luyện ư huyền vô đạo khinh thường nói đều không thể nhưng mà có thể để ngươi nhiều một chút từ trí tuệ lại Lão tử muốn cái kia để làm gì? Ta vẫn là thờ phụ, bằng thực lực nói chuyện. Huyền vô đạo cũng không thèm để ý. Hữu dụng, hễ ngươi có chút trí tuệ, cũng sẽ không nhiều năm như vậy cũng không biết ăn mày muốn hay không muốn tắm rửa. Ngươi, mắt huyền vô đạo chừng một cái, nhưng lại không biết rõ như thế nào phản bác. Tại đầu não phương diện này, hắn chính xác tương đối trực tiếp một điểm. Cố tiên nhi, cố tiên nhi ngươi ở đâu? Ta biết ngươi ngay tại nơi này, ngươi đi ra gặp ta. Đột nhiên, bên ngoài truyền đến một cái nam tử tiếng gào thét nghe được thanh âm này cố tiên nhi không khỏi đến biến sắc mặt ai nhìn tới nơi này lại không tiếp tục chờ được nữa ba vị khách quan thứ lỗi hôm nay tương phùng liền là hữu duyên vừa mới một khúc coi như là tiểu nữ đưa cho ba vị à ba vị khách quan tiểu nữ trước hết đi cáo lui dứt lời cố tiên nhi quay người liền muốn rời đi nhìn thấy một màn này trần trường an cũng là xứng sở nàng trốn hắn đuổi hắn đuổi nàng trốn cái này, thật cẩu huyết hí mã à? Đại hoàng, loại này hí mã gặp qua hay không?" Trần Trường An hỏi. Nghe nói như thế, Đại hoàng lắc đầu liên tục, đi qua nam sông qua bắc, còn thật không gặp qua loại chuyện này. "Tiên nhi cô nương hãy khoan, trốn tránh không phải biện pháp giải quyết vấn đề. Ngươi có khả năng một mực trốn tránh ư?" "Không bằng, song phương thẳng thắn nói một chút, nói không chắc vấn đề liền sẽ giải quyết dễ dàng, ngươi cảm thấy thế nào?" Trần Trường An ngăn cản đang muốn rời đi cố tiên nhi. Đa tạ công tử hảo ý, nhưng có chút người, có một số việc, nói không thông, nói không rõ. Cố tiên nhi lắc đầu nói. Không thử một chút, lại như thế nào biết được đây. Đang khi nói chuyện, cửa bao xương bị đá một cái bay ra ngoài, một cái người trẻ tuổi từ bên ngoài thẳng đến lấy cố tiên nhi lao đến. Tiên nhi, thật là ngươi. Ta nghe người khác nói tại nơi này gặp qua ngươi, ta liền chạy tới. Tiên nhi không cần đi, van cầu ngươi, không muốn tại trốn tránh ta được không? Nhìn thấy nam tử phóng tới chính mình, cố tiên nhi trực tiếp lùi về phía sau mấy bước, kéo ra cùng đối phương ở giữa khoảng cách. Tiên nhi, ngươi. Nhìn thấy cố tiên nhi động tác, nam tử rõ ràng 10 điểm bị thương, trong ánh mắt tràn đầy yêu sầu. Lâm công tử, vì sao dồn ép không tha? Lẽ nào thật sự muốn ta chết ở trước mặt ngươi, ngươi mới sẽ rời đi ư? Ngươi ta ở giữa, vĩnh viễn không thể, ngươi có lẽ minh bạch. Cố tiên nhi ánh mắt kiên nghị, ngữ khí càng là 10 điểm kiên quyết, không có chút nào bất luận cái gì giữ lại chỗ trống. Không, không biết, nhất định có biện pháp. Ta đã nghĩ kỹ, ta có thể. Đủ rồi. Không chờ Lâm Công Tử nói xong, cố tiên nhi trực tiếp cắt ngang hắn. Ngươi Lâm ra diệt ta cố ra cả nhà, ngươi thật cho là chuyện này có thể nói đi qua liền đi qua ư. Ta cố tiên nhi không có năng lực tìm ngươi Lâm ra báo thù, ta nhị. Vì cái gì ngươi còn muốn dồn ép không tha. Lâm Nhược Hành, ngươi đừng khinh người quá đáng. Hả? Còn mẹ nó là thù diệt môn. Đây cũng quá cẩu huyết ư. Ngược yêu à? Ta nói tiểu tử ngươi, đều diệt nhân ra cả nhà, còn tới dây dưa nhân ra làm cái gì? Sớm biết hôm nay, sao lúc trước còn như thế? Ngươi thế nào còn có mặt mũi tới? Ta nếu là ngươi, ta mẹ nó đều không mặt mũi nhìn nhân ra cô nương. Huyền vô đạo tại một bên khinh bỉ nói. Lời này vừa nói ra, Lâm Nhược Hành biến sắc mặt, phẫn nộ hướng về huyền vô đạo nhìn đi qua. Ngươi là cái thá gì, chuyện này có quan hệ gì tới ngươi không muốn chết liền tranh thủ thời gian cút cho ta các ngươi rõ ràng còn dám để tiên nhi phục thị các ngươi không tìm các ngươi gây phiên phức cũng không tệ rồi còn dám nói nhảm bản công tử để các ngươi chết không có chỗ trôn lâm nhược hành phẫn nộ quát chết không có chỗ trôn thú vị quả nhiên là thú vị thật lâu không có người nói chuyện với ta như vậy tiểu tử hôm nay ta còn thực sự muốn cùng ngươi cẩn thận chơi đùa huyền vô đạo cười lạnh nói được rồi, một tên tiểu bối, chấp nhặt với hắn làm cái gì?" Trần Trường An đưa tay ngăn trở muốn phát uy huyền vô đạo, nhìn một chút Lâm Nhược Hành, hỏi: "Ngươi là lang gia người của Lâm gia. A, tính toán ngươi có chút kiến thức, nếu biết ta là người của Lâm gia, vậy ngươi liền có lẽ rõ ràng, các ngươi trêu chọc không nổi." Lâm Nhược Hành hừ lạnh một tiếng, khinh thường nhìn Trần Trường An một chút. "Trêu chọc không nổi ư? Lâm tướng liễu còn sống không?" Lời này vừa nói ra, Lâm Nhược Hành không khỏi đến chấn động trong lòng. Lâm Tướng Liễu. Chính mình không có nghe lầm chứ. Vừa mới người này nhắc lên Lâm Tướng Liễu. Ngươi, ngươi thật to gan, lại dám gọi thẳng ta Lâm gia lão tổ tục danh. Toàn bộ lang gia đều không có người dám làm càn như vậy. Lâm Nhược Hành tức giận quát. Như vậy nhìn tới, có lẽ còn sống. Tiểu tử, ta lớn bao nhiêu lòng dũng cảm, ngươi có thể đích thân hỏi một chút Lâm Tướng Liễu. Có lẽ, để hắn tới gặp ta, bạn chuẩn bị xem từ trường sinh bất tử tu tiên ta liền vô địch tập 34. Trong bao xương, không khí đê mê, lâm gia, tại lang gia địa giới, đây chính là chân chính tuyệt đối vương giả. Ai dám đắc tội lâm gia? Có thể hết lần này tới lần khác trước mặt liền có hai cái, thậm chí gọi thẳng lâm tướng liễu vị cường giả này đại danh. Tại lang gia nơi này, lâm tướng liễu không chỉ là đệ nhất cường giả, càng là một cái truyền kỳ, một cái thần thoại. Là tất cả tu luyện giả sùng bái mục tiêu, càng là bọn hắn mộng tưởng muốn siêu việt tồn tại. Trần Trường An cùng Huyền Vô Đạo hai người nhắc lên Lâm Tướng Liễu thời điểm, mây trôi nước chảy, ngữ khí yên lặng. Hai người đủ loại biểu hiện, đều nhìn không ra bọn hắn là đang làm ra vẻ làm dạng. Lâm Nhược Hành lúc này cũng là cho mày, hai người này đến tột cùng là đang lừa gạt chính mình, vẫn là coi là thật nhận thức Lâm gia lão tổ. A, à, nếu các ngươi coi là thật nhận thức nhà ta lão tổ, liền sẽ biết được, lão tổ đã bế quan nhiều năm. Há lại các ngươi nói gặp liền có thể thấy. Lâm Nhược Hành hừ lạnh một tiếng, dự định do xét một phen không muốn qua loa làm ra quyết định bế quan ư ta đây còn thật không biết cuối cùng ngàn năm không thấy còn là lần đầu tiên tới cái này lang ra địa giới trần trường an thản nhiên nói ngàn năm không thấy người này chẳng lẽ là ngàn năm trước nhận thức lão tổ có thể ngàn năm trước lâm tướng liễu cũng bất quá chỉ là người trẻ tuổi thôi ta càng không gặp qua liền là nghe nói qua thôi ta sống nhiều năm như vậy còn không đến mức đi nghe ngóng một tên tiểu bối tin tức huyền vô đạo khinh thường nói ngoạ tào cái này càng ác hơn trực tiếp gọi lâm tướng liễu làm tiểu bối lần này lâm nhược hành có chút gánh không được chẳng lẽ mình hôm nay thật va chạm hai vị đại nhân vật hai vị tiền bối chớ trách vãn bối có mắt như mù ta cũng đúng thế thật lâm nhược hành nhất thời ở giữa có chút nghẹn lời không biết rõ nên nói gì tốt tính toán chúng ta cũng sẽ không cùng ngươi như vậy một cái vãn bối tính toán con gái người ta đều đã nói rất rõ ràng không có khả năng. Ngươi cần gì phải đau khổ dây dưa đây? Thả người khác, cũng buông tha mình à? Huyền vô đạo hơi không kiên nhẫn nói. Cái này, cực kỳ hiển nhiên, cái lâm nhược hành này vẫn là cái si tình chủng, đối cố tiên nhi tựa hồ có chút nhớ mãi không quên. Cũng không biết cái này cố tiên nhi đến tột cùng dùng thủ đoạn gì, rõ ràng nhường lâm nhược hành cố chấp như thế. Nhưng cực kỳ hiển nhiên, cố tiên nhi cũng không có ý đồ xấu, bằng không mà nói, nàng đại khái có thể giả vờ phụ thuộc lâm nhược hành, tìm cơ hội làm cố ra báo thủ. Chỉ bất quá, Trần Trường A nhìn không ra, cái này cố tiên nhi là nghĩ không ra một điểm này, vẫn là khinh thường đi làm chuyện như vậy. Lại hoặc là còn có nguyên nhân khác. Gặp Lâm Nhược Hành còn tại do dự, Trần Trường An thản nhiên nói, đầu bạc cũng không phải là tuyết có thể thay, quen biết đã là tốt nhất ký. Lâm Nhược Hành cũng không phải là tất cả ưa thích đều sẽ có kết quả, có lẽ tại cuộc đời của người bên trong, có chút người, có khả năng gặp phải, cũng đã là khó được. Không nói cô phụ, chớ có hỏi tiền đồ mỗi người bình an không có can thiệp lẫn nhau à trần trường an lời nói để lâm nhược hành xa vào đến trong trầm tư cố tiên nhi đồng dạng cũng là ánh mắt biến đổi hình như cũng có tiếp xúc động chỉ có huyền vô đạo tại một bên bĩu môi khinh thường nhìn về phía trần trường an ánh mắt có thể muốn càng nhiều thì là xem thường cái này cho ngươi trang phi đều mẹ nó sẽ không nói người lời nói đại hoàng mặc kệ hắn hai ta chơi hai ta đến để chính hắn trang bước đi Huyền vô đạo lập tức mất đi xem trò vui hứng thú, còn không bằng tiếp tục vui đùa tương đối thích hợp chính mình. Mà lúc này đại hoàng nằm tại cô nương trong lồng ngực, cười gọi là một cái vui vẻ, mắt híp lại, càng không ngừng tại nhân gia trong ngực lăn bỏ. Một người này một chó đức hạnh, Trần Trường An cũng là không lập tức. Đa tạ tiền bối dạy bảo, vãn bối, nhớ kỹ. Vậy liền không quấy giày tiền bối, vãn bối cáo tử. Tốt, đúng rồi, lâm tướng liễu nếu là xuất quan, nhớ đến để hắn tới tìm ta, ta có việc hỏi hắn cái này vãn bối nhất định truyền đạt trưởng bối trong nhà để bọn hắn thay thuật lại cực kỳ hiển nhiên lâm nhược hành mặc dù là lâm gia người nhưng hắn cũng không có tư cách trực tiếp tiếp xúc đến lâm tướng liễu dạng này lão tổ lâm nhược hành rời đi về sau cố tiên nghi nhìn xem trần trường an cảm kích nói đa tạ tiền bối xuất thủ tương trợ một cái nhấc tay ta người này có chút thích nghe cố sự tới nói một chút giữa các người cố sự trần trường an người này cái gì đều tốt, liền là ưa thích bát quái, nhất là loại hắn này chưa từng nghe qua cố sự, có thể nhất gây nên lòng hiếu kỳ của hắn. Cái này, không biết tiền bối muốn biết cái gì. Cố tiên nhi có chút lúng túng hỏi. Ân, rất nhiều, lâm ra vì cái gì diệt cố ra, đã diệt, vì cái gì lâm nhược hành cái này lâm ra người, có đối ngươi mối tình thắm thiết đây. Ngươi thân là cố ra người, vì cái gì không mượn dùng lâm nhược hành thân phận báo thủ. Ừm, nếu không vẫn là ngươi mà nói à nghe nói như thế cố tiên nhi cười khổ một tiếng cái này chẳng phải là muốn muốn để chính mình đem tất cả tiền căn hậu quả đều nói một lần ư ừ. cái kia thay cái thanh tĩnh điểm địa phương à nơi này còn có hoán hoa lâu cái khác cô nương tuy là cố tiên nhi biết chính mình không cách nào lại nơi này tiếp tục ở lại nhưng có một số việc các nàng vẫn còn không biết rõ tốt tốt trần trường an gật đầu một cái nguyên bản dự định hỏi một chút huyền vô đạo cùng đại hoàng có thể nhìn thấy một người này một chó tiêu dao khoái hoạt bộ dáng Hắn cảm thấy chính mình có hỏi thăm ý nghĩ này đều rất ngu ngốc. Cố Tiên Nhi đem Trần Trường An đưa đến trong khuê phòng của mình. Cố Tiên Nhi khuê phòng tản ra nhàn nhạt thanh hương, không nồng đậm, cũng không gay mũi, ngược lại cho người một loại tâm thần an bình cảm giác. Cả phòng hóa trang 10 điểm mộc mạc, từ trong ra ngoài, cùng thanh lâu loại địa phương này đều là không hợp nhau. Có lẽ, đây cũng là chỉ có hoa khôi mới có đặc quyền à. Ân công mời ngồi. Không cần gọi ta Ân công, đơn giản là nói mấy câu thôi huống hồ ta cùng lâm gia lâm tướng liễu là quen biết cũ không phải ngươi nói mấy câu ta liền sẽ giúp ngươi đối với lâm gia như thế nào trần trường an đi đến ngồi xuống một bên phía sau cười nhạt nói ân công hiểu lầm tiên nhi cũng không ý này không có tốt nhất nghe được trần trường an lời nói sắc mặt cố tiên nhi yên lặng đi đến một bên ngồi tại trần trường an đối diện kỳ thực lâm nhược hành chỉ là lâm gia chi thứ nhất mạch một vị thiếu gia mà ta cố gia tại cái này lang gia cũng không phải đại gia tộc nào chuyện này còn muốn theo một năm trước nói lên. Theo lấy cố tiên nhi giảng thuật, Trần Trường An cũng minh bạch cái đại khái. Ân, đơn giản liền là cố ra vãn bối không lựa lời nói, vừa vặn bị người của Lâm ra nghe được. Mà ra tay diệt đi cố ra, chính là Lâm Nhược Hành chỗ tồn tại chi thứ gia tộc. Thật vừa đúng lúc chính là, cái này phía trước, Lâm Nhược Hành liền cùng cố tiên nhi hai người quen biết, Lâm Nhược Hành cũng đối cố tiên nhi ngầm sinh tình cảm. Lúc ban đầu, Cố Tiên Nhi đối cái này Lâm Nhược Hành tuy nói không lên ưa thích, nhưng cũng rất có hảo cảm. Cố gia bị diệt môn, Lâm Nhược Hành cũng là đau khổ cầu khẩn, mới cứu Cố Tiên Nhi một mạng, nhưng Lâm Nhược Hành phụ thân lo lắng hai người này sau này có cái gì phát triển. Liền hạ lệnh, để Cố Tiên Nhi từ nay về sau không được rời đi lang ra địa giới, cuối cùng cả đời chỉ có thể tại trong thanh lâu sống qua ngày. Cũng coi là triệt để bỏ đi Lâm Nhược Hành tiểu tâm tư, cuối cùng, mặc dù chỉ là chi thứ, nhưng Lâm gia đến thiếu gia, làm sao có thể cưới một tên nữ tử thanh lâu? Thật không nghĩ đến cái này Lâm Nhược Hành cũng là si tình chủng, đối Cố Tiên Nhi một mực dây dưa không ngớt. Như thế nói đến, cái này Lâm Nhược Hành cũng là cái người si tình. Trần Trường An thản nhiên nói. Ân Công nói đùa, Lâm Nhược Hành tuy là mới chừng 20, nhưng bên cạnh hắn có thể chưa từng thiếu khuyết nữ tử. Si tình, bất quá là thích mà không được, không có cam lòng thôi. Như Lâm Nhược Hành quả nhiên là một lòng si tình chủng, Cố Tiên Nhi có lẽ còn sẽ có chỗ do dự có thể hết lần này tới lần khác cái này Lâm Nhược Hành dính một chút hoàn khố thói xấu. Dựa vào thân phận của hắn, thấy vừa mắt cô nương, không có mấy cái không đuổi kịp, hết lần này tới lần khác Cố Tiên Nhi là một ngoại lệ. Cái này có lẽ liền nâng lên vị thiếu gia này lòng háo thắng cùng tham muốn giữ lấy. Ngươi liền không nghĩ qua, mượn Lâm Nhược Hành thân phận, làm cố ra báo thủ. Cố Tiên Nhi nói nhiều như vậy, nhưng xưa nay không có nói qua báo thủ, càng không có biểu hiện ra cái gì cừu hận, cái này khiến Trần Trường An hết sức tò mò nghĩ qua, nhưng không làm được. Thứ nhất, ta không cách nào lợi dụng một người tình cảm đi đạt tới mục đích nào đó. Thứ hai, coi như thật chịu đi làm như thế, cũng không cách nào thành công. Thứ ba, ta sống, cố ra liền còn có huyết mạch, ta mà chết, cố ra, liền thật không tồn tại nữa. Cố tiên Nhi 10 điểm thanh tỉnh, cũng không có bởi vì cừu hận liền để chính mình đánh mất lý trí. Nàng muốn báo thù nhưng sẽ không đi làm chuyện không có nắm chắc. Ân công, Ta sẽ không thỉnh cầu ngài làm ta làm cái gì, nhưng ta muốn bái ngài làm thầy, có thể chứ? Bạn chuẩn bị xem từ trường sinh bất tử tu tiên ta liền vô địch tập 35. Cố Tiên Nhi một câu, để Trần Trường An cũng ngây ngẩn cả người. Bái sư. Trần Trường An nhìn kỹ Cố Tiên Nhi nhìn một chút, theo sau cười lên. Thật là một cái thông minh nha đầu. Cố Tiên Nhi người này, thông minh, bình tĩnh, hơn nữa biết nắm lấy cơ hội. Nàng không phải là không muốn báo thù mà là vẫn luôn không có tìm được cơ hội thích hợp. Vừa mới tình hình bên trong, Trần Trường An cùng Huyền Vô Đạo biểu hiện, liền đã để Cố Tiên Nhi có càng sâu một bước ý nghĩ. E là cho dù Trần Trường An không tìm nàng nói cố sự, nàng cũng sẽ chính mình nói ra, thậm chí là nghĩ biện pháp cùng Trần Trường An nhiều phiếm vài câu. Về phần tại sao lựa chọn Trần Trường An mà không phải Huyền Vô Đạo, không chỉ là bởi vì Trần Trường An chủ động đáp lời, mà là hai người so sánh, Cố Tiên Nhi cảm giác Trần Trường An có lẽ càng đáng tin một điểm ta cả đời này, có lẽ cơ hội chỉ có lần này. Không chỉ là làm báo thù, ta càng chán ghét tại cái này thanh lâu sống qua ngày. Ân công, ngươi đã nói, ngươi sẽ không xuất thủ, nhưng ta có thể bái ngài làm thầy. Còn hy vọng ân công có khả năng thành toàn. Cố tiên hy là người thông minh, biết cùng Trần Trường An nói chuyện với nhau, nói thật, nơi nơi sẽ tốt hơn một điểm. Tại cường giả trước mặt chơi tâm cơ là một kiện chuyện rất ngu xuẩn. Thu đồ loại chuyện này, Phía trước Trần Trường An còn thật cho tới bây giờ đều không có suy nghĩ qua. Trần Vân Hiên cùng Trần Trường An ở giữa, tuy là có sư đồ thực, nhưng cũng không có danh thầy trò. Cái này Cố Tiên Nhi bây giờ đã 20 tuổi, tu vi cũng bất quá chỉ có chân khí cảnh tầng 1. 20 tuổi chân khí cảnh, tại Bắc vực có lẽ coi như không tệ, nhưng mà phóng nhãn Trung Thiên vực lời nói, chỉ có thể xem như phổ thông thiên phú. Gặp Trần Trường An do dự, Cố Tiên Nhi cũng có chút khẩn trương lên. Ân công thế nhưng ghét bỏ Tiên Nhi tư chất ngu dốt khó có thành tựu. Nếu là như vậy, tiên nhi có thể buông tha bái sư, dù cho lưu tại ân công bên cạnh phụng dưỡng tả hữu cũng là có thể. Đối với cô tiên nhi tới nói, thoát khỏi bây giờ khốn cảnh, cần Trần trường an cường giả như vậy trợ giúp. Tối thiểu, tại lang ra cái này địa giới, loại trừ trần trường an, nàng không biết rõ còn có ai có khả năng không cho lâm ra mặt mũi. Coi như thật có, mình còn có cơ hội kia tiếp xúc đến đối phương ư. Có lẽ, từ nơi sâu xa tự có định số lang gia rất lớn có khả năng gặp ngươi sợ cũng là một loại duyên phận thôi ta sẽ mang ngươi rời đi lang gia bất quá không phải hiện tại ta còn có một ít chuyện muốn lưu tại lang gia xử lý tốt phía sau ta mang ngươi rời đi về phần sau đó con đường của ngươi muốn thế nào đi ngươi tự làm quyết định phù phù trần trường an nói xong sau đó cố tiên nhi trực tiếp quỳ xuống hy vọng nàng cuối cùng nhìn thấy hy vọng hồi sinh đa tạ ân công cứu ân huệ từ nay về sau cố tiên nhi nguyện phụng dưỡng ân công tả hữu vĩnh sinh không thay đổi như làm trái cái này lời thề liền để ta cố tiên nhi linh hồn vĩnh trị luyện ngục vạn kiếp bất phục trần trường a nhìn xem cố tiên nhi khẽ gật đầu đạo đứng lên trước đi được ân công ân công không biết từ nay về sau ta phải làm thế nào gọi gọi là công tử vẫn là thiếu gia cố tiên nhi sau khi đứng lên hỏi thăm một câu gọi cái gì trần trường a nhất thời ở giữa cũng là không nghĩ ra tới Cuối cùng, sống thời gian tuy lâu, thế nhưng không có qua thị nữ loại đãi ngộ này à. Một mực cho chính mình sư phụ làm cháu. Gọi thiếu gia, không thích hợp, chính mình cũng nhiều lớn tuổi rồi, còn thiếu ta. Công tử. Tính toán, sau đó liền gọi công tử à. Được, công tử. Đã ngươi đã trở thành thị nữ của ta, cũng là không thể quá nhỏ yếu. Ngươi tuy là thiên tư đồng dạng, nhưng cũng không phải không thể ngày khác đổi mệnh. Đây là một gốc cửu phẩm phượng tiên thảo, ngươi phục dụng à cửu phẩm phượng tiên thảo. Thứ này đến cùng là cái gì, có tác dụng gì, Cố Tiên Nhi cũng không biết, nhưng nghe danh tự, sợ cũng không phải là phàm vật. Mà cái này cửu phẩm phượng tiên thảo là mục phân giao đưa cho Trần Trường An, có thể thứ này không thích hợp nam nhân phục dụng. Dựa theo mục phân giao lúc trước ý là, sau đó có người trong lòng, có thể đưa cho người khác. Nhưng Trần Trường An cũng không có chú ý nhiều như vậy, dùng hết tác dụng của nó liền tốt, về phần cho ai, cái kia cũng không trọng yếu. Công tử Vật này quá mức quý giá, ta bất quá là. Được rồi, cho ngươi liền cầm lấy, lời nói của ta, ngươi chỉ cần tuân theo liền có thể, nhớ kỹ ư? Được, công tử. Phục dụng à, nhìn một chút có khả năng đối ngươi thể chất, có thể hay không có chỗ cải thiện. Tuân mệnh. Cố Tiên Nhi cũng không nói nhảm, trực tiếp đem cửu phẩm Phượng Tiên thảo nuốt vào. Cái này cửu phẩm Phượng Tiên thảo vào miệng tan đi, vô cùng thần kỳ, để Cố Tiên Nhi cũng là vô cùng chấn kinh, vốn cho rằng nuốt sẽ rất khó khăn không nghĩ tới trực tiếp hóa thành một cỗ năng lượng đối với nàng thân thể tiến hành một lần lại một lần tẩy lễ ngoạ tào lão trần ngươi làm cái gì năng lượng lớn như vậy ba động ngươi thế nào cũng không bố trí cái kết giới ngươi liền không lo lắng phụ cận người tất cả đều cát theo lấy cố tiên nhi năng lượng trong cơ thể càng ngày càng mạnh nguyên bản còn tại uống hoa tử huyền vô đạo vọt thẳng tới đại hoàng cùng trần trường an ở giữa liền tương đối ăn ý tuy là cũng không có tới nhưng trực tiếp tại cố tiên nhi gian phòng bố trí một đạo kết giới không nghĩ tới phản ứng lớn như vậy, bất quá là cho nàng ăn chút gì thôi. Ngươi không nghĩ tới, ngươi cho nàng ăn thế nhưng cửu phẩm phượng tiên thảo, đây chính là đồ vật trong truyền thuyết, nghe nói đã vạn năm chưa từng xuất hiện. Tiểu tử ngươi liền như vậy tùy tiện đem như vậy trí bảo, cho một cái thị nữ. Ngươi mẹ nó cũng quá bại già à. Trần Trường An đối những vật này kỳ thực cũng không thèm để ý, bởi vì đối với hắn mà nói, đều là đồ vô dụng, chính mình trọn vẹn không dùng được. Nhưng tại trong mắt huyền vô đạo như là khác rồi, Người khác không tới, có thể bên này nhất cử nhất động hắn đều lưu tâm quan sát đến đây. Nghe được cử phẩm Phượng Tiên thảo thời điểm, Huyền Vô Đạo kém chút trực tiếp đem trong miệng rượu phun ra ngoài. Trong lòng càng là mắng to Trần Trường An là cái bại gia tử. Đồ vật chẳng phải là lấy ra dùng sao? Về phần ai tới dùng, ta nếu là đồ vật chủ nhân, tự nhiên ta quyết định. Ta cũng không có gấp gáp, ngươi gấp cái rắm. Hoàng đế không vội thái giám gấp. Trần Trường An thản nhiên nói. Móa ta liền không gặp qua ngươi phá của như vậy. Không đúng, ngươi mẹ nó nói ai là thái giám. Ba ngàn năm không thấy, có muốn thử một chút hay không ta thực lực bây giờ như thế nào? Huyền vô đạo trừng tròng mắt hỏi. Còn muốn làm ăn mày? Ngươi, không bằng lại đánh cược. Vẫn quy củ cũ, bất quá lần này tiền đánh cược là làm thái giám. Ngươi dám không? Lời này vừa nói ra, huyền vô đạo lập tức ỉu xìu, tiền đặt cược này có thể quá ác, Trần Trường An cái này một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay bộ dáng, để huyền vô đạo không có chút nào lực lượng. Tuy nói cái này ba 000 năm, huyền vô đạo tu vi một mực tại tăng trưởng, bây giờ thực lực mạnh mẽ. Nhưng hắn cũng không dám hứa chắc, cái này ba 000 năm, Trần Trường An vẫn chỉ trệ không tiến ả. À. Tính toán, lươi phải cùng ngươi chấp nhặt Bất quá, ta cũng làm thật là hiếu kỳ, cái này phục dụng cửu phẩm phượng tiên thảo phía sau, đến tột cùng sẽ có hiệu quả như thế nào. Huyền vô đạo vẫn là đem ánh mắt đặt ở trên mình Cố Tiên Nhi. Bây giờ Cố Tiên Nhi bị một cỗ năng lượng cường đại bao vây lấy, cả người thừa nhận thống khổ cực lớn. Như nàng từ đầu đến cuối quả thực là không có phát ra nửa điểm âm thanh. Nha đầu này ta còn thực sự là xem nhẹ nàng, liền sông nàng phần này ý chí lực là cái người làm đại sự. Huyền vô đạo lúc này cũng không khỏi đối với Cố Tiên Nhi lau mắt mà nhìn. Cỗ năng lượng này dường như có chút mãnh à. Bạn chuẩn bị xem từ trường sinh bất tử tu tiên ta liền vô địch tập 36. Cố tiên nhi năng lượng trong cơ thể càng ngày càng nhiều, phát tán đi ra khí tức cũng là càng ngày càng mãnh liệt. Liên huyền vô đạo lúc này cũng là sắc mặt đại biến, tình huống này có chút không thích hợp. Huyền vô đạo vừa muốn quay người rời thông đi, lại bị đại hoàng chỗ bố trí kết giới ngăn lại. Ngoạ tào, nguy rồi. Đại hoàng. Trần Trường An hét một câu đại hoàng, theo sau thân ảnh lóe lên, đi thẳng hoán hoa lâu. Nhìn thấy Trần Trường An rời đi, huyền vô đạo đầu tiên là sững sờ theo sau vội vã chạy theo ra ngoài mà nó vẫn là ngươi phản ứng nhanh huyền vô đạo ra ngoài phía sau nhịn không được la mắng một câu cái này gọi ăn ý cùng lúc đó đại hoàng lần nữa bố trí kết giới phía sau cũng chạy ra hoán hoa lâu người ở bên trong làm thế nào huyền vô đạo nhìn xem trần trường an hỏi vừa mới mặc dù chỉ là trong nháy mắt nhưng kết giới giải trừ một khắc này vẫn là có khí tức cường đại vọt ra những người này hẳn là sẽ không ngốc đến tiếp tục lưu lại bên trong hưởng lạc à. Cái này, nói không tốt. Không bao lâu, liền có người hình như phát giác được không thích hợp, từ bên trong chạy ra, nhất là nguyên bản phục thị huyền vô đạo cùng đại hoàng mấy cái kia cô nương, là trước hết nhất chạy đến. Chỉ chốc lát thời gian, trong hoán hoa lâu này, liền chỉ còn dư lại cố tiên nhi một người. Vừa mới đến cùng tình huống như thế nào, quá đáng sợ, có một loại muốn cảm giác hít thở không thông. Ta cũng cảm nhận được, cái này Hoán Hoa lâu chẳng phải là một cái phổ thông thanh lâu ư? Chẳng lẽ còn có cường giả ẩn giấu ở đây sao? Không rõ ràng, nhưng hôm nay hoa này rượu là không thể uống, ta cảm giác hôm nay rất nguy hiểm. Đúng đúng đúng, giải tán giải tán, chúng ta ngày khác lại tụ họp. Đi đi đi. Không ít người đều lựa chọn rời đi, cái này Hoán Hoa lâu lão bản lúc này lại khổ khuôn mặt. Muốn mở miệng mắng, nhưng lại không dám, nếu là đắc tội không nên đắc tội người, cái kia đừng nói hôm nay làm ăn nàng cái mạng này còn có thể hay không lưu lại tới đều nói không cho phép quả nhiên là người câm ăn hoàng liên có nỗi khổ không nói được lão trần ngươi nói đây là tình huống như thế nào nếu như cỗ năng lượng kia toàn bộ đều bị tụ tập tại trong kết giới cố tiên nhi thân thể có khả năng chịu được ư huyền vô đạo cau mày hỏi cái này trần trường an cũng không rõ ràng cuối cùng loại chuyện này hắn cũng là lần đầu tiên gặp phải thân thể của nàng có thể hay không chịu được ta không biết rõ nhưng ta kết giới e rằng sắp không chống đỡ nổi nữa. Nguyên bản một mực không có nói chuyện đại hoàng, lúc này trong ánh mắt cũng đầy là chấn kinh. Đại hoàng bố trí kết giới sắp không chịu nổi. Đại hoàng thế nhưng cấp 9, cấm kỵ xâm lâm thú vương, thực lực của nó 10 điểm cường hãn, nếu như không phải bởi vì thái huyền giới hình như có quy tắc nào đó tồn tại. Đại hoàng thực lực, e rằng chưa chắc sẽ yếu hơn mục vân giao. Mặc dù như thế, nó chỗ bố trí kết giới, dĩ nhiên sắp không chịu nổi. Đại hoàng huynh, ngươi cũng không thể mở loại này nói đùa à. Ngươi kết giới ta đều sông không mở, ngươi hiện tại nói cho ta, cố tiên nhi năng lượng trong cơ thể, sắp sông phá ngươi kết giới. Huyền vô đạo lúc này một mặt biểu tình khiếp sợ, trọn vẹn không thể tin được mình rốt cuộc nghe được cái gì. Chính mình kỳ tài ngút trời, tu luyện mấy ngàn năm lâu dài, còn không bằng một cái hoàng mau nha đầu. Lại nói, cái này cửu phẩm phượng tiên thảo, có cường đại như vậy năng lượng ư. Tuy nói thứ này thế gian hiếm thấy, chính là nhân gian trí bảo tồn tại, phải về phần như thế đi. Không có nói đùa, cỗ năng lượng này rất mạnh, sắp xông phá kết giới. Bất quá, đây chỉ là ta tùy ý bố trí kết giới, ta cũng không nghĩ tới cố tiên nhi năng lượng trong cơ thể thế mà lại mạnh như vậy. Tùy ý bố trí, cái kia ngược lại là có xông phá khả năng. Ngay tại huyền vô đạo cùng đại hoàng nói chuyện với nhau thời điểm, đột nhiên, đại hoàng bố trí kết giới trực tiếp bị xông phá. Một cỗ năng lượng cường đại phóng lên tận trời. Trong khoảnh khắc, sóng năng lượng tới phương viên mấy trăm dặm một tiếng phượng minh vang vọng trời cao, Phượng Vũ tầng 9, bay lượn cửu thiên. Một đạo to lớn phượng hoàng hư ảnh, dĩ nhiên theo trong hoán hoa lâu phóng lên tận trời. Một màn này làm cho cả lang gia người đều là vì đó sững sờ. Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn không trung phượng hoàng hư ảnh, nhất thời ở giữa, tất cả đều mộng. Tình huống như thế nào? Lang gia nơi này cũng không có cái gì yêu thú cường đại, huống chi là phượng hoàng sớm như vậy liền đã biến mất thần thú. Đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Ngoạ tào, Trần Trường An, ngươi mẹ nó kiếm bộ rồi. Ngươi người thị nữ này có thể tuyệt không phải phàm nhân à. Cửu phẩm phượng tiên thảo tuy là cực kỳ khó được, có khả năng thay đổi một người thể chất, có thể tuyệt đối không làm được loại hiệu quả này. Cố tiên hy bản thân, chỉ sợ cũng cùng cái này phượng hoàng có chút ngàn vạn tia quan hệ, bằng không tuyệt đối sẽ không như vậy. Ngươi, ngươi mẹ nó đến cùng đều là cái gì vận khí cướp chó tức giận. Huyền vô đạo lúc này cũng là không ngừng hâm mộ, Cố Tiên Nhi bái sư Trần Trường An chuyện này hắn nghe được, bất quá cũng không hề để ý, cũng không nhận làm Trần Trường An sẽ thu đổ. Nếu như đổi là hắn, chỉ sợ cũng liền làm cái thị nữ hắn cũng sẽ không đồng ý, hắn ghét bỏ mang nữ nhân phiền toái. Nhưng ai lại có thể nghĩ đến, cái này nhìn lên không đáng chú ý Cố Tiên Nhi, lại có to lớn như vậy tiềm lực. Ngươi biết cái gì, cái này gọi tốt người có báo đáp tốt. Ta là người tốt. Trần Trường An cười nhạt nói. Người tốt Huyền vô đạo khinh bỉ nhìn Trần Trường An một chút, tiểu tử này nhiều nhất không tính một cái ác nhân, nhưng người tốt. Hắn tính toán ư. Ừ. Phi. Hắn tính toán cái giám người tốt. Lần này dị động, e rằng toàn bộ lang gia người đều muốn kinh động đến. Người của lâm gia nếu là biết, cố tiên hy Nhi dĩ nhiên thật bay lên đầu cành biến phượng hoàng, bọn hắn lại trở về làm cảm tưởng gì. Huyền vô đạo cười lấy hỏi. Bọn hắn tốt nhất đừng cảm tưởng, bằng không mà nói, lâm tướng liễu cũng cứu không được bọn hắn. Trần Trường An thản nhiên nói. Ha ha ha, ta phát hiện ba ngàn năm không thấy, ngươi hiện tại tính tình ngược lại có chút biến hóa. Đã từng ngươi, thế nhưng dĩ hòa vi quý hả? À? Huyền vô đạo hiếu kỳ nói. Phía trước dĩ hòa vi quý, cái kia mẹ nó là bởi vì không có năng lực hoàn thủ. Không hòa khí một điểm, cái kia mẹ nó không được mỗi ngày chịu đòn. Tuy là không chết được, vậy cũng mất mặt không phải. Lúc này, cái kia phượng hoàng hư ảnh tại không trung bay lượn một lúc sau, lại một lần nữa rơi vào đến trong gian phòng của Cố Tiên Nhi. Theo sát phía sau, lúc trước cái kia năng lượng kinh người cũng biến mất không thấy gì nữa, hết thảy lại trở về bình tĩnh. Đây là kết thúc. Chẳng lẽ Cố Tiên Nhi thức tỉnh trong truyền thuyết Phượng Hoàng Tiên Thể? Huyền Vô Đạo tò mò hỏi. Phượng Hoàng Tiên Thể, ngươi biết loại thể chất này ư? Trần Trường An hỏi. Nghe nói qua một chút, tục truyền, trước một cái thức tỉnh Phượng Hoàng Tiên Thể người, e rằng muốn ngược dòng tìm hiểu đến năm vạn năm phía trước. Vị kia, năm đó thế như nhân vật không tầm thường, nhưng thời kỳ quá xa xưa, liên quan tới đối phương ghi chép quá ít, thậm chí bây giờ, sợ là đều đã có rất ít người biết nó tính danh. Nếu quả như thật là Phượng Hoàng tiên thể, ngươi thị nữ này, tương lai tất nhiên sẽ thành tựu đại đế chi cảnh. Đại đế cảnh giới thị nữ, Trần Trường An, ngươi phát. Huyền vô đạo càng nói càng là thèm muốn, cuối cùng càng là nghiến răng nghiến lợi, hận không thể hung hăng đánh Trần Trường An dừng lại. Tên khốn kiếp này làm sao lại có dạng này vận khí cứ chó đây. Cố Tiên Nhi đi ra, hỏi nàng một chút, liền biết là không phải Phượng Hoàng Tiên Thể. Bạn chuẩn bị xem từ Trường Sinh Bất Tử tu tiên ta liền vô địch tập 37. Cố Tiên Nhi vẫn là một thân quần dài trắng, nhưng cả người khí chất cũng đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nguyên bản trên mình loại kia thanh nhã khí chất biến mất không thấy gì nữa, ngược lại biến đến càng chói lóa mắt. Dung mạo tuy là cũng không có biến hóa quá lớn, nhưng cũng có rõ ràng thay đổi biến đến càng tinh xảo. Càng là như vậy, huyền vô đạo càng là phiền muộn. Trần Trường An, ngươi có tài đức gì? Tiên Nhi đa tạ công tử tái tạo ân huệ. Cố Tiên Nhi lúc này mặt ngoài tuy là mười điểm yên lặng, nhưng nội tâm kích động, chỉ có chính nàng biết. Phượng Hoàng Tiên Thể, đây chính là bao nhiêu người tha thiết ước mơ cường đại thể chất. Cố Tiên Nhi trọn vẹn không nghĩ tới, chính mình lại có thể thức tỉnh cường đại như vậy thể chất. Không vẻn vẹn tu vi nháy mắt tăng lên tới chân khí cảnh tầng 9 đỉnh phong, hơn nữa trong đầu, lại còn xuất hiện cùng thể chất hoàn mỹ dán vào công pháp tu luyện. Trần Trường An nhìn một chút Cố Tiên Nhi, rõ ràng cũng có chút bất ngờ, cái này có lẽ coi như là kinh hỉ à. Đây là chính ngươi tạo hóa. Cũng không phải tất cả mọi người đều có cơ hội thức tỉnh thể chất như vậy. Có lẽ cùng ngươi tổ tiên có quan hệ, các ngươi cố ra, không có tộc ký các loại đồ vật ư. Tổ tiên phải chăng đã từng xuất hiện cường giả? Trần Trường An tò mò hỏi. Cái này, ta cũng không biết việc này. Cố tiên nhi thân là thân nữ nhi, coi như thật có tộc ký loại vật này, cũng không phải nàng có khả năng nhìn thấy. Thôi được, đã thành sự thực, không cần thiết hỏi quá rõ ràng. Là Phượng Hoàng tiên thể ư. Hồi công tử lời nói, chính xác là Phượng Hoàng tiên thể. Hơn nữa, trong đầu của ta xuất hiện một môn công pháp tên là Phượng Hoàng chân quyết. Có lẽ Phượng Hoàng tiên thể mới có thể đủ tu luyện công pháp. Hà, Liền công pháp đều có. Thể, này ngược lại là để Trần Trường An càng để ý hơn bên ngoài bất quá dạng này cũng tốt, bằng không mà nói, hắn cũng chưa nghĩ ra đến cùng truyền thụ công pháp gì cho Cố Tiên Nhi. Đã như vậy, vậy nhân bảng này, ngươi liền tranh một chuyến à? Nhân bảng mới vừa vặn mở ra không lâu, tổng cộng có thời gian 3 năm, tuy là Cố Tiên Nhi cất bước chậm một chút, nhưng hôm nay thức tỉnh Phượng Hoàng Tiên Thể, lại có Phượng Hoàng thật tuyệt. Thời gian 3 năm, lên bảng không khó lắm. Nhân bảng. Cố Tiên Nhi có chút kinh ngạc nhìn về phía Trần Trường An, chuyện này, bây giờ toàn bộ Thái Huyền giới người đều biết nhưng cố tiên nhi đã từng chưa từng có nghĩ qua chính mình cũng có tham dự vào thậm chí có khả năng tranh đoạt bài danh tư cách công tử ta à, thật có thể chứ cố tiên nhi rõ ràng đối chính mình không phải cực kỳ tự tin ngươi là phượng hoàng tiên thể toàn bộ thái huyền giới sợ bao nhiêu vạn năm mới có thể xuất hiện một cái ngươi không thể ai có thể trần trường an cười lấy nói tốt đã công tử phân phó cái kia tiên nhi liền đi tranh một chuyến cái này nhân bảng Cố Tiên Nhi hít sâu một hơi, trong lòng đã kiên định một mục tiêu, tuyệt đối không nên để cho Trần Trường An thất vọng. Cái này nhân bảng bài danh, chính mình thế tất yếu đi cướp bên trên một cướp. Có người tới, chúng ta là bây giờ rời đi, vẫn là như thế nào? Huyền Vô Đạo nhìn xem Trần Trường An hỏi. Vừa mới náo ra tới động tĩnh thật sự là quá lớn, lang gia vân xuyên nơi này có chút thực lực người, tự nhiên muốn tới xem xét một chút tình huống như thế nào. Trần Trường An nghi ngờ nhìn Huyền Vô Đạo một chút, tiểu tử này là không phải ăn mày làm lâu, hiện tại gặp người liền muốn trốn. Đều đã có tâm lý bóng mờ. Người năm đó cũng không phải gặp chuyện liền tránh người. Hiện tại đột nhiên lại hỏi đi ra vấn đề như vậy. Trần Trường An cười lấy nói. Nghe được Trần Trường An lời nói, huyền vô đạo cũng sửng sốt một chút. Đúng à, lão tử năm đó lúc nào tránh thoát người. Mà nó, còn không phải bởi vì ngươi, cái này ba ngàn năm, ta là gặp người liền muốn trốn, sợ gặp phải người quen. Nhớ năm đó, à, được rồi đừng nghĩ năm đó nhìn một chút là ai tới ta ngược lại muốn xem xem bọn họ chạy tới muốn làm chút gì trần trường an mặc kệ là năm đó không có tu vi vẫn là bây giờ đã có khả năng tu luyện cho tới bây giờ đều không phải sợ sự tình người cuối cùng không chết được quan trọng nhất chính là sợ phiền phức thế nào lại gần náo nhiệt lời còn chưa dứt chỗ không xa có mấy người nhanh chóng hướng hoán hoa lâu vị trí bay tới lúc này hoán hoa lâu phụ cận cũng không có bao nhiêu người Trần Trường An ba người đứng ở nơi đó, vô cùng dễ thấy. Các ngươi một mực tại nơi này, vừa mới nơi đây đã xảy ra chuyện gì? Một người bay tới phía sau, nhìn xem Trần Trường An ba người, một mặt cao ngạo hỏi một câu. Ân, chúng ta tông chủ hỏi lại các ngươi lời nói, các ngươi là câm ư? Gặp Trần Trường An ba người cũng không trả lời, một người trong đó lập tức trừng mắt, mắt lộ ra hung quang. Cho ta quỳ nói chuyện. Huyền Vô Đạo sầm mặt lại, một cỗ cường đại khí tức theo trong thân thể hắn bắn ra đối mặt huyền vô đạo khí tức người tới trực tiếp quỳ dạp xuống đất trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ không không biết rõ tiền bối tại cái này có nhiều đắc tội mong được tha thứ tiền bối chúng ta có mắt như mù chúng ta là chúng ta là đối phương còn chưa nói xong huyền vô đạo hừ lạnh một tiếng đối phương lập tức mồ hôi lạnh chảy ròng thân thể trực tiếp ngã sấp trên đất một chữ cũng nói không ra các ngươi là ai liên quan ta cái rắm tranh thủ thời gian cút dứt lời Huyền Vô Đạo vung tay lên một cái, mấy người kia trực tiếp bị đập bay ra ngoài. "Ma nó, liền chút bản lĩnh này, sao ta còn có thể trang bức?" Huyền Vô Đạo khinh bỉ nói một câu. "Đây là lang gia, cường giả vốn là không tính quá nhiều, huống chi là Vân Xuyên nơi này. Nơi này người mạnh nhất, nhiều nhất cũng liền là hóa thần cảnh mà thôi, còn không bằng ngươi lúc tuổi còn trẻ." Trần Trường An cười nhạt nói, "Ta nói, cái này có ý tứ gì? Ngươi để ta tại cái này cho ngươi làm tay chân đây?" phản ứng những người này làm cái gì nếu không chúng ta hay là đi thôi huyền vô đạo bất đắc dĩ nói ngươi xuất thủ quá nhanh vốn là muốn hỏi ít chuyện tình hiện tại tốt ngươi đem người đều hù chạy trần trường an cũng là bất đắc dĩ cười một tiếng huyền vô đạo khí thế kia vừa ra tới nguyên bản còn muốn tới xem xét một chút tình huống người tất cả đều quay đầu liền chạy do dự một chút đều là đối huyền vô đạo không tôn trọng hỏi ít chuyện tình hỏi chuyện gì huyền vô đạo tò mò hỏi không có gì bất quá là một ít chuyện riêng thôi trần trường an lắc đầu cũng không trả lời lần này đi tới lang gia mục đích chủ yếu dù sao vẫn là làm tìm kiếm thai châu năm đó trần gia tại lang gia địa phương nào tộc ký bên trong cũng không có rõ ràng ghi chép nhưng nếu như hỏi thăm một ít lão nhân lời nói có lẽ khả năng nghe nói qua trần gia liền là cái này lang gia quá lớn trần trường an cũng không biết năm đó trần gia thực lực như thế nào nếu như đồng dạng lời nói sợ cũng là không tốt nghe ngóng nguyên cớ ngươi lần này chạy đến lang gia chính là vì một ít chuyện riêng ân nguyên cớ ta khả năng còn muốn tại lang gia nghỉ ngơi một hồi ngươi đây nghe nói như thế huyền vô đạo đột nhiên cũng có chút mê mang hành khất ba ngàn năm lưu lạc ba ngàn năm bây giờ đột nhiên tự do lại không biết chính mình phải làm những thứ gì ngươi đoán ta muốn đi làm cái gì huyền vô đạo nhìn xem trần trường an hỏi đoán trần trường an như nhìn xem ngu xuẩn đồng dạng nhìn huyền vô đạo một chút ngươi mẹ nó đoán ta đoán không đoán ngạch cụ cụ chỉ đùa một chút chỉ đùa một chút tính toán ba năm ta cũng có lẽ trở về nhìn một chút cũng không biết tông môn người hôm nay là có hay không còn nhớ đến ta người này huyền vô đạo cười nhạt nói được rồi đừng cảm khái cha ngươi là vô cực tông thái thượng trưởng lão hắn còn có thể đem ngươi quên trần trường an khinh bỉ nói hà ngoạ tào làm sao ngươi biết cha ta là ai chuyện này tại vô cực tông người biết cũng không nhiều à huyền vô đạo một mặt khiếp sợ nhìn xem trần trường an tiểu tử này thế nào cái gì đều biết trần trường an nhìn xem huyền vô đạo trên mặt hiện lên một vòng cười xấu xa thấp giọng nói về nhà hỏi ngươi cha có chuyện ta kỳ thực một mực không nói cho ngươi năm đó cha ngươi đuổi theo cái mông ta đằng sau muốn thành huynh đệ kết bái vô đạo à ta à kém chút liền thành ngươi đại gia đại gia trần trường an ngươi đại gia Ngươi chiếm ta tiện nghi. Không tin, trở về nhà hỏi ngươi cha. Bạn chuẩn bị xem từ trường sinh bất tử tu tiên ta liền vô địch tập 38. Cái tin tức này quả thực để Huyền Vô Đạo có chút mộng bức. Hắn biết Trần Trường An người này cực kỳ thần bí, thực lực cũng là sâu không lường được. Nhưng hắn vạn lần không ngờ, chính mình cùng Trần Trường An ở giữa lại còn có dạng này nguồn gốc. Chính mình cái kia không ai bì nổi, ai cũng không phục lão tử, năm đó rõ ràng đuổi theo Trần Trường An muốn thành huynh đệ kết bái đây là chính mình nhận thức cái kia lão trèo ư. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, huyền vô đạo cảm thấy cũng không phải là một điểm khả năng đều không có. Trần Trường An chỉ là trưởng thành đến trẻ tuổi, không đại biểu hắn thật niên kỳ nhỏ. Huyền vô đạo 3.000 năm trước nhận thức Trần Trường An thời điểm, tên khốn kiếp này liền chừng 20 đến tướng mạo, hiện tại chính mình cũng biến thành trung niên tráng hán, đối phương vẫn là chừng 20. Cũng không phải huyền vô đạo không cách nào đem dung mạo bảo trì tại trẻ tuổi trạng thái, chỉ là hắn cảm thấy chính mình lớn tuổi như vậy, giả bộ nai tơ có chút không nói được. Nói thật, ngươi đến tột cùng sống bao nhiêu năm. Huyền vô đạo biểu tình nghiêm túc nhìn về phía Trần Trường An. Vạn năm là có. Trần Trường An cũng không có dấu lấy. Vạn năm. Ngoạ tào, Trần Trường An rõ ràng đã sống vạn năm. Điều này có ý vị gì? Cái này mẹ nó tuyệt đối siêu cấp cường giả tồn tại à? Chính mình năm đó rõ ràng còn muốn cùng hắn đánh cược. Chính mình có phải hay không ăn nhiều chết no? Ngươi, ngươi là đại đế cảnh giới huyền vô đạo khiếp sợ hỏi huyền vô đạo lời nói để một bên cố tiên nhi cũng là chấn động trong lòng đại đế cái này tồn tại ở trong truyền thuyết cảnh giới vậy mà liền tại bên cạnh mình hơn nữa chính mình vẫn là đối phương thị nữ đại đế ta chỉ có thể nói đại đế đỉnh phong không thể gây tổn thương đến ta mảy may trần trường an ngữ khí yên lặng phảng phất tại nói một kiện không quan trọng sự tình nhưng mà huyền vô đạo lúc này nội tâm sụp đổ cũng chỉ có chính hắn rõ ràng đại đế đỉnh phong, không thể gây tổn thương đến hắn mảy may. Năm đó còn mẹ nó cùng chính mình đánh cược. Mình rốt cuộc có nên hay không cái kia cao hứng. Có phải như vậy hay không thứ nhất, chính mình cũng coi là cùng đại đế đỉnh phong một cái đãi ngộ. Thế nào còn không hiểu có chút ít vui vẻ đây. Phi. Bình tĩnh, bình tĩnh. Huyền vô đạo đem trong đầu thượng vàng hạ cám ý niệm ngăn che phía sau, lại nhìn về phía Trần Trường An ánh mắt đã phát sinh chuyển biến. Thâm tàng bất lậu, ẩn thế cường giả, toàn thân trên dưới tràn ngập sắc thái thần bí. Chủ yếu nhất là Trần Trường An cùng cái khác đỉnh cấp cường giả khác biệt, hắn người này rất giống một người. Không sai, liền là như một người, phổ phổ thông thông người. Huyền vô đạo không thể không thừa nhận, coi như là chính hắn, theo lấy thực lực tăng trưởng, tâm thái phía trên là sẽ phát sinh thay đổi. Xem nhân mạng như cỏ rác, cao ngạo, không dễ ở chung chờ chút. Nhưng Trần Trường An đây, tùy tính mà làm, tâm thái bình thản, mặc kệ đối phương là thân phận gì, hắn đều sẽ đối xử bình đẳng chẳng lẽ đây mới thực sự là cường giả cảnh giới ư nghĩ đi nghĩ lại huyền vô đạo dĩ nhiên cảm giác chính mình có lĩnh ngộ lão đột nhiên huyền vô đạo dĩ nhiên không biết rõ phải làm thế nào gọi trần trường an gọi lão trần đối phương cùng chính mình cha ruột còn nhận thức gọi đại gia cái này mẹ nó cũng không gọi được à được rồi phía trước gọi thế nào sau đó liền gọi thế nào chúng ta mỗi người một lời cha ngươi kêu ta đại ca ngươi gọi ta lão trần đều như thế trần trường an cười nhạt nói được liền gọi ngươi lão trần như vậy tính ra tại ngươi cái này ta có phải hay không so cha ta bối phận lớn cũng không đúng đồng bối cái đồ chơi này đến cùng thế nào tính toán huyền vô đạo tu luyện là một tay hảo thủ nhưng mà tại những phương diện khác chỉ sợ cũng có chút không quá sở trường không sao cả không trọng yếu đúng không trọng yếu ha 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 đột nhiên cảm giác tâm tình thoải mái không ít. Bất quá, ta thật phải đi. Tốt, sau này hữu duyên, tự sẽ gặp nhau. Không tệ. Huyền Vô Đạo gật đầu cười, theo sau đối đại hoàng lên tiếng chào. Huyền Vô Đạo quay người đang muốn rời đi, đột nhiên lại dừng lại. Quay đầu nhìn về phía Trần Trường An, trong ánh mắt ý cười, mười điểm hèn mọn. Những năm này ta tìm ngươi quá trình bên trong, ngược lại nghe nói một việc. Nguyên bản ta tưởng rằng trùng tên trùng họ, bất quá đã ngươi sống lâu như vậy, ta cảm thấy e rằng có liên hệ với người. Hả? Cùng chính mình có quan hệ sự tình. Chuyện gì? Trần Trường An nghi ngờ hỏi. Ngươi biết một người gọi trưởng tôn tích tuyết ư? Trưởng tôn tích tuyết? Nghe được cái tên này, Trần Trường An cũng sừng sốt một chút. Qua nhiều năm như vậy, chính mình người quen biết không nhiều, nhưng cũng không ít. Họ trưởng tôn. Thế nào nhất thời ở giữa lại có chút ít không nhớ nổi đây? Đại Hoàng, ngươi nhớ đến người này ư? Trần Trường An hỏi. Đại Hoàng lắc đầu, cực kỳ hiển nhiên, nó đối với danh tự này càng thêm không có ấn tượng. Chẳng lẽ ngươi không biết? Nhưng ta thế nào nghe nói, trưởng tôn tích tuyết tìm một người gọi Trần Trường An, tìm gần 5.000 năm. 5.000 năm, mẹ, so thời gian của ta còn dài. Hơn nữa cái trưởng tôn tích tuyết này, thực lực rất mạnh, nghe nói, đã đạt đến bất tử cảnh tầng 9 đỉnh phong, rất có hy vọng trùng kích đến đại đế cảnh giới cường giả. Tìm 5.000 năm. Nói cách khác, nếu như nhận thức, hẳn là tại 5.000 năm trước năm ngàn năm trước chính mình cũng đã làm những gì đây. Ừm, nàng tìm Trần Trường An làm cái gì? Cái ngươi này nghe nói không? Trần Trường An tò mò hỏi. Nghe nói, thật giống như là muốn gả cho Trần Trường An. Về phần nguyên nhân cụ thể ta liền không rõ lắm. Năm ngàn năm, thật dài tình à? Nếu thật là ngươi, ngươi có thể quá không là đồ vật để người ta cô nương tìm ngươi năm ngàn năm, gả cho Trần Trường An. Trần Trường An lần này càng mộng bức, chính mình dường như không có tình cảm nợ à? Trưởng tôn tích tuyết, trưởng tôn tích tuyết, trưởng tôn. Đột nhiên, Trần Trường An tâm thần chấn động, trong đầu xuất hiện một cái tương đối xa xưa ký ức. Xong. Nhận thức, chính mình dĩ nhiên thật nhận thức. Đại Hoàng, đều mẹ nó là ngươi cái này gây ra sự tình. Ngươi cái tai họa này. Trần Trường An đột nhiên đối Đại Hoàng chỉ mắng lên, mắng Đại Hoàng một mặt mộng bức. Huyền vô đạo lúc này ngược lại nhìn ra một chút vấn đề, kinh ngạc nói. ngoạ tào, cũng thật là ngươi. Ngươi ngươi nghiêu bức ngươi là thật nghiêu bức ta phục có thể để một nữ nhân nhớ mãi không quên năm ngàn năm hơn nữa còn là trưởng tôn tích tuyết loại tồn tại này đây cũng không phải bình thường người có thể làm được chỉ bất quá huyền vô đạo thật tò mò chuyện này cùng đại hoàng có quan hệ gì ngươi đủ à ta mẹ nó không nói lời nào không đại biểu ta là câm điếc ngươi mắng đủ chưa nhân ra muốn gả cho ngươi liên quan ta cái rắm lại mẹ nó không phải gả cho ta đại hoàng cũng không nhịn được cùng trần trường an mắng nhau lên cái này khiến một bên cố tiên nhi có chút kinh ngạc lúc này mới ý thức được đại hoàng nguyên lai cũng không phải một đầu chó thường chuyện không liên quan ngươi năm đó nếu không phải ngươi ta mẹ nó có thể rơi vào trường tôn tích tuyết nói đến đây trần trường an đột nhiên dừng lại cái này khiến huyền vô đạo gấp vào đầu bứt tai thời khắc mấu chốt này thế nào còn mẹ nó ngậm miệng đây nói à ngươi ngược lại nói à rơi vào trường tôn tích tuyết cái gì Huyền Vô Đạo lo lắng thúc giục nói. Đại hoàng lúc này cũng là sững sờ, bị Trần Trường An như vậy vừa nhắc nhở, nó hình như cũng nhớ lại cái gì. Nguyên lai là nàng. Khó trách, cô nương này năm đó liền truy sát ngươi một đường, rõ ràng đã nhiều năm như vậy, còn không buông được đây. Không đúng, vậy nàng không nên muốn giết ngươi sao? Thế nào biến thành muốn gả ngươi? Ta nói đại hoàng huynh đệ, ta có thể hay không không làm trò bí hiểm?" Ngươi ngược lại nói, "Năm đó đến tột cùng xảy ra chuyện gì à?" huyền vô đạo cảm giác chính mình cũng sắp điên rồi các ngươi có thể hay không có lời nói thống khoái điểm nói há cũng không có gì liền là trần trường an đem nhân ra nhìn sạch sành xanh, xanh còn đưa tay sờ hà mò mò cái gì ngoạ tào ngươi lại là như vậy trần trường an ta khinh bỉ ngươi bạn chuẩn bị xem từ trường sinh bất tử tu tiên ta liền vô địch tập 39. Ngươi cho người ta nhìn hết liền nhìn hết, thế nào còn ra tay đây? Huyền vô đạo cũng là không nghĩ tới, Trần Trường An lại còn có dạng này quang huy lịch sử. Đây chính là trưởng tôn tích tuyết à, người khác nhìn ánh mắt của nàng mang theo nào đó màu sắc, đều sẽ bị diệt, Trần Trường An lại còn màu qua. Chỉ sợ cũng liền bởi vì hắn là Trần Trường An, đổi thành người khác, sợ là đã sớm biến thành một đống bạch cốt. Không phục, thèm muốn, thậm chí còn có một chút đố kỵ. Những tâm tình này đem huyền vô đạo cả người lấp kín. Đại Hoàng, tiếp tục, nói tỉ mỉ. Huyền vô đạo hưng phấn hỏi. Ngươi mẹ nó không phải muốn về nhà sao? Xéo đi nhanh lên, hỏi thăm linh tinh cái gì? Trần Trường An tức giận nói. Ai nha, không nóng lòng cái này nhất thời. Trước hết nghe cố sự. Thú vị như vậy sự tình, làm sao có khả năng không nghe xong lại đi? Cố tiên nhi lúc này đứng ở một bên cũng là sắc mặt đỏ lên, không nghĩ tới Trần Trường An nhìn xem như vậy nghiêm chỉnh, dĩ nhiên cũng có dạng này chuyện tình gió trăng. Tuy là có chút ngượng ngùng, nhưng tương tự hết sức tò mò, đến tột cùng phát sinh cái gì, lại mò cái gì? Đại hoàng, ngươi tốt nhất im miệng. Trần Trường An trầm giọng nói. Vì sao, ngươi mò đều mò, còn không cho người nói. Đại hoàng khinh thường nhìn Trần Trường An một chút. Muốn nói việc này, lúc trước cũng là một cái trùng hợp, hoàn toàn là một cái bất ngờ. Lúc ấy Trần Trường An cùng đại hoàng hai người đang chơi náo, kết quả đại hoàng dùng sức quá mạnh, trực tiếp đem Trần Trường An đánh bay ra ngoài. Hảo chết không chết, trưởng tôn tích tuyết nha đầu này, vừa mới săn giết yêu thú làm một thân máu, tìm tới một chỗ dòng suối nhỏ rửa sạch. Hợp tác là trưởng tôn tích tuyết, cũng bất quá là một cái chưa đầy 20 tiểu nha đầu. U một tiếng, Trần Trường An từ trên trời giáng xuống, vừa vặn rơi vào trưởng tôn tích tuyết trước mặt. Người rơi vào trong nước, bản năng sẽ muốn thò tay hoạt động hai lần, bắt chút đồ vật gì để cho mình đứng vững. Hào chết không chết, Trần Trường An liền hoạt động hai lần, hơn nữa còn thật liền bắt được chút gì. Làm Trần Trường An đứng vững phía sau, vừa hay nhìn thấy trước mặt trưởng tôn tích tuyết sắc mặt đỏ rực, Ánh mắt lạnh giá nhìn xem chính mình, cúi đầu xem xét, khá lắm, chính mình cái này bắt vị trí, quá nhạy cảm một chút. Trần Trường An ngược lại muốn giải thích, nhưng trưởng tôn tích tuyết nơi nào sẽ cho hắn cơ hội này? Ba tháng, trưởng tôn tích tuyết chọn vẹn truy sát Trần Trường An ba tháng lâu dài, cuối cùng lấy Trần Trường An hoàn toàn biến mất mà kết thúc. Nhưng qua nhiều năm như vậy, trưởng tôn tích tuyết cho tới bây giờ đều không hề từ bỏ qua tìm kiếm được Trần Trường An. Chỉ bất quá, Trần Trường An có chút không rõ ràng cho lắm rõ ràng là muốn giết mình thế nào truyền thành muốn gả cho chính mình chẳng lẽ là truyền ngôn truyền truyền liên biến vị cố sự này kỳ thực cũng không phải rất có lực hấp dẫn nhưng đặt ở trần trường an cùng trưởng tôn tích tuyết trên mình liên biến đến thú vị nhiều huyền vô đạo nhìn về phía trần trường an một bộ ngươi thật đúng là cái lão sắc phát biểu tình ngươi nhìn ta như vậy làm gì bất ngờ đó chính là một cái bất ngờ trần trường an bất đắc dĩ nói đừng giải thích ta không tin năm ngàn năm trước trưởng tôn tích tuyết tu vi không cao ngươi tu vi cũng không cao ngươi chẳng lẽ liền không cách nào khống chế thân hình còn hết lần này tới lần khác rớt xuống nhân ra trước mặt coi như ngươi thật rớt xuống nhân ra trước mặt dựa vào tu vi của ngươi có thể có chuyện gì cần phải đi bắt chút cái gì để chính mình ổn định ư còn nói ngươi không phải cố ý huyền vô đạo một mặt khinh bỉ nhìn về phía trần trường an tiểu tử này thế nào chiếm tiện nghi còn khoe mẽ đây rõ ràng còn giả vô tội lừa đồ đần đây nếu như ta năm ngàn năm trước không có tu vi đây năm ngàn năm trước không có tu vi phi càng nói càng thái quá trần trường an ngươi thật sự coi ta đồ đần ngươi sống một vạn năm năm ngàn năm trước không có tu vi ngươi làm sao sống được ngươi chẳng lẽ trời sinh không già không chết ư nghe nói như thế trần trường an liên tục gật đầu ta thừa nhận ta thừa nhận còn không được à đừng mẹ nó làm bẩn thanh danh của ta nhìn thấy trần trường an hình gật đầu huyền vô đạo khinh thường nói tin ngươi ta chính là trên đời này ngu nhất ngu xuẩn nào có người trời sinh không già không chết ngươi chính là không có ý tốt xem người ta trưởng tôn tích tuyết dung mạo xinh đẹp ngươi cố tình trần trường an cũng không nghĩ tới chính mình cũng đã nói thật cái này huyền vô đạo làm sao lại không tin đây đại hoàng ngươi mẹ nó đừng ở một bên cười ngây ngô ngươi giải thích giải thích đại hoàng cười chính giữa vui vẻ loại tình huống này nó thế nhưng rất ưa thích nhìn thấy giải thích chính mình có bệnh mới sẽ đi giải thích, ngược lại không liên quan chuyện của mình. Cái này giải thích, ngươi vẫn là đợi đến gặp phải trưởng tôn tích tuyết phía sau lại cẩn thận giải thích à. Ta đi trước, ngươi yên tâm, bằng hữu một chàng, ta sẽ không để người cho trưởng tôn tích tuyết nhắn lời, nói ngươi tại lang gia. Yên tâm, tuyệt đối sẽ không. Huyền vô đạo rời đi về sau, Trần Trường An bất đắc dĩ thở dài một hơi, xem ra, cái này lang ra sự tình, cũng nhanh điểm kết thúc mới được. Lấy huyền vô đạo tiểu tử này tính cách, nhất định sẽ phái người thông chi trưởng tôn tích tuyết. Cuối cùng, cái này ba ngàn năm hành khất thù, hắn cũng sẽ không nhanh như vậy liền quên. Chúng ta cũng đi thôi. Được, công tử. Trần Trường An mang theo cố tiên nhi cùng đại hoàng, dự định trước tiên tìm tìm xuống, vân xuyên nơi này, tồn tại vượt qua trên 500 năm gia tộc hoặc tông môn. Cùng lúc đó, Trần Vân Hiên lẻ loi một mình, cũng đã bắt đầu chính mình bắc vực hành trình. Bắc vực, huyết ảnh môn, người đến ngừng bước. Các hạ tới trước huyết ảnh môn, làm chuyện gì? Trần Vân Hiên nhìn một chút cái này giữ cửa đệ tử, thản nhiên nói. Nghe huyết ảnh môn môn chủ, tu vi đạt tới thần thông cảnh tầng một đỉnh phong. Đặc biệt tới thỉnh giáo. Lời này vừa nói ra, huyết ảnh môn đệ tử lập tức biến sắc mặt. Trần Vân Hiên cũng bất quá chỉ có 16 tuổi tuổi tác, lại muốn tới khiêu chiến bọn hắn môn chủ. Khẩu khí thật lớn, ngươi cho rằng nơi này là địa phương nào. Nếu biết chúng ta môn chủ là thần thông cảnh cảnh giới cường giả, lại còn dám đến chịu chết miệng còn hôi sữa tiểu tử thúi, ta nhìn ngươi là không muốn sống. Gặp những người này muốn động thủ, Trần Vân Hiên lắc đầu, đạo, các ngươi không phải đối thủ của ta, đừng uổng phí sức lực. Không phải đối thủ của ngươi. Thật là buồn cười. Ta ngược lại muốn xem xem, ngươi tiểu tử này, đến tụt cùng có bản lãnh gì. Trong đó một tên huyết ảnh muôn đệ tử, trực tiếp hướng về Trần Vân Hiên vọt tới. Đối mặt với đối phương tiến công, Trần Vân Hiên bất quá là tiện tay vung lên, liền trực tiếp đem đối phương đẩy lùi thật mạnh. Cái này, hắn nhìn lên cũng bất quá chỉ có 16-17 tuổi, thế nào sẽ như vậy mạnh? Coi như hắn lại mạnh, cũng không thể nào là chúng ta môn chủ đối thủ. Không sai, không muốn bị hắn dọa sợ. Mọi người cùng nhau xông lên, ta cũng không tin, còn cầm không xuống như vậy một cái tiểu tử thúi. Lên, mọi người cùng nhau tiến lên, Trần Vân Hiên bất đắc dĩ thở dài một hơi, toàn lực xuất thủ, bất quá vừa đối mặt, hơn 10 tên huyết ảnh môn đệ tử, liền tất cả đều ngã xuống đất không dậy nổi thật to gan, đến tột cùng là ai, dám đến ta huyết ảnh môn nháo sự. Gầm lên giận dữ, một đạo bóng người màu đỏ từ đằng xa bay tới. Người tới, chính là huyết ảnh môn môn chủ. Huyết ảnh môn môn chủ nhìn thấy Trần Vân Hiên thời điểm, không khỏi đến cũng là xứng sở, thật trẻ tuổi hậu bối, thật tốt khuôn mặt. Ngươi là người nào? Huyết ảnh môn môn chủ cau mày hỏi. Trần gia, Trần Vân Hiên, đặc biệt tới lĩnh giáo. Bạn chuẩn bị xem từ trường sinh bất tử tu tiên ta liền vô địch tập 40. Trần gia, Trần Vân Hiên. Huyết ảnh môn môn chủ nhướng mày, trong Bắc vực có một cái Trần gia đại gia tộc như thế tồn tại ư? Ừ. A. À, siêu phàm cảnh tầng 3. Tuổi còn nhỏ, lại có tu vi như vậy. Đột nhiên, Huyết ảnh môn môn chủ phát hiện, Trần Vân Hiên tu vi, dĩ nhiên đạt tới siêu phàm cảnh tầng 3. Tại cái tuổi này có khả năng giống như cái này tu vi, tất nhiên là một vị thiên tài ghê gớm. Nhưng tại trong cái Bắc vực này, thế nào chưa từng nghe qua. Cái gì? Hắn dĩ nhiên là siêu phàm cảnh tam trọng cảnh giới. Khó trách mạnh như vậy, nhưng ta nhìn xem hắn cũng không có nhiều lớn à. Nhìn lên so ta trẻ mấy tuổi, nhưng tu vi của ta. Quả nhiên là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên à. Trần Vân Hiên tu vi, để huyết ảnh môn đệ tử đều là khiếp sợ không thôi, cuối cùng hắn tuổi như vậy, đại đa số người có khả năng đột phá đến chân khí cảnh đều là không được. Có khả năng đạt tới siêu phàm cảnh, càng là vượt ra khỏi bọn hắn nhận thức. Tại trong ấn tượng của bọn hắn 16, 17 tuổi siêu phàm cảnh, tại toàn bộ Bắc vực, sợ cũng là không thấy nhiều. Có thể cái này Trần ra, vì cái gì chưa từng có nghe nói qua đây. Bây giờ nhân bảng hiện thế, chính là thời buổi rối loạn, huyết ảnh môn môn chủ cũng không dám như ngày trước đồng dạng tùy tiện làm việc. Cuối cùng, chính mình tại Bắc vực chưa nghe nói qua có cường đại Trần gia, cũng không đại biểu địa phương khác không có. Và nhất là đại gia tộc nào đệ tử, chạy đến cái này Bắc vực đến rèn luyện đây. Trần Vân Hiên, ngươi thiên tư xuất chúng, phóng nhãn toàn bộ bắc vực, e rằng có người thiên phú như vậy cũng không nhiều gặp. Nhưng người ta ở giữa, thực lực cuối cùng trên lệch cách xa, không bằng, ta tìm mấy vị siêu phàm cảnh trưởng lão, bồi ngươi luận bàn một chút. Huyết ảnh môn môn chủ cười lấy nói. Nghe nói như thế, Trần Vân Hiên vẫn là lắc đầu. Coi như là cái này huyết ảnh môn siêu phàm cảnh toàn bộ bên trên, đối với Trần Vân Hiên tới nói, cũng không có luận bàn tác dụng. Bọn hắn không phải là đối thủ. Đối thủ của ta là ngươi. Trần Vân Hiên ánh mắt kiên định nhìn xem huyết ảnh môn môn chủ. Nhìn thấy Trần Vân Hiên cái này kiên định như vậy ánh mắt, huyết ảnh môn môn chủ cũng là khẽ trao mày, hắn đến tột cùng là từ đâu tới tự tin. Tiểu tử, ngươi khẩu khí thật lớn. Mặc dù có chút thiên phú không tồi, nhưng ngươi cuối cùng chỉ có siêu phàm cảnh tam trọng cảnh giới. Chẳng lẽ lão phu siêu phàm cảnh tầng 9 đỉnh phong, không xứng làm đối thủ của ngươi ư? Đối mặt Trần Vân Hiên lời nói, huyết ảnh môn các trưởng lão nhưng cũng không đồng ý, ngươi coi như thiên phú khá hơn nữa, cuối cùng cảnh giới bày ở nơi này, thế nào còn dám như vậy cuồng vọng. Thật không phải là đối thủ, ta cũng không có hạ thấp ý của các ngươi." Trần Vân Hiên bất đắc dĩ nói. Trần Vân Hiên càng là như vậy, ở những người khác trong mắt nhìn tới, càng là cuồng vọng, cái này còn không phải hạ thấp. "Ha ha ha, vậy ta hôm nay còn thật sự muốn kiến thức kiến thức ngươi vị thiên tài này, đến tụt cùng có bản lãnh gì?" Dứt lời, đối phương liền muốn xuất thủ giáo huấn một thoáng Trần Vân Hiên, lại bị huyết ảnh môn môn chủ trực tiếp ngăn lại. Môn chủ, đối phương đều như vậy khiêu khích, ngươi ngăn ta làm cái gì?" Trưởng lão tức giận hỏi. "An tâm chớ vội, ta nhìn thiếu niên này, e rằng cũng không phải là cố tình khiêu khích. Huyết ảnh Môn Môn chủ cử động khác thường như vậy, để mọi người cũng là 10 điểm không hiểu. Đối phương đều lên cửa khiêu chiến, nếu là ngày trước, Môn chủ liền chỉ sợ sớm đã kêu la như sấm. Vì cái gì lần này, như vậy bảo trì bình thản. Bọn hắn làm sao biết?" Huyết ảnh Môn Môn chủ trong lòng lo lắng bây giờ nhân bảng hiện thế chính là thời buổi rối loạn trần vân hiên lại lai lịch thần bí tùy tiện không thể đắc tội bằng không liền là tai họa ngập đầu đã ngươi khăng khăng như vậy vậy liền để ta cùng ngươi cẩn thận luận bàn một phen bất quá ngươi yên tâm mọi người chỉ là luận bàn ta sẽ lưu thủ huyết ảnh môn môn chủ cười lấy nói hy vọng ngươi toàn lực xuất thủ bằng không liền mất đi luận bàn ý nghĩa hà toàn lực xuất thủ tiểu tử này Huyết Ảnh Môn Môn chủ coi như là tại có thể ẩn nhẫn, nhưng khi nhiều người như vậy trước mặt, Trần Vân Hiên ba lần bốn lượt lời nói, quả thực có chút để hắn mất mặt. "Tốt, vậy ta liền không khách khí." Huyết Ảnh Môn Môn chủ sầm mặt lại, tuy là nghiêm túc lên, nhưng hoặc nhiều hoặc ít, vẫn còn có chút lưu thủ. Trần Vân Hiên nhìn thấy đối phương tiến công, không khỏi đến nhướng mày. "Thế nào sẽ yếu như vậy?" Cùng lúc trước theo bên cạnh Trình Ngọc thư lưu bá so sánh, thực lực chênh lệch khó tránh khỏi có chút quá cách xa. À? Trần Vân Hiên cũng không có suy nghĩ nhiều, thân ảnh lóe lên, trực tiếp một quyền hướng về huyết ảnh Môn môn chủ đánh tới. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, huyết ảnh Môn môn chủ trực tiếp bay ngược mà ra, trọn vẹn không phải Trần Vân Hiên đối thủ. Cái này, cái này sao có thể? Môn chủ thua, bại bởi một cái tu vi chỉ có siêu phàm cảnh tầng 3 thiếu niên. Vậy nhất định không phải thật sự, tuyệt đối không phải thật sự. Coi như là vượt cấp khiêu chiến, cũng không tránh khỏi quá bất hợp lý một chút à siêu phàm cảnh tầng 3, trực tiếp một quyền đánh bay thần thông cảnh tầng 1. Trần Vân Hiên thoải mái chiến thắng, để huyết ảnh môn tất cả mọi người là một mặt mộng bức, kết quả này, bọn họ nghĩ tới rồi, nhưng bọn hắn nghĩ tới là bị một chiêu đánh bại người là Trần Vân Hiên. Ngươi, ngươi coi là thật chỉ có siêu phàm cảnh tầng 3 tu vi. Huyết ảnh môn môn chủ nhìn về phía Trần Vân Hiên ánh mắt biến đến càng kiên kỵ. Tiểu tử này cũng không có ăn nói ngông cuồng, người khác thật không phải là đối thủ của hắn, thậm chí chính mình cũng không phải là đối thủ của hắn. Không sai, chính xác chỉ có siêu phàm cảnh tầng 3 tu vi. Ngươi, thật là thần thông cảnh tầng 1 ư? Trần Vân Hiên nghi ngờ hỏi. Lời này vừa nói ra, huyết ảnh môn môn chủ kém chút phun ra một cái lão huyết, tu vi của mình rõ ràng bị người nghi vấn. Hắn dĩ nhiên nghi vấn chính mình không phải thần thông cảnh tầng 1 tu vi. Ngươi đây là ý gì? Huyết ảnh môn môn chủ không vui hỏi. Không ý tứ gì khác, chỉ bất quá vài ngày trước cùng một vị thần thông cảnh người giao thủ qua, ta cảm giác lúc ấy cực kỳ khó nhọc, không phải là đối thủ. Vốn là nghĩ đến tu vi đột phá tầng 1, hẳn là biết lực lượng ngang nhau, thật không nghĩ đến. Trần Vân Hiên cũng không rõ ràng, Lưu Bá tuy là cũng là thần thông cảnh, nhưng hắn có thể cũng không phải là thần thông cảnh tầng 1 tu vi. Cho nên mới sẽ tạo thành dạng này lý giải hiểu lầm, để hắn cho là thực lực của mình chỉ có thể cùng thần thông cảnh tầng một người chống lại. Không phải chứ, hắn siêu phàm cảnh tầng 2 thời điểm, Liên có thể cùng thần thông cảnh cường giả giao thủ. Hơn nữa, hắn nói là cực kỳ khó nhọc, không phải trọn vẹn không có chống đỡ lực lượng. Quá kinh khủng, hắn đến cùng là tu luyện thế nào? Cái này, e rằng đây chính là thiên tài à? Hôm nay mới biết, chúng ta người thường cùng thiên tài ở giữa khoảng cách, ai, cuối cùng cả đời, sợ cũng chỉ có thể nhìn theo bóng lưng. E rằng, liền nhìn theo bóng lưng, đều cực kỳ khó làm đến. Mọi người cảm khái không thôi huyết ảnh môn môn chủ lúc này cũng là mồ hôi lạnh chảy dòng dạng này thiên tài tuyệt đối không phải bắc vực người hắn đến tột cùng tới từ nơi nào chẳng lẽ trong trung thiên vực đi ra siêu cấp thiên tài nhưng trung thiên vực người không đạo lý tới bắc vực loại địa phương này mới đúng à công tử thực lực không tầm thường ta không phải là đối thủ của ngươi ta thua huyết ảnh môn môn chủ cảm khái nói là ta đối thực lực của mình hiểu có sai lệch bằng không mà nói sẽ không tới trước làm phiền nói đến là ta có nhiều đắc tội. Bất quá, ta muốn hỏi một câu, phụ cận nhưng có người tu vi đạt tới thần thông cảnh tầng 3. Thần thông cảnh tầng 1 thực lực như thế nào, Trần Vân Hiên đã từng gặp qua, lấy hắn tính toán, muốn đưa đến chân chính luận bàn hiệu quả, nhất định cần tìm kiếm thần thông cảnh tầng 3 người mới được. Thần thông cảnh tầng 3. Cái này, nếu như ta không có nhớ lầm, khoảng cách nơi đây bên ngoài 500 dặm, có một người tu vi là thần thông cảnh tầng 3. Ồ, người này là ai? người này không có danh tự chỉ có một cái ngoại hiệu tên là ác thông thiên chỉ cần nhắc lên cái tên này rất dễ dàng liền có thể nghe ngóng đạt được ác thông thiên đa tạ cáo chi cáo tử